Người ta cứ nghĩ rằng người Phật tử mới chịu nhân quả, người Phật tử mới chịu trả dai, người Phật tử mới chịu tội phước. Còn họ không phải là Phật tử, họ không phải là Phật giáo, họ là những tôn giáo khác, hoặc họ là những người không tin Phật giáo và không có Phật giáo, họ nghĩ họ sẽ thoát khỏi dòng này. Ai nghĩ như vậy là tự đẩy mình vào hố sâu tội lỗi. Thật ra Đức Phật không có đặt một cái tiêu chuẩn quy luật nào trên cuộc đời hết á. Nhân quả là một quy luật, là một chân lý của cuộc đời. Nếu các vị có điều kiện nghe lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng chân lý là gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay cái đoạn chúng tôi vừa nói. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ nhân quả chỉ dành cho Phật tử, không có chuyện đó. Nếu nhân quả tội phước đau khổ này chỉ dành cho Phật tử, Phật nói ra chỉ vì người Phật tử, xin thưa các vị, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ, không bao giờ tôi theo đạo Phật. Để tôi sống một cuộc đời tự do, có một sự bảo vệ bao che của một ai đó, tốt đẹp hơn không? Tại sao tôi phải trở thành một người Phật tử, trở thành một người tu sĩ theo Phật giáo, để tôi phải chấp nhận điều luật này, chấp nhận điều luật kia, hạn chế cái này, làm cái khác như vậy? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng quy luật này là công bằng. Đức Phật chỉ là một người nhận ra được quy luật đó, và Đức Phật giới thiệu với chúng sinh trên cuộc đời này. Ai nhận ra được điều đó tự cứu mình ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Ai hiểu được nó sẽ tự lách mình ra khỏi việc này việc khác, sẽ tự tránh bớt đi tội lỗi, tránh bớt đi sự trả dai. Chứ ở đây các vị đừng nghĩ là Phật nói cho người Phật tử, là quy luật của chúng sinh này trên cuộc đời này. Đức Phật có ra đời hay không, quy luật này nó vẫn như vậy đó. Nhưng mà tại quá chăng là chúng ta không nhận biết được nó mà thôi. Các vị có thâm hiểu ngay chỗ này không? Vì vậy cho nên sự trả dai này đừng nói là chỉ có người Phật tử, mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này, cái gì chúng ta dai là phải trả. Dai nợ máu trả nợ máu, dai nghiệp gì trả nghiệp đó, dai nghiệp ái tình trả nghiệp ái tình, dai tiền thì trả gì? Cũng trả tiền chứ không lẽ trả gì. Xin thưa các vị, chính cái chỗ dai trả này, cách nay chừng 4 ngày có một cậu thanh niên ở Đắk Lắk, cậu hỏi tôi: thưa thầy, Phật dạy về nhân quả có đúng không? Thì tôi nói dạ đúng. Anh nói vậy là có khi nào mà mình gieo nhân mà không có quả không? Ông nói là, thầy mới nói là không bao giờ, cái gì có nhân là có quả. Vậy anh nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không thầy? Tôi nói đúng rồi. Thì anh nói vậy mà sao con gieo nhân hoài mà con không được quả? Thì tôi mới hỏi chuyện gì. Anh nói anh thương một cô gái gần 10 năm rồi, anh thương quá trời luôn mà sao anh không được đáp lại. Anh hỏi như vậy nhân quả có đúng và công bằng hay không? Trời ơi, lúc đó tôi cũng không biết đường trả lời các vị. Tưởng hỏi cái gì à, cuối cùng anh nói như vậy. Anh nói như vậy á, là anh gieo như vậy là một cái nhân. Như vậy cái cô đó mà cũng không trả anh là cô đó có tội, có phải vậy không? Làm sao tôi dám kết tội người ta kiểu kỳ vậy? Thì ở đây nói chung là trong cái việc này nó phức tạp, nhưng mà tôi nói đại khái như thế thôi. Tôi nói á, ở đây anh nói anh gieo nhân, nhưng mà biết đâu anh đã trả cái quả anh ta từng gieo sao? Cũng có thể là anh đã từng trả cái quả anh đã từng gieo vậy. Nhưng mà ở đây anh mang cái tính cách giống như là anh bức xúc, rồi anh nói lên như vậy thôi. Chứ thật tình với các vị, thương người cũng có nhân quả thật. Nhưng mà như vậy, cái cô này tạo ra nhân duyên gì đó mà cuối cùng bỏ người ta đó, thì mới có nhân quả tội phước ngay chỗ này. Còn ở đây là một sự yêu thầm nhớ trộm của đơn phương, thì không mang tính nhân quả và không mang tính kết tội cô này được. Không có một lý do nào như vậy. Nhưng tình yêu không có tội, đại khái là như vậy. Anh này có thương hay không là quyền của anh, vấn đề cá nhân. Nhưng tôi chỉ lật ngược lại vấn đề, biết đâu anh đã trả cái quả anh đã từng gieo từ nhiều kiếp trước, anh đã thờ ơ lãnh đạm như người ta rồi sao? Thì tôi chỉ nói như vậy, mang tính cách là để đối trị như vậy thôi. Chứ nhân quả không nói vô những cái đơn sơ như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy rằng ở trên đời này không có một cái gì gieo mà không trả. Nếu kiếp đời này chúng ta sanh lên, chúng ta chỉ có một đời này và chết đi, thì nhân quả không lập thành được, và nhân quả không mang tính công bằng được.
và cuộc đời này nó trở nên một sự bất công, mạnh được yếu thua. Nhưng đã gọi là nhân quả là một quy luật của cuộc đời này, và tất cả mọi con người chúng ta trên cuộc đời này đều đi theo tiến trình của nhân quả, và bằng cách trả dai qua quá trình của cái gì? Của gì? Của luân hồi. Chính cái luân hồi này nó giúp cho nhân quả trả dai một cách sòng phẳng nhất. Không có cái gì mà có thể gọi là không trả quả được hết. Cho nên ở đây, ngày xưa khi tôi học với Hòa Thượng Di Lực, Ngài dạy về Kinh Lăng Nghiêm, thì Ngài có nói một cái câu ở trong đó là ăn cục thịt sẽ trả một cục thịt. Ngài nói rất rõ như vậy. Nhưng theo phân tích của tôi, thì tôi cũng đã chia sẻ với các vị từ rất nhiều bài giảng trước rồi, câu đó mang tính cách như một quy luật chung chung thôi. Nhưng mà nếu ăn con tép để đầu xanh con tép lại trả đó, thì nhân quả nó không mang cái nghĩa đó. Nó không có mang cái nghĩa ăn con này mà tái sanh lại con đó để trả, nhưng mà dứt phát phải trả một cái quả tương đương. Tương đương như thế nào là quy trình của nhân quả. Nhưng mà để nói rằng ăn con tép phải đầu thai con tép lại trả thì cái đó nó hơi máy móc lắm. Nhưng mà phải trả với một hình thái nào đó, với một lý do nào đó, phải tương đương với cái gì mình gieo thôi. Vì vậy ở đây, khi để nói một cái câu nôm na là ăn cục thịt trả cục thịt, thì cái câu đó mang tính cách răn đe để chúng ta nhận thấy rằng những cái gì chúng ta dai bằng nợ máu của chúng sinh, chắc chắn chúng ta phải trả bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Ở đây không mang tính cách đe dọa răn đe ai cả. Tất cả mỗi con người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Không phải các vị làm rồi người khác chịu, không phải các vị làm tôi chịu, không phải tôi làm các vị chịu, hay là các vị làm rồi đổ thừa cho ông Phật chịu. Không có chuyện đó. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động. Vì vậy không ai được quyền chỉ trích, thóa mạ, cười chê bất cứ một điều nào về vấn đề đó. Nếu người ta không vi phạm luật pháp, người ta không vi phạm đạo đức, thì tất cả mọi người chúng ta phải tôn trọng người khác trong được quyền chỉ trích. Nhưng ở đây tôi mang tính cách là phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có quy luật của nó. Những người nói một cái câu như thế này là vật dưỡng nhân, khi nói một câu đó thì thương tổn lắm đó. Thương tổn ở chỗ là tự mình che đậy cái hành động của mình. Mình cho rằng những cái điều đó là một cái quy luật như vậy. Ai sanh ra những con vật này để nuôi tất cả chúng ta thì chúng ta có quyền nói. Cái việc đó là cái miệng của chúng ta. Còn nuôi hay không như thế nào thì để quy luật nhân quả đối với chúng ta sòng phẳng. Nếu các vị có dịp tình cờ nhìn vào những cái đoạn phim mà người ta quay ở tất cả các lò sát sanh, các vị thấy rằng chúng ta không trực tiếp đối với sinh mạng của chúng sinh, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta gián tiếp rất là nhiều. Chúng ta thấy một chúng sinh trước khi làm thịt cho chúng ta có một thực phẩm để ăn, chúng ta thấy đau khổ biết dường nào. Tất cả chúng ta có quyền ăn, chúng ta không có vi phạm luật pháp gì hết. Trên cuộc đời này mình nuôi nó hay là như thế nào, mình chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn gì đó là việc cuộc sống riêng. Nhưng tôi muốn rằng người Phật tử hãy tự hiểu rằng cái quy luật đó các vị có thể giữ được bao nhiêu tùy nhân duyên và hoàn cảnh. Nhưng biết được nó đúng sai tội phước, nhân quả trả dai cái đã. Hôm nay giữ chưa được, ngày nào đó chúng ta sẽ giữ. Hôm nay làm chưa được, chúng ta tự biết hạn chế lấy chính mình để tự cứu mình. Nói để chúng ta hiểu, không phải nói để làm liền. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nơi. Nhưng mà chúng ta biết rằng các thực phẩm chúng ta có được là từ động vật á, là chúng ta thấy chúng sinh chết rất là thê thảm. Các vị thử tưởng tượng đi, các vị nuôi một con heo, các vị bán cho mọi người lãi heo. Con heo các vị thường ngày các vị chăm sóc nó như thế nào, các vị cưng nó như thế nào, các vị tắm rửa như thế nào, và đôi khi các vị rất là yêu thương nó. Nhưng mà các vị thử nghĩ bây giờ một người khác, các vị hình dung thôi, đè ba chân bốn cẳng lại, chứ đâu phải nó nói nè tôi tới lứa, nè cắt cổ tôi đi, đâm họng tôi đi, có heo nào nói vậy không? Xin thưa các vị, khi các vị biết rằng cầm một mũi dao như thế này đâm một con heo như vậy, nó dậy nó đau thương, các vị biết khủng khiếp, nó bắn té máu tùm lum chân như vậy đó. Có những khi tôi nhỏ, ngày xưa tôi nhìn những đám cưới mà không dám dòm. Có một lần tôi nhìn thấy người ta làm một con bò bên cạnh sông để chuẩn bị đám cưới đó. Tôi nói thật sự, nhìn thấy mà tôi nói chung là nhìn đi, nhìn lén lén, chứ không dám nhìn trực tiếp. Nó cảm thấy quá ghê sợ đi.
Người ta chói chân nó lại hết, người ta chói dây ngược lại bên kia, cái chân bên kia, cái người dây người ta làm bên đây nè. Rồi người ta chuẩn bị sẵn một cái tre rất là dài vậy nè. Người ta giật cho nó té một cái đó, rồi cái người ta mới quấn cái chân nó lại. Và người ta, người thì nắm cái dây mũi căng ra, rồi người ta lấy mấy cây tre dài nó, người ta đè ngang bụng nó, 5-7 người đè ngồi lên như vậy. Rồi một người cầm cái dao chừng một gang tay tôi vậy nè, bắt đầu mới cắt, cắt cổ nó để lấy máu. Tôi nói thật sự, chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta nuôi được bằng từ nguồn đó đó. Cho nên các vị chưa bao giờ chứng kiến, cho nên chúng ta bình thường. Nhưng nếu chúng ta là một người có một lần chứng kiến, chúng ta cảm thấy rằng gắp một miếng thịt hay là cái gì bỏ vào miệng, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì rất là ớn ớn. Từ những chỗ đó, tại sao trên thế giới có rất nhiều người người ta chuyển qua ăn chay? Có những người không cần phải là Phật giáo, không phải người ta ăn chay theo Đức Phật, mà ăn chay theo lương tâm thôi. Người ta tôn trọng sự sống của mọi loài. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc đó chúng ta đã dai như thế nào là chúng ta phải trả bằng cách đó. Đời chúng ta được nuôi lớn bằng cái gì là từ chúng ta dai mượn. Và chắc chắn điều này, một đời này và nhiều đời sau, chúng ta phải trả tất cả những gì chúng ta đã dai. Và vì vậy, theo tinh thần của nhân quả Phật dạy, chúng ta đã từng ăn những loài mà chúng ta đã từng sống, chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu chúng sinh, chúng ta đã từng làm chó, mèo, trâu, dê, bò, gà gì đó. Tất cả những loại chúng sinh này dường như không có một con người nào chưa bao giờ trải qua. Nếu các vị đọc được trong kinh bản sanh của Đức Phật, Đức Phật đã từng làm chim nè, từng làm khỉ nè, từng làm voi nè, từng làm sư tử nè, từng làm cá nè, thậm chí tất cả các loài nào có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật cũng đều trải qua cả trước khi thành Phật. Vì vậy, với một con người tạo nhiều nghiệp như chúng ta, chưa có một loài nào trong cuộc đời này mà chúng ta chưa từng trải qua cả. Và vì vậy, có những khi chúng ta ăn những chúng sinh này là thân bằng quyến thuộc trong một đời và nhiều đời của chúng ta nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi có đọc trong một cái bản chú giải về Phát Bồ Đề Tâm Văn, thì trong bản chú giải này có kể lại một câu chuyện đó. Đó là Ngài Văn Thù cảm hóa một người đồ tể. Thì hôm đó cái người đồ tể là cái người làm heo á, thì mua một con heo. Nhưng mà khi mua rồi á, cái ông đồ tể này ông dẫn con heo về hoài không được. 3-4-5 người nữa dẫn cũng không đi, mà con heo cứ chống cự lại và rơi nước mắt. Thì lúc đó đó, thì trong cái đó có một ông già, ông đến, ông nói như thế này. Ông nói thôi các anh đừng dẫn nữa, để một mình tôi dẫn giùm cho. Thì ông lại ông cầm cái dây dẫn heo đó, ông kêu cái tên gì đó, đi đi, đi về trả nghiệp này kia đi. Khi kêu cái tên đó rồi, cái heo tự nhiên cúi đi. Ông đồ tể ông quỳ xuống, rơi nước mắt ông lại. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy cái gì? Tất cả những chúng sinh nào nó từng gia nghiệp phải tái sinh lại bằng một cách tương đương. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng khi mà đọc lịch sử của Đức Phật đó, Đức Phật đi giáo hóa ngang một cái gia đình của ông trưởng giả, mà gia đình đó có con chó đó. Rồi con chó mới nhào ra mấy sủa Đức Phật. Đức Phật mới chỉ vào và nói nè, ngươi không biết ngươi đã từng tạo nghiệp thế nào, ngươi đã từng giấu đúc của như thế nào, để phải vì tham của nó mà quay trở lại làm kiếp chó để tiếp tục giữ gìn như thế, không nhận thức để tu hành này kia kia nọ mà còn hung dữ này kia. Đức Phật nói vậy, con chó buồn đi vào đó. Rồi sau đó ông trưởng giả về thấy con chó mình như vậy, thì mới là hỏi những người làm ở trong nhà, hỏi tại sao mà con chó hôm nay nó kỳ vậy. Thì nói là con Cù Đàm đi ngang nói gì đó mà con chó nó vậy đó. Thì ông mới lại ông mới trách Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là đó là cha của ngươi đó, mà ngươi còn không nhận biết ra điều đó để tìm cách cứu giải cho cha mình. Nếu ngươi không tin ta thì về hỏi con chó đi, vàng chôn chỗ nào nó sẽ đến nghe đó nó chỉ cho. Bởi vì trước khi chết ông còn nhớ ông vàng chôn chỗ nào mà ông chưa nói được, vì vậy ông phải tái sanh làm kiếp chó để giữ số vàng này. Sau khi số vàng này ông nhận được rồi nó sẽ đi đó, y chang như vậy. Về làm y như vậy và con chó chỉ điểm rồi, thì ông này móc lên có túm vàng xong rồi, vài ngày hôm sau con chó qua đời. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy, người nào đã từng thọ Bồ Tát giới rồi đưa tay lên rồi. Ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Rồi khi các vị thọ Bồ Tát giới, các vị biết được điều gì? Trong Bồ Tát giới Đức Phật dạy là khi hành giả là một Bồ Tát hay là tất cả các chúng sinh, hãy quán chiếu như thế này: tất cả chúng sinh nam, loài đực, loài trống là cha ta,
Tất cả chúng sinh nữ, loài cái loài mái là mẹ ta, trong một đời đến nhiều đời. Vì vậy, cho nên tất cả các vị hành giả nào phát tâm Bồ Tát giới là không được sát sanh, trộm cắp, dâm dục vân vân, vì tất cả những hành động đó đều liên hệ đến cha mẹ trong một đời và nhiều đời của ta. Vì vậy, trong cái bài Thần Thông trong Đạo Phật, tôi đã nói với các vị rồi. Nếu các vị có được túc mạng thông, tức là khả năng nhận biết được những kiếp đời quá khứ, mà các vị chưa có tâm lậu tận, tức là chưa dứt sạch phiền não, các vị sẽ không sống nổi trên cuộc đời này. Các vị sẽ không đủ sức để sống nổi trên cuộc đời này. Nếu các vị có một túc mạng thông, tức là biết được những kiếp đời quá khứ, biết đây là hận thù, đây là tình yêu, đây là quan trái, đây là cha, đây là con, đây. Nếu các vị nhìn ra được điều đó, các vị chắc chết liền tại chỗ sống nổi. Vì vậy, khi giác ngộ được điều này, phải có trí tuệ đủ sức là một con người chấm dứt được phiền não, tức là lậu tận thông, thì mới thấy được điều này, mới bình thản được. Vì vậy, nếu một người Phật tử, chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta cũng nhận biết ra được điều đó. Cho nên những con gà, con cá, con tép, con chó, con trâu, con bò gì chúng ta đã từng sát sinh mà chúng ta sống đó, cái đó là quy luật trả vay. Hôm nay chúng ta mượn nó, rồi hết nghiệp nó sẽ chấp nhận lại, quy quay trở lại với cuộc sống rồi nó mượn lại chúng ta. Và trong cuộc đời này, nếu còn luân hồi tiếp tục, tức là chúng ta chưa chấm dứt cuộc đời này, chúng ta sẽ quay đi quay lại trong vô số kiếp để chúng ta vay mượn thân xác với nhau để tìm cuộc sống. Vì chúng ta tự mượn nó và chúng ta tự trả nó, cho nên không ai cười chê và trách chúng ta bất cứ điều gì trên cuộc đời này nếu chúng ta chưa vi phạm luật pháp thì thôi. Vì vậy cho nên người Phật tử nhận biết được chỗ đó, cho nên chúng ta phải tự hiểu được rằng là chúng ta chưa có thể ăn chay trường được, thì chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta vay mượn đều có nhân quả, và hãy tự ăn bằng cách này. Thay vì chưa biết nhân quả tội phước, mỗi một ngày chúng ta ăn chừng 1 kg tép, cho gia đình chúng ta đi, đừng nói người nha, cho gia đình đi, thí dụ thôi, các vị ăn gì thì tùy, nhưng mà đại diện vậy đó. Bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, các vị ăn ngày 0.5 kg thôi, tức là bớt được 0.5 kg, tức là tự mình giảm dần về mức độ mà vay mượn thân xác của chúng sinh, tăng cường thêm lượng rau quả. Điều này tôi nghĩ các vị Phật tử làm được, được không? Và như vậy là chúng ta đã đang ăn chay rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là những người ăn chay trường thì quá tốt rồi, nhưng mà những người chưa ăn chay trường được á, thì các vị tự ý thức như vậy, các vị dặn con cái cũng vậy, đừng thỏa mãn cho cái khẩu vị của mình, rồi con à, cái gì cũng phải trả với số lượng tương đương thôi. Vì vậy cho nên ở đây tôi nghĩ ý nghĩa ăn chay là để hạn chế sát sanh. Vì vậy trong quá trình thực phẩm của các vị tự bớt lợi cái khẩu phần thực phẩm mặn như vậy, là các vị đã có ý nghĩa ăn chay trong đó. Chứ đừng nghĩ là ăn chay phải ăn rau quả không mới ăn chay, mà phải tìm hiểu được chính cái chỗ đó. Nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Trà Vinh là bài gì đó? Hả? À, đúng rồi, cái bài ăn chay và ăn mặn. Quy tắc nó là như vậy. Cho nên nếu các vị biết được chỗ này, thì chúng ta sẽ tự cứu lấy mình được nhiều tội lỗi lắm. Sư Bà Thể Quán có một cái bài thơ như thế này nè: súc sanh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang lông cùng đỡ giác, sát sanh sinh khá nới tai chừa. Tức là sư bà có nói lên một cái câu là tất cả các chúng sinh này nó bị nghiệp, nó phải mang nghiệp, mang lông đội sừng này là để trả nghiệp. À, vậy thôi. Cho nên khi biết được điều đó đó, thì ở đây chúng ta muốn đừng mang lông đội sừng trở lại, thì chúng ta đừng dai với chúng nó. Tại vì chúng ta dai thì phải sao? Phải trả, không thể gạt được trên cuộc đời này. Đó là một quy luật. Cho nên có một số người khi chưa biết Phật Pháp, các vị biết rằng thức ăn của họ, họ ăn mà họ kể lại mình nghe mình thấy ớn luôn vậy đó. Có cô Phật tử này khi tôi qua bên Úc, thì lúc đó cổ đến cổ quy y với tôi, và cổ đã ăn chay trường trước khi tôi qua là 9 tháng. Thì cổ nói như thế này, tại vì nhà cổ rất là giàu có, người mẹ khuyên ăn chay bởi vì người mẹ là Phật tử, thì cổ mới nói vậy, ở đời không làm gì tội lỗi thôi chứ gì phải ăn chay. Cổ trả lời câu như vậy, con ăn chay con đâu có tội gì đâu. À, nhưng mà người mẹ thì hiểu được nhân quả tội phước, khuyên à đừng như vậy như vậy. Cổ ăn là cổ đặt một lần là một con bò hay là một con heo,
đặt nguyên con như vậy, ăn phải vậy. Hai nữa là cua của nó, cua ghẹ gì đó tôi không biết, của nó ăn một lần là phải 10 ký, còn sống tươi như vậy cô đem lại tới nơi. Mỗi lần cô về Việt Nam, cô nghe nói ở Hà Nội có một cái nơi mà bán rắn á, thực phẩm rắn vậy tôi cũng không biết. Nơi đó rồi cắt rắn rồi lấy máu rồi uống rồi sao rồi mới lấy thịt ăn đó. Cổ từ ở Sài Gòn đây cũng phải bay máy bay ra ngoài, ăn xong cái vậy bay về. Cổ nói bất cứ một nơi nào có cái gì tươi ngon nhất trong bất cứ nước nào, cổ sẽ đi đến và ăn như vậy. Cổ không bao giờ biết đó là tội lỗi. Nhưng mà cổ nói rằng cổ sống cũng có đạo đức, có nghĩa là biết thương cha kính mẹ cũng đầy đủ. Chùa chiền cổ cũng cúng dường, nơi nào đói khổ cổ cũng ủng hộ. Nhưng chỉ duy có một điều đó, cổ không bao giờ cổ nghĩ rằng điều đó là có lỗi. Cổ nghe rất nhiều bài giảng của tôi, và trong đó có cả cái bài ăn chay và ăn mặn. Nhưng mà cổ cũng chưa sợ. Cổ cũng nghĩ là nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà này mai mốt già rồi tính. Cổ nghĩ vậy. Thì có một đêm đó cổ nằm chiêm bao, cổ thấy như thế này. Cổ thấy một con người là một thân xác của một bà già, nhưng mà cái đầu á, thì lại đầu bò, và trên người rưới toàn bộ những cái loại mà để gọi là ướp đó. Sau đó rồi cái bà này tự lấy cái tay này gỡ cái tay kia ăn, gỡ loài ra xương rồi gỡ hết tay này mới gỡ tay bên kia tự ăn. Cổ nói chỉ sau một đêm chiêm bao thức dậy thôi, cổ kinh hoàng, cổ sức hết mùa hôi hạn. Và cổ nói là chính cái ngày đó đó là cổ ăn chay luôn cho tới bây giờ. Và khi tôi qua đó là cổ xin quy y đó. Thì các vị biết rằng khi cổ nói là bây giờ con mới nhìn thấy lại là chỉ ăn thôi mà con tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Cho nên bây giờ đối với gia đình, cổ khuyên là nên ăn chay. Và nếu ai ăn chay không được thì cổ chỉ mua đồ chết về đó cho sẵn làm ăn, không bao giờ làm chuyện đó nữa. Và cổ nói rằng ăn được ngày nào tốt ngày đó, ăn bữa nào tốt bữa đó, khuyên mọi người trong gia đình như vậy. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời á, nếu chưa hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Tại muôn đời trước, ông bà cha mẹ chúng ta cũng vậy, xung quanh chúng ta mọi người cũng vậy mà, cũng đâu có ai có gì đâu, cũng ăn như vậy và cũng sống như vậy. Nhưng xin thưa các vị, đúng là như vậy, ai làm nấy chịu chứ đâu phải người ta làm mình chịu. Bao nhiêu trong cuộc đời này, tuổi đời chúng ta cứ dai đi, và chúng ta tự trả với nhân quả đó, và số phận này chúng ta tự chịu. Vì vậy dòng luân hồi làm sao chúng ta thoát được? Chúng ta thiếu nợ mà chúng ta muốn trốn làm sao trốn được? Cho nên điều đây là điều rất là quan trọng để chúng ta để ý. Những cái dự trả dai này là một quy luật gọi là công bằng, không khác hơn được. Cho nên người Phật tử chúng ta có ăn chay, chúng ta cũng không có cười những người ăn mặn, chúng ta cũng không có tự ngã, chúng ta cũng không có chỉ trích, chúng ta không có đúng khi làm những điều đó. Tại vì tự lời Phật dạy và tự nhận ra được điều đó, chúng ta tự cứu mình thôi. Ai muốn nhận ra được điều đó chúng ta chia sẻ, nhưng đừng nên thoá mạ chỉ trích, vì họ không có sai với chúng ta. Họ có quy luật nhân quả với chúng sinh nào họ gieo á, chứ họ không có gieo với mình. Thành ra mình không có quyền trách họ. Ở đây chúng ta chỉ phân tích để tự nhận ra mà thôi. Vì vậy các vị khi là Phật tử học đạo, các vị mới biết điều đó quan trọng. Tôi ngày xưa khi chưa là Phật tử, chưa học Phật Pháp, xin thưa các vị, tôi cũng từng đi câu, đi xúc, đi tác này kia kia nọ. Tôi bắt được những con cá lớn, tôi mừng hay tôi sợ tội? Mừng hay sợ tội? Mừng. Trời ơi, bắt được càng bự càng mừng. Tôi đâu có sợ tội đâu, bình thường, mình tìm cho nhiều nữa mà. Thành ra chính cái chỗ đó, bây giờ khi học đạo mới thấm thía được rằng tất cả những cái đó mình đã dai. Giống như các vị chưa có ý thức trưởng thành, các vị đâu có biết là vi trùng là cái gì đâu. Các vị thấy cục phân khô, các vị biết nó dơ, nhưng mà để nói vi trùng các vị không có hiểu, tại vì các vị không có thấy. Cho nên bây giờ nếu mà cục kẹo rớt dưới đất lúc chúng ta còn trẻ đó, chúng ta lượm lên sao? Thổi thổi bỏ miệng ăn, có phải không? Nhưng mà khi các vị trưởng thành, các vị biết là vi trùng rồi, cái gì rớt dưới đất dính bụi các vị sợ lắm. Tại sao vậy? Các vị biết nó dơ, nó có vi trùng. Cho nên hồi nhỏ ăn là tại vì không biết vi trùng thôi, có phải không? Vì vậy khi người Phật tử có tu mới thấy được tội lỗi, đúng sai, tội phước. Còn chúng ta chưa học đạo, chưa có tu, chúng ta không nhận ra được điều đó đâu các vị.
Các vị tự suy gẫm lại, y chang như vậy. Thành ra ở đây người ta nói cái câu bác sĩ mới sợ vi trùng, và những người có tu học như thế này mới sợ nhân quả tội lỗi mà thôi. Đó là cái điều mà thứ nhất tôi muốn nói về vấn đề ăn uống như vậy. Bên cạnh đó có vấn đề giai trả nữa đó. Đó là giai trả tiền. Ở đây chúng ta có chừng giai tiền chưa? Nếu chúng ta mượn tiền thì chúng ta phải trả tiền. Vấn đề khi chúng ta giai tiền phải có trách nhiệm trả tiền. Người cho chúng ta giai thì cũng phải cân phân ở mức độ tương đối. Có người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi có giảng tại chùa Ấn Quang, đó là làm nghề cho giai có tội không? Tôi xin thưa rằng không bao giờ có tội. Cho giai là một chuyện, việc làm cũng như bao nhiêu trăm ngàn công việc khác. Nhưng mà có tội là do cái gì? Do chúng ta tự giới chúng ta thay gì cho lời gì đó, cho bạc một phân hai phân gì đó, chúng ta đẩy cả 20 phân ha. Hay là chúng ta thấy người ta lỡ kẹt đó, cho chúng ta cho giai để chúng ta nặng lãi. Hoặc là khi người ta không có điều kiện người ta trả, hoặc ta hứa hẹn cái gì với mình, mình giận quá mình cổm đồ là xiết đồ người ta, hoặc là chửi bới người ta, nó tội là những cái đó. Còn tiền mình đưa ra người khác giai để kinh doanh thì khi mượn cái vốn mình làm ăn thì chia lời với mình xài, đây là quy luật công bằng, không có tội gì trong cái nghề nghiệp này cả. Vì vậy cho nên ở chỗ là chúng ta giai nợ giai tiền thì cũng phải có một ý niệm rằng phải tìm cách để trả trên thực tế này với cuộc đời này. Nếu chúng ta không trả đời này, chúng ta có thể trốn năm non bảy núi, suốt cuộc đời này người ta không gặp được, thì một ngày nào đó trong kiếp luân hồi này chúng ta cũng phải trả giai một cách tương đương. Không bao giờ một đồng bạc, các vị đã giai thì các vị cũng phải trả một đồng bạc. Nhưng nếu quá trình kéo dài 5 năm, 10 năm, đời này đời khác, các vị sẽ có sao? Lời đó, có lãi trong đó đó. Cho nên ở đây các vị thấy có những người thiếu lương tâm ở chỗ này, cứ nghĩ rằng mình sẽ xóa nợ bằng cách này cách khác. Mình sẽ giết người để xóa nợ, hay là mình đi trốn chạy ở đâu đó để mình xóa nợ. Nói thật với các vị chạy trên trời các vị cũng không khỏi tất cả những nợ mà mình đã gây với người ta nữa. Tôi vừa đọc báo vừa rồi đó, có một ông này, ông giai của cô này có 6 triệu đồng thôi, mà cuối cùng phải dẫn đến ông là ông phải giết người. Cô giai của cô này có 6 triệu mà dài hạn rồi, cô này đòi hoài ông không trả. Cho nên ổng mới nghĩ một cái cách như thế này. Ổng nói bây giờ mình không trả thì bây giờ mình tìm cách giống như là mình giết để trừ nợ cho rồi. Trong lòng ổng nghĩ vậy. Cho nên ổng mới hẹn với cổ đến một cái điểm, là ổng nói đó là nhà ổng, và đến nơi đó giờ đó này kia kia nọ đó, thì ổng sẽ trả cái tiền nợ 6 triệu đồng này cho. Trong khi ổng kêu người ta đến để trả nợ thì bên đây ổng đã thuê 4 người xã hội đen, và ổng thuê với giá là 2 triệu hay 4 triệu đồng gì đó, cũng gần bằng tiền trả người ta rồi, thì cũng thuê mấy triệu bạc đó. Ổng mới nói với bên cái người làm xã hội đen là vậy nè: cái bà này thiếu nợ ổng mà còn mắng chửi ổng không chịu trả, ổng chỉ nhờ mấy người này là trói cái bà này lại thôi để ổng xử lý. Còn cái việc đó ổng chỉ thuê là trói lại thôi chứ không có làm gì hết. Thì mấy cái người kia người ta nghe lời ổng như vậy, mà cái cô này khi mà cổ đòi 5 lần 7 lượt ông này không trả, và nói những lời rất là khó nghe. Cho nên cô này mới sợ. Vì vậy khi đi kêu thêm một đứa em trai nữa, là hai chị em cùng đi. Khi đi đến tới nhà thì mới vừa bước vô tới cửa nhà thì 4 người á, thanh niên á, hình như có bịt mặt đó, xông ra là trói tay và lấy băng keo dán miệng lại liền. Dán liền tức khắc, bởi vì hai cái người này không thanh minh được cái gì đúng sai cả. Vì ông này yêu cầu là phải khi trói lại vậy là dán miệng liền, bởi vì ông sợ người này thanh minh là ông là người sai. Cho nên dán miệng cho nên người ta không có nói được. Khi dán miệng rồi thì ông chồng 2 triệu hay 4 triệu vậy, tôi nhớ là cũng mấy triệu đó. Thì sau khi ông đưa tiền cho mấy người xã hội đen rồi, thì ông ở đây ông bắt đầu ông lấy điện mối đó, ông mới chích người ta. Thì chích khi sắp chết rồi đó, thì ông sợ quá. Ông sợ là ông nghĩ nếu mà như vậy á, mà người này mà thả ra nó về á, thì người ta thưa mình sẽ ở tù. Vì vậy ông chích cho chết luôn. Hai chị em chết hết.
Sau khi chết xong rồi các vị biết làm gì? Cắt ra thành từng khúc. Ông mới mua cái thùng xốp á, ông mới để vô từng khúc ở trong đó. Ông mới đậy thùng xốp, ông mới dán băng keo lại. Rồi ông nhờ một chiếc xe chở đến trước cửa chùa nào ở Bình Dương hay Đồng Nai vậy đó. Rồi sau này khi mà ra tòa đó, ông mới nói là ông chở lại đó cho người này nghe kinh để siêu thoát. Ông nói như vậy. Thì khi các vị biết rồi, cuối cùng tòa kêu án ông là tử hình. Bởi vì hình thức giết người với tính côn đồ. Thì khi đó các vị thấy rằng chỉ có 6 triệu đồng thôi. Mình vay của người ta, là mình là người mà mình mượn người ta, mình nhớ ơn người ta không hết. Ở đây khi người ta đòi mình không có lời nói dễ nghe, mà mình còn nói khó nghe. Người ta đòi nhiều lần mình lại sanh quán. Rồi sanh quán mình mới sao? Mình mới nghĩ đến cách để hãm hại người ta. Như vậy lương tâm con người để đâu? Nhận ra được người ơn của mình, một bát nước như thế này người ta cho mình lỡ đường, mình nhớ ơn không? Nhớ chứ. Làm người lương tâm phải có ở chỗ này. Tại sao như vậy? Ví dụ mình không có điều kiện mình trả, mình phải nói như thế nào? Chứ còn ở đây người đó đã cho mình thi ơn mình rồi, mình còn nghĩ cách giết người nữa, là mình quá man rợ rồi. Lương tâm đạo đức không còn gì. Cho nên là tòa kết án là giết người với tính côn đồ. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái gì? Mình phân tích để hiểu cái điều đó là có những khi vấn đề vay trả nó có tính cách là mình nghĩ để mình quỵt nợ người ta bằng cách bích miệng như vậy. Nhưng mà mình có phải là trả một cái giá quá đắt không? 6 triệu mình đã mua 2 mạng người đó, chưa đủ mình mua cả cuộc đời còn lại của mình. Tức là khi kêu án tử hình thì mình phải chết. Như vậy chỉ có 6 triệu đồng, thay vì bây giờ kêu xã hội đen hết 2-3 triệu rồi thì gán thêm chút nữa trả cho người ta cho xong. Mà mình suy nghĩ cái cách gì đó mà mình ra nông nổi như vậy. Có một cái người nước ngoài nói thế này: có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho bất quá tạo ra kẻ vô ơn, còn cho mượn tạo ra một kẻ thù. Câu này hay không? Rất là hay. Cho nên ở đây kinh nghiệm, đôi khi có một số người xấu như vậy đã làm cho ảnh hưởng tới xã hội. Bây giờ ai có tiền, có nhân đạo lắm, muốn cho mượn, e dè không? E dè. Cái lương tâm con người thấy người ta nghèo khổ không cho mượn á, mình thấy xót xa. Nhưng mà mình thấy những hình ảnh mà con người gạt nợ kiểu đó đó, thì mình cứ dè dặt hoài, phân vân hoài. Không cho mượn thì lòng xốn xang, mà cho mượn thì lại lòng cũng không yên. Đó, cho nên chính một số người thiếu lương tâm mà xử sự bằng cách vay trả như vậy, cho nên dẫn đến có những người khác muốn làm việc tốt, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho mình phải hạn chế đi công việc tốt đẹp này của mình. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, cái vấn đề vay trả là chuyện sòng phẳng. Chúng ta không trả kiếp này cũng trả kiếp khác. Có một số người khi cho mượn rồi người ta giựt luôn mà người ta không trả, thì một số người suy nghĩ như thế này: biết đâu kiếp trước mình thiếu nợ nó thì kiếp này mình trả. Thì mình nghĩ vậy thì cũng cho xong thôi, để cho lấy lại cân bằng về tâm lý. Nhưng các vị nên nhớ rằng cũng có thể chúng ta đặt lại rằng những kẻ này đang mượn chúng ta, không hẳn là chúng ta đang thiếu nợ họ, cũng có thể là họ đang thiếu nợ chúng ta. Tại cuộc đời vay trả, trả vay trong quá trình tuần hoàn của cuộc sống, nhân quả thì không có cách khác được. Cho nên tôi đã từng giảng trong một cái bài giảng dường như là bông hồng dân cha, tôi có kể cái chuyện cái ông đó mỏng xuống dưới địa ngục mà ông gặp cái người mà ăn cắp ổng vàng ngày xưa đó, ông mới đòi với trước Diêm Vương á. Đó là cái câu chuyện, nhưng mà sự thật là như vậy. Quy luật trả vay trên cuộc đời này không khác hơn được. Cho nên ở đây, nếu chúng ta cho ai mượn tiền hoặc là lỡ bị giật, thì chúng ta đinh ninh rằng trong quá trình tái sanh của chúng ta, những ân oán, những nợ nần này có lúc chúng ta phải gặp để trả với nhau thôi. Trả bằng cách này, trả bằng cách khác. Cho nên điều đó chúng ta cứ yên tâm đi, không ai có thể gạt được trên quy luật của nhân quả công bằng này. Đó là một quy luật trả dai mà không khác hơn được. Đó là cái vấn đề tôi nói là cái gì? Về dai nợ tiền. Bây giờ còn có một nợ này nó khó nói nè. Đó là nợ gì? Hay quá.
đây có ai thiếu nợ tình chưa? Các vị mà có mặt trên cuộc đời này mà nói chưa thiếu nợ tình là tôi không tin nữa. Tất cả ai có mặt trên cuộc đời này cũng thiếu trực tiếp, gián tiếp cả. Mình không thiếu người ta cũng thiếu mình à. Có phải không? Xin thưa các vị, nợ tình là điều khó nói, nhưng mà cũng có lối để chúng ta nhìn nhận ra. Các vị có nhớ 14 điều răn của Đức Phật mà ngày xưa Hòa Thượng Kim Cương Tử viết trong đó có một câu gì không? Ai nói trúng? Có một câu gì? Món nợ lớn nhất của đời người. Trời, nhắc tới đó cái biết liền. Hay quá ha. Cái câu mà để nói lên cái đó đó, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Cái câu này để cho chúng ta thấy suy tư. Thật sự trên cuộc đời này, ngoài tất cả những nợ dai như vậy, đừng nói là ái tình không có dai nợ nha các vị. Ái tình là những món nợ truyền kiếp đó các vị. Nó cũng như bao nhiêu món nợ nhân quả về sinh mạng của chúng sinh hay bất cứ một quy luật nhân quả nào trên cuộc đời. Vì vậy chúng ta đừng có giỡn với lửa. Cho nên có người nói câu gì? Anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, có ai ngờ đùa mãi đến điêu linh. Có nghĩa là đừng có giỡn chơi như vậy. Có những người cứ chọc ghẹo người ta để người ta thương thầm nhớ trộm gì đó. Mình nghĩ như vậy là mình tự hào lắm. Mình tự nghĩ là mình là đào hoa lắm ha. Thế này thế khác. Rồi mình trêu người này, mình ghẹo người kia bằng cách này cách khác. Đừng giỡn chơi như vậy. Tất cả chúng ta khi làm với một lý do mà do chúng ta gây ra, để người ta phải đau khổ, chúng ta phải có nợ. Ví dụ cái anh mà ở Đắk Lắk anh hỏi tôi đó, thì cái cô đó không có nợ thật. Cô không có làm bất cứ một cái gì, cô không có nói lời bóng gió gì, cô cũng chẳng có một cái hứa hẹn gì. Mà ở đây tại cá nhân anh thì không trách được. Ví dụ như những người thi hoa hậu, những người đẹp như vậy, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Những diễn viên điện ảnh, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí trong sự ngưỡng mộ đó, có những người chấp nhận á, yêu đơn phương như vậy. Nhưng mà cái việc đó người ta không có tội, người ta chỉ là nghệ thuật. Còn nếu người ta đã hứa với một ai với lý do gì mà người ta gạt đi, thì món nợ này không có tránh khỏi đâu các vị. Cho nên ở đây trong vấn đề tình cảm cũng là những quan nghiệp với nhau. Đừng bao giờ gây ra cho nhau những cái gì quá đau khổ. Chúng ta đừng giỡn chơi như vậy. Người ta nói giỡn với lửa vô tình hay cố ý sao? Đều phải nóng. Cái đó là sự thật như vậy. Cho nên ở đây trong tình cảm này tôi thấy là có một số gia đình, có những người chồng được người vợ quá thương yêu thì người chồng lại ga lăng ha? Hoặc là đôi khi á, cao có lợi, hoặc là làm giá với người ta thế này thế khác, rồi la gầy ép uổng thế này thế khác. Có những người làm vợ còng lưng chịu đựng, cắn răng hy sinh vì quá thương chồng, cho nên phải chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà đâu phải ngon đâu. Có những người chồng ở trong gia đình rất là quay, hành hạ đủ thứ, nói chuyện rất là quay, nhưng ra đường lại nô lệ như một kẻ ngoài đường nào đó, trở thành một kẻ nô lệ ái tình. Rồi người ta sai xử lại, người ta chỉ vẽ lại, mà thậm chí người đó trả ra gì cũng có thể điều khiển được chúng ta nữa. Như vậy nguyên tắc cũng là dai trả. Chúng ta để dai với người này để chúng ta trả lại với người khác. Có những người vợ cảm thấy không hài lòng với người chồng mình, chê cười chồng mình thế này, chê cười chồng mình là dũng về thế kia, chê cười chồng mình là thế này thế nọ, đi tìm một người khác. Trong khi ở đây người chồng mình lo lắng đủ điều, thương yêu bao bọc tất cả, hy sinh tất cả ngày đêm thương khó, chấp nhận hết cho mình. Rồi cái mình đi, mình chê cho đã, cái cuối cùng mình đi ra mình kiếm người khác. Kiếm người khác trở thành một cái người giống như ở đợ người ta, phải chiều chuộng lại, phục dịch lại, nô lệ lại, lo đủ điều mà còn chưa hài lòng. Chính cái chỗ này chúng ta gọi là quan nghiệp nợ nần của ái tình như vậy. Thành ra chúng ta nghĩ trong quy luật của công bằng, cái gì phải thì nói phải, không nói không. Đừng có phải khi thương thì đau cũng tròn, khi ghét cái bộ hổ của mèo. Khi thương thì ghét cái gì cũng được, tới khi ghét rồi cái gì cũng không được hết. Thế vậy tội lắm. Chúng ta tự gây quan trái cho nhau, chúng ta tự vẽ như thế
không có hài lòng mình. Khi mình không thương rồi làm sao mà hài lòng được đó. Khi mình không thương rồi cái gì mình cũng bắt nhạt, bắt khang, bắt lỗi, bắt phải được hết. Nhưng mà cái đó dầu sao nó cũng là quan trái duyên nợ nghiệp duyên. Còn bên cạnh đó có một số người lừa tình, thì cái lừa tình này chắc chắn rằng quả báo không nhỏ với chúng ta. Chúng ta lừa như thế nào, dai như thế nào, chúng ta phải trả tương đương như vậy. Tôi mới vừa đọc một cái bài báo để gọi là cái cách lừa tình mà chúng ta phải thấy rằng phải bán mạng cho sự lừa tình đây. Đây là cái câu chuyện mà cái chuyện này ở Sóc Trăng đó các vị. Hai vị này ở Sóc Trăng hồi từ thuở nhỏ đã yêu thương nhau rồi. Nhưng mà lớn lên á, do biến cố của anh trai này, cho nên anh mới bỏ gia đình anh lên Sài Gòn để kiếm sống. Và anh làm trong một cái nơi bán hủ tiếu Nam Giang á, ở trên Sài Gòn. Khi lên đến đó rồi thì á, mỗi lần cái quán này được nghỉ vào ngày Chủ nhật, cho nên anh có được quyền đi nơi này nơi kia chơi. Thì một buổi chiều Chủ nhật đó anh đi đến một cái quán khác anh chơi. Thì cái quán mà được các cô tiếp viên nữ đó ra đón tiếp, thì trong cái buổi đón tiếp đó đó, tình cờ anh mới nhận ra được cái người mà ngày xưa hai người đã yêu nhau. Thì do vấn đề biến cố gia đình anh này bỏ đi, rồi cô này sau đó cũng một thời gian cũng vì cuộc sống, rồi cuối cùng cũng từ bỏ quê hương, cũng lên Sài Gòn kiếm sống. Nhưng mà với hoàn cảnh đó, cô này làm tiếp thị trong một cái quán đó, tức là tiếp viên á, đi phục vụ khách đó, bưng nước bưng nôi này kia đó. Thì trong cái hôm đó thì anh gặp lại cô này, anh thấy giống như quen quen. Tại vì cô này ngày xưa ở dưới quê thì tay lắm chân bùn, không có kem son phấn sáp. Bây giờ trở lên Sài Gòn thì tay chân thì móng đỏ móng vàng đó, mặt thì trắng trỏ gì đó, soi son thô phấn gì đó. Thành ra anh này thì mới đầu một ba vài ba năm rồi nhận, không có ra lắm, nhưng mà có cái nét cảm thấy là giống. Cho nên một hồi anh này mới bạo dạn mới hỏi rằng: em có phải là người tên đó vậy không? Thì cái cô này á, thì cổ mới cũng giật mình. Thì cô nói: nãy giờ em có thấy anh có cảm giác giống giống như quen quen. Thì anh là anh ba đó à? À thì ra là vậy. Thì cô này cổ tên là Thắm, anh này là anh ba. Thì khi hai người nhận ra nhau ở tại thành phố thì mới rất là xúc động. Mọi ai nấy là bày tỏ tâm tình với nhau là: ừ, thời gian qua cũng nhớ nhung nhiều, nhưng mà rồi không biết có dịp gặp, rồi cuối cùng đính hôn với người khác. Rồi anh này thì cũng vậy, cũng đính hôn với người khác. Thì thố lộ cho đã rồi cuối cùng tâm sự, rồi cái trong cùng cảnh ngộ gặp lại. Mà ta nói tình cũ không rủ thì sao? Hay quá à. Thì cái này đến thật đó các vị. Trong một hoàn cảnh như vậy, cái xúc động giữa hai cái cuộc sống con người như vậy, thì ký ức ngày xưa sống lại. Và sau này hai người này có nghĩ lại là anh này mới nói: thôi chúng ta nối lại tình xưa. Và cùng nói với cô này rằng: bây giờ chúng ta tìm cách để hủy hôn ước đi, và để hai chúng ta cưới nên vợ chồng. Thì cô này thật tình mà nói là người yêu năm xưa, bây giờ gặp lại cũng cảm thấy rằng những cái tình cảm đó không có mất. Cho nên cuối cùng hai người này chấp nhận. Sau đó đó, vài ba tuần á, rồi về quê, thì cái chính cái hai người này cùng về. Và chính cái cùng về này đó là ý của cái cô này là muốn tìm cách để hủy hôn á, để cùng với cái người yêu mình trước kia. Thành ra khi về rồi á, cùng hẹn với cái người yêu về và đến những cái nơi mà ngày xưa hai người này đã từng gặp. Thì đây là vì quê hương cho nên ai cũng biết cô này về, và người yêu cô này cũng biết. Cho nên khi cô này đi chơi người yêu cũng biết. Cho nên khi mà đi chơi với anh này đang ngồi tâm tình ở bên bờ dòng, bờ trúc, bờ tre gì đó, thì anh kia anh mới bắt gặp, tức là người hứa hôn của cô này. Mà thật sự cô này cũng cố tình làm như vậy để cho anh kia bất mãn để bỏ đi. Nó là ý là như vậy. Thì anh kia lại mới cự cãi giữa đôi bên rất là quyết liệt. Rồi cuối cùng anh này giận quá đó là từ hôn. Cho nên khi đi về đó là mới nói với cha mẹ là không cưới nữa, và đòi những cái nữ trang đến ước gì đó. Thì khi lúc đó đó thì cô này sẵn sàng trả lại, bởi vì cổ thật ra là cổ có muốn hủy hôn này mà. Vì cổ về như vậy, cuối cùng cổ đem hết nữ trang cổ trả. Cho nên gia đình cũng xào xáo giữa đôi bên.
Rồi cuối cùng vì vấn đề con mình, thôi vấn đề là cha mẹ cũng tùy thuận. Sau đó anh ba này nè, anh mới hẹn với cô Thắm này nè, là hai chúng ta nên trở về thành phố. Thì sau khi cái cô này cổ đã quỷ hôn ước rồi thì cổ tự do rồi. Và khi về trên thành phố thì anh này mới yêu cầu thuê nhà trọ cùng sống. Và họ chưa hôn nhân nhưng mà họ sống như vợ chồng. Khi sống như vợ chồng trong vài tuần lễ sau thì anh này mới lấy cái lý do là ảnh về nhà để anh giải quyết một số công việc. Thì cô này đinh ninh rằng cái người yêu của mình đó, là cũng đi về quê giải quyết công việc, cho nên cho phép anh này về. Thì anh này về dưới cái ở luôn, bắt đầu chuẩn bị đám cưới, cưới cái cô mà hứa hôn trước à. Cô này trên Sài Gòn không biết gì hết. Cô này đợi tháng này qua tháng nọ, đợi hoài xong mà không thấy người yêu trả lời, mà cũng không thấy người yêu nói gì hết. Thì cô hay tin được là anh này về dưới à, đang bữa đó là ngày đám cưới. Thành ra khi cô Thắm này về bàn với mấy chị em của mình là anh này đã hứa cổ như vậy và gạt tình cổ như vậy, bây giờ đi cưới người khác như vậy, thì ở gia đình bốn chị em người này mới tức máu lên, mới mài mỗi người một con dao hết. Bốn chị em cầm bốn cái dao như vậy. Thì khi ở miền quê các vị biết là đi rước dâu bằng xe Honda, xe hai bánh á, thì cũng qua những cái giai đoạn cầu nhỏ nhỏ đó, gần 50 chiếc xe Honda vậy đó, đưa đám như vậy. Thì bốn cô gái này phục kích sẵn ở đầu cầu mà chuẩn bị gần tới cái nơi nhà của cô dâu á. Thì khi lúc đó rồi xong, thì khi xe vừa tới đó thì bốn chị em ra đứng là thằng ba đâu, mày đâu, kẻ gạt tình đâu, nói như vậy là xong vô, cứ đâm tới. Thì cái người anh trai đó, là người anh cả đó, mà thấy cái chuyện đó như vậy cái mới đứng ra mới can ngăn. Thì người can ngăn đầu tiên là chịu một mũi dao vào bụng nằm tại chỗ. Người mẹ thấy như vậy mới chạy vô phân bua can ngăn, đâm một cái vào tim chết tại chỗ. Rồi lại tất cả mọi sự tán loạn, đồ đạc gì, mọi thứ đá banh hết, tùm lum hết. Cuối cùng thì cái việc đó nó như thế nào để luật pháp xử lý. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng nhẫn tâm như vậy. Thật ra cái này á cũng làm người ta ức lắm. Mặc dù người ta phạm pháp luật đó, giết người là phải có cái trị tội của nó, nhưng mà cái lý do để mà giết người á, thì thật ra cái anh này cũng quá đáng lắm. Mình không nói ai đúng sai gì lắm. Ở đây mình không phải công lý, không phải luật pháp, mình không có phê bình cái việc đó, việc của người, người ta tự giải quyết. Nhưng mà họ đã cho chúng ta một bài học. Chúng ta đừng có vấn đề lại lừa gạt con người bằng cách đó. Đó là vấn đề nợ tình chúng ta phải trả. Trả bằng mạng sống của một bà mẹ mình, trả bằng một người anh trai chưa biết là sống hay chết. Rồi bản thân người này cũng như thế nào, rồi gia đình bên kia cũng như thế nào. Cho nên đôi khi chỉ vì những cái tâm mà tham lam của chúng ta, cái tâm mà gạt gẫm của chúng ta một chút vậy thôi, chúng ta đã đem đến sự đau khổ như thế nào. Như vậy có những lúc chúng ta suy nghĩ cho chín chắn, phải có lương tâm một chút. Việc vào làm phải chịu trách nhiệm trước nó, phải trả bằng cách này cách khác. Chứ tại sao chúng ta lại như vậy? Thì chính vì chỗ đó cho nên xã hội nó mới có cái chỗ rối ren như vậy. Vì vậy vay trả là sự công bằng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trả đắt quá không? Quá đắt. Bản thân cái người đó trả mới đúng đó, cái anh mà đó đó. Nhưng mà để người mẹ mình phải chịu một cái chết đau thương vậy thì tội. Cho nên trong bài báo người ta viết như thế này: đám cưới trở thành đám tang. Thì hồi lúc đó tôi thấy tôi cũng nghĩ bộ lật xe chết thì sao á, thì tôi nghĩ vậy. Nhưng mà khi đọc vô rồi nó không phải là vậy. Cho nên ở đó cho chúng ta một bài học để suy gẫm. Với hơn nữa, nếu bản thân chúng ta là người mà gạt tình cảm người khác bằng cách như vậy, ví dụ cái cô kia mà chưa quỷ hôn thì cũng có thể đi. Cái này xúi người ta, đưa người ta đến quỷ hôn, người ta phải mất thanh danh, phải mất hết tất cả. Bây giờ phải gạt luôn đời con gái người ta nữa. Tất cả những cái đó chúng ta quá đáng. Ví dụ trong tình yêu nó yêu nhau thì việc gì của kệ nó thôi. Còn cái này người ta đã hứa hôn rồi, buộc người ta phải từ hôn, bỏ hôn như vậy, rồi chúng ta lại như vậy, thì cái đó nó hơi quá đáng. Thành đã ở đây suy nghĩ, những cái đó cho chúng ta một bài học. Cái gì chúng ta cảm thấy rằng, nhất là người học Phật, cảm thấy rằng chúng ta không đáp ứng được thì thôi. Cho nên trong giới tà dâm mà Đức Phật dạy cho người Phật tử đó, không phải dành cho người Phật tử. Giới tà dâm để hạn chế sự ngoại tình,
và sự lạm dụng tình dục, để như vậy tránh bớt những quan trái, những ngang trái của cuộc đời. Thành ra có những cái ở xã hội chúng ta cần phải nắm những chỗ đó, để chúng ta biết ý thức một điều, để hướng dẫn cho những người thế hệ con cháu của mình ý thức được điều đó, để có một lòng chung thủy, để bảo vệ hạnh phúc và xây dựng gia đình. Và những người có cái tâm như vậy làm sao nên sự nghiệp được các vị? Nếu cái tâm mình đã như vậy, mình nghĩ mình có thể gạt được người đó đó, có thể người đó hiền từ quá không dám làm vậy mình, nhưng mà chắc chắn rằng cái tâm gạt này các vị cũng không tránh khỏi với nhân quả đâu. Dứt khoát là nó phải như vậy. Và lương tâm mình đã như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ không có thể có cuộc sống tốt hơn được. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy nợ. Đời cái gì cũng có trả và có dai. Vì vậy chúng ta nhìn lại Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là ai? Xưa kia là ai? Là Thái tử. Ngài có thiếu gì trên cuộc đời không? Vợ đẹp, con xinh, cung tần mỹ nữ, ăn ngon mặc đẹp, quyền quý cao sang. Nhưng tại sao Đức Phật không hưởng thụ? Bởi vì Đức Phật thấy rằng tất cả sự hưởng thụ này đều có cái bản giá sau lưng của nó. Chỉ có trí tuệ như Đức Phật mới thấy tuyệt vời như vậy thôi. Đức Phật thấy cái này nó có bản giá này, cái này nó có bản giá này, cái này có bản giá này. Vì vậy Đức Phật từ bỏ, chứ không phải là không biết hưởng thụ. Một con người có trí tuệ như Đức Phật thì không cái gì mà không biết. Nhưng mà quá chăng Đức Phật hiểu rằng quy luật này công bằng, nó không loại trừ bất cứ một ai cả. Vì vậy cho nên Đức Phật hiểu rất rõ cái gì có dai có trả, cho nên Đức Phật phải từ bỏ tất cả để trở nên một người khất sĩ, không nhà, không nương, không tựa, ăn cơm chỉ cần xin những thức ăn thừa của chúng sinh, vì quá độ chúng sinh là cái này. Cho nên Đức Phật muốn không trả nữa, nếu chấp nhận trả thì phải sao? Phải tái sinh, phải luân hồi, phải quay đi quay lại, làm sao giải thoát được? Vì không muốn trả tiếp tục cho nên Đức Phật phải đi tu. Đi tu để không hưởng thụ những điều đó, để chấm dứt dòng nhân quả trả dai này. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy, cái sâu xa trong lời Đức Phật dạy. Khi tôi đi sang Úc, những người Úc mà đi tu á, chúng ta thấy rất là hay. Tôi đi vào trong một cái tu viện đó, chỉ là cái động bằng đá thôi các vị. Trong một cái hang động như thế này, người ta khoét đá hoặc là cái động tự nhiên rồi nhân đó, người ta khoét sâu vô. Và những người này là những người mà tại bản xứ Úc luôn, họ là những người ngoại quốc. Trong đó họ còn tập trung một số người của các nước khác như Mỹ, Pháp, Đức đồ về tu học nữa. Và những người này là những người đầy đủ, sống tất cả mọi thứ trên cuộc đời đầy đủ. Nhưng mà bây giờ khi trở thành một nhà tu, các vị biết rằng họ sống rất đơn giản. Từ nhu cầu bản thân cho đến cuộc sống mọi thứ đơn giản chưa từng có. Và sống không cần nhà đẹp, cao cửa rộng gì cả. Và thỉnh thoảng cũng ôm bát đi xuống dưới phố, đi ăn xin như những người khất sĩ vậy đó. Từng ôm bát đi khất thực, sống giản dị. Mọi thứ tôi đã đích thân đến tới nơi thăm viếng các vị đó, và tôi nhìn thấy trong cái cuộc sống như vậy. Và vì vậy cho nên mình thấy gì? Khi những người này là một người đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng tại sao họ từ bỏ? Họ nghe lời Đức Phật, họ giác ngộ được lời của Đức Phật, và để chấp nhận một người đi tu, quyết định cuộc đời này, muốn giải thoát một đời này, thì đừng dai nợ với cuộc đời. Khi không còn nợ với trần gian này nữa, không còn nợ với cuộc đời, thì mới chấm dứt được dòng nhân quả trả dai. Cho nên những người này đã tự chọn cho mình một cái cuộc sống rất đơn giản như vậy, chứ không có gì khác hết. Và thật ra tất cả chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ chứ. Nhưng mà mỗi một người có một cái cách, mỗi một người có một suy nghĩ khác nhau. Một người này hưởng thụ, một người kia phụng sự là quan điểm của mỗi người. Có những người cứ có được là hưởng thụ, thỏa mãn mình thôi. Còn có những người có ra là phụng sự. Hai người này họ không phải là cái người có ra phụng sự họ ngu hơn cái người kia. Không phải như vậy. Cái này nè, quan trọng chỗ này. Nếu một người có suy nghĩ, có đạo đức, có lương tâm và có từ bi, thì họ sẽ cảm thấy cuộc đời họ phụng sự, họ thấy hạnh phúc hơn. Còn một người thuộc về sống tham dục ích kỷ thì thấy cái gì lo cho mình thì hạnh phúc hơn. Bây giờ các vị thấy rằng có một cái người, cô Tim gì đó, người Thụy Điển phải không? Là cô đã nguyện bản thân của mình là một con gái rất là đẹp. Nhưng mà khi đi qua đến Việt Nam
thấy những đứa trẻ mà sống bơ vơ lạc lõng giữa đường, không có cha mẹ nuôi, không có gì hết. Cô tự nguyện cô trở thành một người mẹ của hàng mấy trăm đứa như vậy để nuôi. Cô lấy tất cả những đứa đó làm tình thương. Tôi xem những người đó có trái tim từ bi như những trái tim của Bồ Tát. Và Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng vậy. Là một người thái tử đủ hết tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống, sao Đức Phật không sống? Bởi vì Đức Phật không đành lòng khi thấy mọi người đang đói khổ. Và cuộc đời này trả dai, Đức Phật không muốn như vậy nữa. Để từ bỏ hết tất cả, ở đó là người có trí tuệ chứ không phải là người không biết gì đâu. Đó. Cho nên chúng ta tùy quan niệm của mỗi con người mà mỗi con người có chọn cho mình một lối sống. Có người chọn lối sống tất cả mọi thứ đều dùa hết cho mình. Có người chọn cho mình lối sống là mình gì hết cho mọi người. Mỗi trong gia đình thôi, có những người chồng chọn một lối sống là gì hết gia đình vợ con, còn có những người chồng gì tất cả là bản thân mình, hưởng thụ ích kỷ cá nhân. Đó là vấn đề là tùy suy nghĩ của mỗi người mà có một cái lối sống khác biệt nhau là như vậy. Nhưng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết đời vai trả, thì tất cả mọi thứ nó đều không khác hơn được, là một quy luật rồi, không hơn không kém chỗ này. Những người tăng sĩ của chúng tôi, người tăng sĩ sống nhờ vào chén cơm manh áo là những người Phật tử đàn Việt hiến cúng. Tôi có nợ không? Có nợ. Vì vậy trong nên bốn ơn trọng mà Đức Phật từng đề cập. Ơn gì? Ơn Tam Bảo, ơn đàn na, ơn cha mẹ, ơn quốc gia. Trong bốn ơn này, cái ơn đàn na là những người Phật tử phát tâm cúng dường. Những người tu sĩ ăn chén cơm manh áo, tất cả cái này đều dây của tất cả các vị hết. Nếu một người tu sĩ không làm được gì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời, không phụng sự được cho Phật Pháp, những người này cũng đọa để trả thôi. Mà cái câu chư tổ thường dạy là kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng là chỗ này. Đời này không giác ngộ được Phật Pháp để hoằng hóa lợi sanh, thì đời sau phải mang lông đổi sừng làm trâu làm bò để trả nợ lại. Là một quy luật, đừng nói là như vậy. Dầu là một tu sĩ cũng vậy thôi. Tu sĩ chọn con đường đi tu hành theo Phật Pháp thì nợ đàn na là không nhỏ. Vì vậy khi mà người ăn cơm của một tu sĩ trong tam đề và ngũ quán, trong ngũ quán đó, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn biết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử thực. Một là kể công nhiều ít của kẻ đàn na từ nhiều phương đem đến. Hai là xét mình có đủ đức hạnh, còn đủ hay thiếu mà để nhận của cúng dường. Ba là xa lìa tất cả các tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, chính vì nó là món ăn để chữa cái bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm quán của một người xuất gia mà khi ăn phải nhớ. Vì vậy một số người nói mấy ông thầy chùa sướng quá, ở sẵn ta dâng lên ăn, vô đây ăn hả? Tôi nói thiệt chứ bộ. Ừ, ai nói ngồi sẵn rồi ăn rồi sướng quá, rồi làm thử coi hả? Cho nên các vị đừng nghĩ là đơn giản. Thấy nó như vậy nhưng mà không phải vậy. Tại vì chúng ta cứ thấy cái một mặt không à, thấy mặt nổi mà không thấy mặt chìm của nó. Không thấy những cái suy nghĩ của một nhà tu, không thấy những cái gì của một nhà tu. Chúng ta cứ nhìn khơi khơi bên ngoài mà chúng ta nói như vậy. Đó là chúng ta nói phóng mạng, nói liều lĩnh. Xin thưa thật cho các vị, và tất cả những tu sĩ khi không có trả nợ được đàn na cũng phải đọa thôi. Các vị nào đã từng đọc trong mà 33 vị tổ thiền tông, tức là cái sử thiền tông Trung Quốc và Ấn Độ, thì các vị có đọc tới vị tổ thứ 15 là vị tổ Kana Đề Bà. Kana Đề Bà là người được thọ pháp với tổ Long Thọ. Và Kana Đề Bà sau khi đắc pháp rồi, ngài mới đi đến khắp xứ Ấn Độ để truyền giáo. Thì hôm đó Kana Đề Bà đi đến một cái xứ là Ca Tỳ La. Và trong xứ đó có một gia đình của một trưởng giả, ông này tên là Đức Tịnh. Ông có hai đứa con trai, một là tên là La Hầu La Điểm, và con trai thứ hai kế đó là tên là La Hầu La Đa. Thì trong gia đình này gồm có nhiều thành viên nữa, nhưng mà chỉ có ông Đức Tịnh này và cái đứa con trai sau đó là La Hầu La Đa đó, là hai người này rất là có lòng với Phật Pháp.
thì nhiều năm về trước hai vị này đã thành tâm phụng hiến cúng dường cho một vị tỳ kheo, không phải là đắc A-la-hán, nhưng mà cũng là những người tu bình thường nhưng cũng có đạo đức. Sau một thời gian cúng dường tu tập thì vị tỳ kheo này già và chết đi. Thì hai cha con các gia đình của người này cũng là vẫn là người Phật tử nối tiếp như vậy. Nhưng mà lạ thay một điều, sau đó đó một thời gian lâu á, thì ở trong gia đình của cái người này sau vườn á, nó có một cái cây mọc lên. Mà đặc biệt cái cây này nó rất đặc biệt là nó xanh nấm. Nhưng mà khi xanh nấm chỉ có ông Đức Tịnh này và với đứa con trai mà La Hầu La Đa đó, chỉ có hai người này mới có thể nhổ được những tay nấm này thôi. Nó lạ kỳ là như vậy, không ai nhổ được hết. Và những người khác ra nhổ là mất hết, mà chỉ có hai người này mới nhổ và còn như vậy. Thì cái ông Đức Tịnh này, ông cảm thấy cái điều này, ông nghi vấn, ông không hiểu là tại sao như vậy. Thì một hôm tổ Ca Na Đề Bà mới đi đến đó giáo hóa. Thì khi biết được tổ đến đó, cho nên hai cha con người này tỉnh tổ trở về nhà để chân cúng dường. Và trong bữa cúng dường đó, hai vị này mới đem cái chuyện đó ra thưa như vậy. Thì với trí tuệ của một người chứng đắc, đã nghe qua là biết chuyện đó chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên tổ mới hỏi là ông Đức Tịnh này, ông bao nhiêu tuổi rồi? Thì ông nói là dạ bạch hòa thượng, năm nay con 79 tuổi rồi. Thì ông tổ mới nói rằng năm ông 81 tuổi cây này không còn xanh nấm nữa. Tổ mới nói như vậy. Và cái duyên sự đó sau này ông Đức Tịnh đó cho đứa con của mình là La Hầu La Đa đó cùng đi theo tổ Ca Na Đề Bà để tu, và sau này nối tiếp cái dòng tổ của Thiền Tông là từ Ca Na Đề Bà rồi tới La Hầu La Đa là tổ thứ 16. Thì trong đó nó có cái gì vậy? Khi tổ biết như vậy, cổ biết cây nấm này chính là vị tỳ kheo đã tái sanh thọ lại phải trả cái nợ đàn na này vì chưa liễu đạo, chưa giác ngộ, chưa trả hết nợ áo cơm. Nhưng mà biết rằng cái trả này đến cái năm ông này 81 tuổi á, là đã đủ với cái nợ mình đã mang. Và lúc đó cây không còn xanh nấm. Cho nên lúc đó tổ mới nói một bài kệ như thế này: nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng giả bát thập nhất, kỳ thọ vô sanh nhĩ. Tức là nhập đạo bất thông lý là vào học tu hành mà không hiểu được đạo, không làm lợi ích cho đạo, cũng không giác ngộ cho mình, học đạo bất thông lý. Phục thân hoàng tính thí là đời sau sẽ hoàn lại trả nợ cho áo cơm của tính thí đàn na cúng dường. Trưởng giả bát thập nhất là trưởng giả này đến năm ông 81 tuổi, kỳ thọ vô sanh nhĩ, là cái cây kia trả nợ đã đủ rồi, không còn tiếp tục sanh nấm nữa. Thì các vị thấy như vậy là thế nào? Tất cả sự trả vai này trên cuộc đời có sòng phẳng không? Một quy luật này không hơn không kém, không loại trừ bất cứ một ai, không loại trừ người đạo Phật, không loại trừ người ở đâu, không loại trừ người không cùng tôn giáo, không loại trừ một súc sinh nào trên cuộc đời. Quy luật này là nó trải dài dứt tất cả kiếp sống luân hồi của chúng ta, đời trả vai là như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những người tu hành, khi mà nhìn nhận được chỗ này, cho nên tu tập phải quán chiếu, phải suy xét. Người Phật tử khi đối diện với khổ đau vai trả phải nhận xét như thế nào để tự cân bằng tâm lý mình lại, để vượt qua được những thử thách và tìm những cách hóa giải nó, chứ đừng nên bế tắc hay là đừng nên khủng hoảng. Khủng hoảng cũng không giải quyết được vấn đề đâu các vị. Trả là phải trả chứ không cách nào khác hết đó. Không phải quả tới trả cái lại Phật, trời ơi trời tôi trả vậy nặng quá tôi bớt cho tôi đi. Không có chuyện đó. Không thể được. Nó là như vậy đó. Không phải ông Phật làm cho các vị mà để các vị lên giang sinh ông Phật. Nhưng mà nó tới là như vậy. Chỉ có những duyên phước nào đó, như một cái gì đó để làm hạn chế bớt cái phát tác của nó. Có. Điều này trong đạo Phật gọi là gì? Chuyển nghiệp. Nha, ai nói đúng đó là chuyển nghiệp. Nó là như vậy. Cho nên cái vị nào đọc được cái tác phẩm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, đã được ngài Hòa Thượng Thanh Từ đã dịch ra rồi, hoặc là trước kia ngài Trúc Thiên á, Trúc Thiên cũng đã dịch một tác phẩm tương đương. Như vậy thì trong nội dung của cái quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, trong đó đó có cái gọi là lý nhập và hạnh nhập đó.
thì trong cái hạnh nhập đó đó có một cái gọi là báo quan hạnh. Trong quan hạnh này có báo quan hạnh, thì trong đó tổ dạy chúng ta như thế nào? Đối duyên xúc cảnh gặp phải khổ đau, tất cả những điều đó chúng ta biết đều do ân quán của nhiều kiếp về trước. Hãy dũng mãnh mà tiến tu, quán chuyển được quá giải tất cả nghiệp chướng, như nhận được gốc gác phát tác từ đâu, từ nghiệp chướng từ đâu. Và người tu phải có trí tuệ rằng hôm nay tôi chịu quả báo này là do cái gì, hôm nay đời tôi phải trả cái này là quả báo gì. Có thể đời này và nhiều đời trước chúng ta đã từng gieo. Ví dụ chúng ta sanh ra một đứa con rất là tội, tật nguyền đủ thứ hết. Hoặc là có khi sanh ra một đứa con chẳng có chân tay, hoặc là sanh ra thế này thế khác. Chúng ta nói, chúng ta trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, không phải. Mà lúc đó chúng ta trách ai? Hãy trách chính mình. Cộng nghiệp với nhau, ân oán với nhau, chúng ta sẽ gặp lại. Quy luật trên cuộc đời này không khác hơn được. Vì vậy trong báo quán hạnh, chư tổ đã dạy rất rõ cho chúng ta. Đó. Khi làm người, ngoài việc học Phật, quán chiếu về vấn đề ân quán trả dai, chúng ta còn nhìn nhận cái gì nữa? Lương tâm đạo đức một con người sống trong cuộc đời, thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Thi ân đừng nhớ, nhưng mà thọ ân người nên nhớ, để dạy chúng ta cung cách để làm người. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta loại trừ cái nhân cách đạo đức căn bản của loài người bao giờ. Nếu nhân cách đạo đức căn bản này chúng ta chưa làm được, không thực hiện được, thì đừng mong mà trở thành thánh, thành Phật gì cả. Vì vậy muốn thành cái gì là chuyện của ngày mai. Tiên quyết nhất phải là một con người có đạo đức, phẩm hạnh, nết na, từ nữ, nam, trai, gái, nhỏ, lớn, ông bà, cha mẹ, tất cả mọi phương diện, nó đều có cái tư cách của nó. Và tư cách này trong Khổng giáo gọi là chính danh. Tức là chính danh là anh phải có cái tư cách, cha là phải ra cha, con là phải ra con, mẹ là phải ra mẹ, chồng lại ra chồng, vợ ra vợ, người lãnh đạo ra lãnh đạo. Cái đó gọi là chính danh. Tức là tự hoàn thiện lấy cương vị của chính mình. Như vậy đạo đức của Đức Phật cũng không ngoài việc đó. Dạy năm giới cho người cư sĩ cũng là dạy những đạo đức căn bản, bổn phận của một con người để tránh đi nhân quả, hoàn thiện nhân cách trong hôm nay và ngày mai. Học qua ý nghĩa của đời vay trả, để chúng ta thấy rằng bớt dai nghiệp chướng lại một chút. Và nếu đã lỡ dai rồi thì phải tìm cách trả và hóa giải như thế nào cho nó được tốt đẹp một chút. Trên cuộc đời này có mặt, trên cuộc đời này không ai chưa từng dai, dai cách này và dai cách khác. Vì vậy hạn chế bớt điều nào để tăng trưởng nhiều công đức, làm lợi lạc nhiều chừng nào thì chúng ta bớt trả hung chừng đó. Vì vậy cho nên qua cái bài giảng đời vay trả này, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút về học thuyết của Đức Phật. Nó cũng nằm trong quy luật của nhân quả, nó cũng vừa là tình người, đạo đức và nhân quả. Mong sao chúng ta hiểu được điều này, để đừng gieo oán kết hờn với những người cùng sống với chúng ta, đừng gieo oán kết hờn với xã hội này. Hãy làm nhiều việc phúc thiện hơn, cùng chia sẻ đau thương với đồng loại, cùng làm nhiều việc lợi ích, để chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân mình hôm nay và ngày mai. 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 Việc sanh tử của ai tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: "Sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu." Cô ta lại nói: "Do vì hai tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi." Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: "Ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc, đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo." Tôi nói:
mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, khắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa. Sau đó mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng hai vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà dì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: Bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh, chú, niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô Khuyến được bình an vô sự. Người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm, mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành vãng sanh cực lạc. Người ta cứ nghĩ rằng người Phật tử mới chịu nhân quả, người Phật tử mới chịu trả dai, người Phật tử mới chịu tội phước. Còn họ không phải là Phật tử, họ không phải là Phật giáo, họ là những tôn giáo khác, hoặc họ là những người không tin Phật giáo và không có Phật giáo, họ nghĩ họ sẽ thoát khỏi dòng này. Ai nghĩ như vậy là tự đẩy mình vào hố sâu tội lỗi. Thật ra Đức Phật không có đặt một cái tiêu chuẩn quy luật nào trên cuộc đời hết á. Nhân quả là một quy luật, là một chân lý của cuộc đời. Nếu các vị có điều kiện nghe lời bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng chân lý là gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay cái đoạn chúng tôi vừa nói. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ nhân quả chỉ dành cho Phật tử, không có chuyện đó. Nếu nhân quả tội phước đau khổ này chỉ dành cho Phật tử, Phật nói ra chỉ vì người Phật tử, xin thưa các vị, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ, không bao giờ tôi theo đạo Phật. Để tôi sống một cuộc đời tự do, có một sự bảo vệ bao che của một ai đó, tốt đẹp hơn không? Tại sao tôi phải trở thành một người Phật tử
trở thành một người tu sĩ theo Phật giáo, để tôi phải chấp nhận điều luật này, chấp nhận điều luật kia, hạn chế cái này, làm cái khác như vậy. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng quy luật này là công bằng. Đức Phật chỉ là một người nhận ra được quy luật đó, và Đức Phật giới thiệu với chúng sinh trên cuộc đời này, ai nhận ra được điều đó tự cứu mình ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Ai hiểu được nó sẽ tự lách mình ra khỏi việc này việc khác, sẽ tự tránh bớt đi tội lỗi, tránh bớt đi sự trả dai. Chứ ở đây các vị đừng nghĩ là Phật nói cho người Phật tử là quy luật của chúng sinh này trên cuộc đời này. Đức Phật có ra đời hay không, quy luật này nó vẫn như vậy đó. Nhưng mà tại quá chăng là chúng ta không nhận biết được nó mà thôi. Các vị có thâm hiểu ngay chỗ này không? Vì vậy cho nên sự trả dai này đừng nói là chỉ có người Phật tử, mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này, cái gì chúng ta dai là phải trả. Dai nợ máu trả nợ máu, dai nghiệp gì trả nghiệp đó, dai nghiệp ái tình trả nghiệp ái tình, dai tiền thì trả gì? Cũng trả tiền chứ không lẽ trả gì. Xin thưa các vị, chính cái chỗ dai trả này, cách nay chừng 4 ngày có một cậu thanh niên ở Đắk Lắk, cậu hỏi tôi: thưa thầy, Phật dạy về nhân quả có đúng không? Thì tôi nói dạ đúng. Cái nói vậy là có khi nào mà mình gieo nhân mà không có quả không? Ông nói là, thầy mới nói là không bao giờ. Cái gì có nhân là có quả. Và anh nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không thầy? Tôi nói đúng rồi. Thì anh nói vậy mà sao con gieo nhân hoài mà con không được quả? Thì tôi mới hỏi chuyện gì. Anh nói anh thương một cô gái gần 10 năm rồi, anh thương quá trời luôn mà sao anh không được đáp lại. Anh hỏi như vậy nhân quả có đúng và công bằng hay không? Trời ơi, lúc đó tôi cũng không biết đường trả lời các vị. Tưởng hỏi cái gì vậy? Cuối cùng anh nói như vậy. Anh nói như vậy nhá, là anh gieo như vậy là một cái nhân. Như vậy cái cô đó mà cô không trả anh là cô đó có tội, có phải vậy không? Làm sao tôi dám kết tội người ta kiểu kỳ vậy? Thì ở đây nói chung là trong cái việc này nó phức tạp, nhưng mà tôi nói đại khái như thế thôi. Tôi nói á, ở đây anh nói anh gieo nhân, nhưng mà biết đâu anh đã trả cái quả anh ta từng gieo sao? Cũng có thể là anh đã từng trả cái quả anh đã từng gieo vậy. Nhưng mà ở đây anh mang cái tính cách giống như là anh bức xúc, rồi anh nói lên như vậy thôi. Chứ thật tình với các vị, thương người cũng có nhân quả thật. Nhưng mà như vậy, cái cô này tạo ra nhân duyên gì đó mà cuối cùng bỏ người ta đó, thì mới có nhân quả tội phước ngay chỗ này. Còn ở đây là một sự yêu thầm nhớ trộm của đơn phương, thì không mang tính nhân quả và không mang tính kết tội cô này được. Không có một lý do nào như vậy. Nhưng tình yêu không có tội, đại khái là như vậy. Anh này có thương hay không là quyền của anh, vấn đề cá nhân. Nhưng tôi chỉ lật ngược lại vấn đề, biết đâu anh đã trả cái quả anh đã từng gieo từ nhiều kiếp trước, anh đã thờ ơ lãnh đạm như người ta rồi sao? Thì tôi chỉ nói như vậy, mang tính cách là để đối trị như vậy thôi, chứ nhân quả không nói vô những cái đơn sơ như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy rằng ở trên đời này không có một cái gì gieo mà không trả. Nếu kiếp đời này chúng ta sanh lên, chúng ta chỉ có một đời này và chết đi, thì nhân quả không lập thành được, và nhân quả không mang tính công bằng được, và cuộc đời này nó trở nên một sự bất công, mạnh được yếu thua. Nhưng đã gọi là nhân quả là một quy luật của cuộc đời này, và tất cả mọi con người chúng ta trên cuộc đời này đều đi theo tiến trình của nhân quả, và bằng cách trả dai qua quá trình của cái gì? Của gì? Của luân hồi. Chính cái luân hồi này nó giúp cho nhân quả trả dai một cách sòng phẳng nhất. Không có cái gì mà có thể gọi là không trả quả được hết. Cho nên ở đây, ngày xưa khi tôi học với Hòa Thượng Di Lực, Ngài dạy về Kinh Lăng Nghiêm, thì Ngài có nói một cái câu ở trong đó là ăn cục thịt sẽ trả một cục thịt. Ngài nói rất rõ như vậy. Nhưng theo phân tích của tôi, thì tôi cũng đã chia sẻ với các vị từ rất nhiều bài giảng trước rồi, câu đó mang tính cách như một quy luật chung chung thôi. Nhưng mà nếu ăn con tép để đầu xanh con tép lại trả đó, thì nhân quả nó không mang cái nghĩa đó. Nó không có mang cái nghĩa ăn con này mà tái sanh lại con đó để trả, nhưng mà dứt phát phải trả một cái quả tương đương.
tương đương như thế nào là quy trình của nhân quả. Nhưng mà để nói rằng ăn con tép phải đầu thai con tép lại trả thì cái đó nó hơi máy móc lắm. Nhưng mà phải trả với một hình thái nào đó, với một lý do nào đó, phải tương đương với cái gì mình gieo thôi. Vì vậy ở đây khi để nói một cái câu nôm na là ăn cục thịt trả cục thịt, thì cái câu đó mang tính cách răn đe để chúng ta nhận thấy rằng những cái gì chúng ta dai bằng nợ máu của chúng sinh, chắc chắn chúng ta phải trả bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Ở đây không mang tính cách đe dọa răn đe ai cả. Tất cả mỗi con người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Không phải các vị làm rồi người khác chịu, không phải các vị làm tôi chịu, không phải tôi làm các vị chịu, hay là các vị làm rồi đổ thừa cho ông Phật chịu. Không có chuyện đó. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động. Vì vậy không ai được quyền chỉ trích, thóa mạ, cười chê bất cứ một điều nào về vấn đề đó. Nếu người ta không vi phạm luật pháp, người ta không vi phạm đạo đức, thì tất cả mọi người chúng ta phải tôn trọng người khác trong được quyền chỉ trích. Nhưng ở đây tôi mang tính cách là phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có quy luật của nó. Những người nói một cái câu như thế này là vật dưỡng nhân, khi nói một câu đó thì thương tổn lắm đó. Thương tổn ở chỗ là tự mình che đậy cái hành động của mình. Mình cho rằng những cái điều đó là một cái quy luật như vậy. Ai sanh ra những con vật này để nuôi tất cả chúng ta thì chúng ta có quyền nói. Cái việc đó là cái miệng của chúng ta. Còn nuôi hay không như thế nào thì để quy luật nhân quả đối với chúng ta sòng phẳng. Nếu các vị có dịp tình cờ nhìn vào những cái đoạn phim mà người ta quay ở tất cả các lò sát sanh, các vị thấy rằng chúng ta không trực tiếp đối với sinh mạng của chúng sinh, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta gián tiếp rất là nhiều. Chúng ta thấy một chúng sinh trước khi làm thịt cho chúng ta có một thực phẩm để ăn, chúng ta thấy đau khổ biết dường nào. Tất cả chúng ta có quyền ăn, chúng ta không có vi phạm luật pháp gì hết. Trên cuộc đời này mình nuôi nó hay là như thế nào, mình chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn gì đó là việc cuộc sống riêng. Nhưng tôi muốn rằng người Phật tử hãy tự hiểu rằng cái quy luật đó các vị có thể giữ được bao nhiêu tùy nhân duyên và hoàn cảnh. Nhưng biết được nó đúng sai tội phước, nhân quả trả dai cái đã. Hôm nay giữ chưa được, ngày nào đó chúng ta sẽ giữ. Hôm nay làm chưa được, chúng ta tự biết hạn chế lấy chính mình để tự cứu mình. Nói để chúng ta hiểu, không phải nói để làm liền. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nơi. Nhưng mà chúng ta biết rằng các thực phẩm chúng ta có được là từ động vật á, là chúng ta thấy chúng sinh chết rất là thê thảm. Các vị thử tưởng tượng đi, các vị nuôi một con heo, các vị bán cho mọi người lãi heo. Con heo các vị thường ngày các vị chăm sóc nó như thế nào, các vị cưng nó như thế nào, các vị tắm rửa như thế nào, và đôi khi các vị rất là yêu thương nó. Nhưng mà các vị thử nghĩ bây giờ một người khác, các vị hình dung thôi, đè ba chân bốn cẳng lại, chứ đâu phải nó nói nè tôi tới lứa, nè cắt cổ tôi đi, đâm họng tôi đi, con heo nào nói vậy không? Xin thưa các vị, khi các vị biết rằng cầm một mũi dao như thế này đâm một con heo như vậy, nó dãy, nó đau thương, các vị biết khủng khiếp, nó bắn té máu tùm lum chân như vậy đó. Có những khi tôi nhỏ, ngày xưa tôi nhìn những đám cưới mà không dám dòm. Có một lần tôi nhìn thấy người ta làm một con bò bên cạnh sông để chuẩn bị đám cưới đó. Tôi nói thật sự, nhìn thấy mà tôi nói chung là nhìn đi, nhìn lén lén chứ không dám nhìn trực tiếp. Nó cảm thấy quá ghê sợ đi. Người ta chói chân nó lại hết, người ta chói dây ngược lại bên kia, cái chân bên kia, cái người dây người ta làm bên đây nè. Rồi người ta chuẩn bị sẵn một cái tre rất là dài vậy nè, người ta giật cho nó té một cái đó, rồi cái người ta mới quấn cái chân nó lại, và người thì nắm cái dây mũi căng ra, rồi người ta lấy mấy cây tre dài nó đè ngang bụng nó, 5-7 người đè ngồi lên như vậy, rồi một người cầm cái dao chừng một gang tay tôi vậy nè, bắt đầu mới cắt cổ nó để lấy máu. Tôi nói thật sự, chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta nuôi được bằng từ nguồn đó đó. Cho nên các vị chưa bao giờ chứng kiến, cho nên chúng ta bình thường. Nhưng nếu chúng ta là một người có một lần chứng kiến, chúng ta cảm thấy rằng gắp một miếng thịt hay là cái gì bỏ vào miệng, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì rất là ớn ớn. Từ những chỗ đó, tại sao trên thế giới có rất nhiều người người ta chuyển qua ăn chay? Có những người không cần phải là Phật giáo, không phải người ta ăn chay theo Đức Phật, mà ăn chay theo lương tâm thôi. Người ta tôn trọng sự sống của mọi loài. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc đó chúng ta đã dai như thế nào là chúng ta phải trả bằng cách đó.
đời chúng ta được nuôi lớn bằng cái gì là từ chúng ta vay mượn. Và chắc chắn điều này, một đời này và nhiều đời sau, chúng ta phải trả tất cả những gì chúng ta đã vay. Và vì vậy, theo tinh thần của nhân quả Phật dạy, chúng ta đã từng ăn những loài mà chúng ta đã từng sống. Chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu chúng sinh. Chúng ta đã từng làm chó, mèo, trâu, dê, bò, gà gì đó. Tất cả những loại chúng sinh này dường như không có một con người nào chưa bao giờ trải qua. Nếu các vị đọc được trong kinh bản sanh của Đức Phật, Đức Phật đã từng làm chim nè, từng làm khỉ nè, từng làm voi nè, từng làm sư tử nè, từng làm cá nè. Thậm chí tất cả các loài nào có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật cũng đều trải qua cả trước khi thành Phật. Vì vậy, với một con người tạo nhiều nghiệp như chúng ta, chưa có một loài nào trong cuộc đời này mà chúng ta chưa từng trải qua cả. Và vì vậy, có những khi chúng ta ăn những chúng sinh này là thân bằng quyến thuộc trong một đời và nhiều đời của chúng ta nữa. Chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi có đọc trong một cái bản chú giải về Phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì trong bản chú giải này có kể lại một câu chuyện đó. Đó là Ngài Văn Thù cảm hóa một người đồ tể. Thì hôm đó cái người đồ tể là cái người làm heo á, thì mua một con heo. Nhưng mà khi mua rồi á, cái ông đồ tể này ông dẫn con heo về hoài không được. 3-4-5 người nữa dẫn cũng không đi, mà con heo cứ chống cự lại và rơi nước mắt. Thì lúc đó đó, thì trong cái đó có một ông già ông đến, ông nói như thế này. Ông nói thôi các anh đừng dẫn nữa, để một mình tôi dẫn giùm cho. Thì ông lại ông cầm cái dây dẫn heo đó. Ông kêu cái tên gì đó, đi đi, đi về trả nghiệp này kia đi. Khi kêu cái tên đó rồi, cái heo tự nhiên cúi đi. Ông đồ tể quỳ xuống, rơi nước mắt ông lại. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy cái gì? Tất cả những chúng sinh nào nó từng vay nghiệp phải tái sinh lại bằng một cách tương đương. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng khi mà đọc lịch sử của Đức Phật đó, Đức Phật đi giáo hóa ngang một cái gia đình của ông trưởng giả, mà gia đình đó có con chó đó. Rồi con chó mới nhào ra mấy sủa Đức Phật. Đức Phật mới chỉ vào và nói nè: ngươi không biết ngươi đã từng tạo nghiệp thế nào, ngươi đã từng giấu đúc của như thế nào, để phải vì tham của nó mà quay trở lại làm kiếp chó để tiếp tục giữ gìn như thế, không nhận thức để tu hành này kia kia nọ mà còn hung dữ này kia. Đức Phật nói vậy con chó buồn đi vào đó. Rồi sau đó ông trưởng giả về thấy con chó mình như vậy thì mới là hỏi những người làm ở trong nhà, hỏi tại sao mà con chó hôm nay nó kỳ vậy. Thì nói là có ông Cù Đàm đi ngang nói gì đó mà con chó nó vậy đó. Thì ông mới lại ông mới trách Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là đó là cha của ngươi đó, mà ngươi còn không nhận biết ra điều đó để tìm cách cứu giải cho cha mình. Nếu ngươi không tin ta thì về hỏi con chó đi, vàng chôn chỗ nào nó sẽ đến nghe đó nó chỉ cho. Bởi vì trước khi chết ông còn nhớ ông vàng chôn chỗ nào mà ông chưa nói được, vì vậy ông phải tái sanh làm kiếp chó để giữ số vàng này. Sau khi số vàng này ông nhận được rồi nó sẽ đi đó. Y chang như vậy, về làm y như vậy và con chó chỉ điểm rồi, thì ông này móc lên có túm vàng xong rồi vài ngày hôm sau con chó qua đời. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy, người nào đã từng thọ Bồ Tát giới rồi đưa tay lên đây. Ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Rồi khi các vị thọ Bồ Tát giới, các vị biết được điều gì? Trong Bồ Tát giới Đức Phật dạy là khi hành giả là một Bồ Tát hay là tất cả các chúng sinh, hãy quán chiếu như thế này: tất cả chúng sinh nam, loài đực, loài trống là cha ta. Tất cả chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ ta, trong một đời đến nhiều đời. Vì vậy, cho nên tất cả các vị hành giả nào phát tâm Bồ Tát giới là không được sát sanh, trộm cắp, dâm dục vân vân, vì tất cả những hành động đó đều liên hệ đến cha mẹ trong một đời và nhiều đời của ta. Vì vậy trong cái bài Thần Thông trong Đạo Phật tôi đã nói với các vị rồi, nếu các vị có được túc mạng thông, tức là khả năng nhận biết được những kiếp đời quá khứ, mà các vị chưa có tâm lậu tận, tức là chưa dứt sạch phiền não, các vị sẽ không sống nổi trên cuộc đời này. Các vị sẽ không đủ sức để sống nổi trên cuộc đời này. Nếu các vị có một túc mạng thông, tức là biết được những kiếp đời quá khứ, biết đây là hận thù, đây là tình yêu, đây là quan trái, đây là cha, đây là con, đây. Nếu các vị nhìn ra được điều đó, các vị chắc chết liền tại chỗ sống nổi. Vì vậy khi giác ngộ được điều này phải có trí tuệ đủ sức là một con người chấm dứt được phiền não, tức là lậu tận thông, thì mới thấy được điều này, mới bình thản được. Vì vậy nếu một người Phật tử
chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta cũng nhận biết ra được điều đó. Cho nên những con gà, con cá, con tép, con chó, con trâu, con bò gì chúng ta đã từng sát sinh mà chúng ta sống đó, cái đó là quy luật trả vay. Hôm nay chúng ta mượn nó, rồi hết nghiệp nó sẽ chấp nhận lại, quy quay trở lại với cuộc sống rồi nó mượn lại chúng ta. Và trong cuộc đời này nếu còn luân hồi tiếp tục, tức là chúng ta chưa chấm dứt cuộc đời này, chúng ta sẽ quay đi quay lại trong vô số kiếp để chúng ta giai mượn thân xác với nhau để tìm cuộc sống. Vì chúng ta tự mượn nó và chúng ta tự trả nó, cho nên không ai cười chê và trách chúng ta bất cứ điều gì trên cuộc đời này nếu chúng ta chưa vi phạm luật pháp thì thôi. Vì vậy cho nên người Phật tử nhận biết được chỗ đó, cho nên chúng ta phải tự hiểu được rằng là chúng ta chưa có thể ăn chay trường được, thì chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta giai mượn đều có nhân quả. Và hãy tự ăn bằng cách này, thay vì chưa biết nhân quả tội phước, mỗi một ngày chúng ta ăn chừng 1 kg tép cho gia đình chúng ta đi, đừng nói người nha, cho gia đình đi, thí dụ thôi, các vị ăn gì thì tùy, nhưng mà đại diện vậy đó. Bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, các vị ăn ngày nửa ký thôi, tức là bớt được nửa ký, tức là tự mình giảm dần về mức độ mà giai mượn thân xác của chúng sinh, tăng cường thêm lượng rau quả. Điều này tôi nghĩ các vị Phật tử làm được, được không? Và như vậy là chúng ta đã đang ăn chay rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là những người ăn chay trường thì quá tốt rồi, nhưng mà những người chưa ăn chay trường được á, thì các vị tự ý thức như vậy, các vị dặn con cái cũng vậy, đừng thỏa mãn cho cái khẩu vị của mình, rồi con à, cái gì cũng phải trả với số lượng tương đương thôi. Vì vậy cho nên ở đây tôi nghĩ ý nghĩa ăn chay là để hạn chế sát sanh. Vì vậy trong quá trình thực phẩm của các vị tự bớt lợi cái khẩu phần thực phẩm mặn như vậy, là các vị đã có ý nghĩa ăn chay trong đó. Chứ đừng nghĩ là ăn chay phải ăn rau quả không mới ăn chay, mà phải tìm hiểu được chính cái chỗ đó. Nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Trà Vinh là bài gì đó? Hả? Ờ đúng rồi, cái bài ăn chay và ăn mặn, quy tắc nó là như vậy. Cho nên nếu các vị biết được chỗ này thì chúng ta sẽ tự cứu lấy mình được nhiều tội lỗi lắm. Sư Bà Thể Quán có một cái bài thơ như thế này nè: súc sanh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang lông cùng đới giác, sát sanh xin khá nới tai chừa. Tức là sư bà có nói lên một cái câu là tất cả các chúng sinh này nó bị nghiệp, nó phải mang nghiệp, mang lông đội sừng này là để trả nghiệp. À, vậy thôi. Cho nên khi biết được điều đó đó, thì ở đây chúng ta muốn đừng mang lông đội sừng trở lại, thì chúng ta đừng dai với chúng nó. Tại vì chúng ta dai thì phải sao? Phải trả, không thể gạt được trên cuộc đời này. Đó là một quy luật. Cho nên có một số người khi chưa biết Phật Pháp, các vị biết rằng thức ăn của họ, họ ăn mà họ kể lại mình nghe mình thấy ớn luôn vậy đó. Có cô Phật tử này khi tôi qua bên Úc, thì lúc đó cô đến cô quy y với tôi, và cổ đã ăn chay trường trước khi tôi qua là 9 tháng. Thì cổ nói như thế này: tại vì nhà cổ rất là giàu có, người mẹ khuyên ăn chay, bởi vì người mẹ là Phật tử, thì cổ mới nói vậy. Ở đời không làm gì tội lỗi thôi chứ gì phải ăn chay. Cổ trả lời câu như vậy: con ăn chay con đâu có tội gì đâu à, nhưng mà người mẹ thì hiểu được nhân quả tội phước khuyên à, đừng như vậy như vậy. Cổ ăn là cổ đặt một lần là một con bò hay là một con heo, đặt nguyên con như vậy ăn phải vậy. Hai nữa là cua, cổ nói cua ghẻ gì đó tôi không biết, cổ nói ăn một lần là phải 10 kg, còn sống tươi như vậy cổ đem lại tới nơi. Mỗi lần cổ về Việt Nam, cổ nghe nói ở Hà Nội có một cái nơi mà bán rắn á, thực phẩm rắn vậy, tôi cũng không biết nơi đó, rồi cắt rắn rồi lấy máu rồi uống rồi sao rồi mới lấy thịt ăn đó. Cổ từ ở Sài Gòn đây cũng phải bay máy bay ra ngoài, ăn xong cái vậy bay về. Cổ nói bất cứ một nơi nào có cái gì tươi ngon nhất trong bất cứ nước nào, cổ sẽ đi đến và ăn như vậy. Cổ không bao giờ biết đó là tội lỗi, nhưng mà cổ nói rằng cổ sống cũng có đạo đức, có nghĩa là biết thương cha kính mẹ cũng đầy đủ, chùa chiền cổ cũng cúng dường, nơi nào đói khổ cổ cũng ủng hộ. Nhưng chỉ duy có một điều đó, cổ không bao giờ cổ nghĩ rằng điều đó là có lỗi. Cổ nghe rất nhiều bài giảng của tôi, và trong đó có cả cái bài ăn chay và ăn mặn, nhưng mà cổ cũng chưa sợ. Cổ cũng nghĩ là nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà này mai mốt già rồi tính, cổ nghĩ vậy.
thì có một đêm đó cô nằm chiêm bao, cô thấy như thế này. Cô thấy một con người là một thân xác của một bà già, nhưng mà cái đầu thì lại đầu bò, và trên người rưới toàn bộ những cái loại mà để gọi là ướp đó. Sau đó rồi cái bà này tự lấy cái tay này gỡ cái tay kia ăn, gỡ loài ra xương rồi gỡ hết tay này mới gỡ tay bên kia tự ăn. Cổ nói chỉ sau một đêm chiêm bao thức dậy thôi, cổ kinh hoàng, cổ sức hết mùa hôi hạn. Và cổ nói là chính cái ngày đó đó là cổ ăn chay luôn cho tới bây giờ. Và khi tôi qua đó là cổ xin quy y đó. Thì các vị biết rằng khi cổ nói là bây giờ con mới nhìn thấy lại là chỉ ăn thôi mà con tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Cho nên bây giờ đối với gia đình, cổ khuyên là nên ăn chay. Và nếu ai ăn chay không được thì cổ chỉ mua đồ chết về đó cho sẵn làm ăn, không bao giờ làm chuyện đó nữa. Và cổ nói rằng ăn được ngày nào tốt ngày đó, ăn bữa nào tốt bữa đó, khuyên mọi người trong gia đình như vậy. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời á, nếu chưa hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Tại muôn đời trước, ông bà cha mẹ chúng ta cũng vậy, xung quanh chúng ta mọi người cũng vậy mà, cũng đâu có ai có gì đâu, cũng ăn như vậy và cũng sống như vậy. Nhưng xin thưa các vị, đúng là như vậy, ai làm nấy chịu chứ đâu phải người ta làm mình chịu. Bao nhiêu trong cuộc đời này, tuổi đời chúng ta cứ dai đi, và chúng ta tự trả với nhân quả đó, và số phận này chúng ta tự chịu. Vì vậy dòng luân hồi làm sao chúng ta thoát được? Chúng ta thiếu nợ mà chúng ta muốn trốn làm sao trốn được? Cho nên điều đây là điều rất là quan trọng để chúng ta để ý. Những cái dự trả dai này là một quy luật gọi là công bằng, không khác hơn được. Cho nên người Phật tử chúng ta có ăn chay, chúng ta cũng không có cười những người ăn mặn, chúng ta cũng không có tự ngã, chúng ta cũng không có chỉ trích, chúng ta không có đúng khi làm những điều đó. Tại vì tự lời Phật dạy và tự nhận ra được điều đó, chúng ta tự cứu mình thôi. Ai muốn nhận ra được điều đó chúng ta chia sẻ, nhưng đừng nên thoá mạ chỉ trích, vì họ không có sai với chúng ta. Họ có quy luật nhân quả với chúng sinh nào họ gieo á, chứ họ không có gieo với mình. Thành ra mình không có quyền trách họ. Ở đây chúng ta chỉ phân tích để tự nhận ra mà thôi. Vì vậy các vị khi là Phật tử học đạo, các vị mới biết điều đó quan trọng. Tôi ngày xưa khi chưa là Phật tử, chưa học Phật Pháp, xin thưa các vị, tôi cũng từng đi câu, đi xúc, đi tác này kia kia nọ. Tôi bắt được những con cá lớn, tôi mừng hay tôi sợ tội? Mừng hay sợ tội? Mừng. Trời ơi, bắt được càng bự càng mừng. Tôi đâu có sợ tội đâu, bình thường, mình tìm cho nhiều nữa mà. Thành ra chính cái chỗ đó, bây giờ cái học đạo mới thấm thía được rằng tất cả những cái đó mình đã dai. Giống như các vị chưa có ý thức trưởng thành, các vị đâu có biết là vi trùng là cái gì đâu. Các vị thấy cục phân khô, các vị biết nó dơ, nhưng mà để nói vi trùng các vị không có hiểu, tại vì các vị không có thấy. Cho nên bây giờ nếu mà cục kẹo rớt dưới đất lúc chúng ta còn trẻ đó, chúng ta lượm lên sao? Thổi thổi bỏ miệng ăn, có phải không? Nhưng mà khi các vị trưởng thành, các vị biết là vi trùng rồi, cái gì rớt dưới đất dính bụi các vị sợ lắm. Tại sao vậy? Các vị biết nó dơ, nó có vi trùng. Cho nên hồi nhỏ ăn là tại vì không biết vi trùng thôi, có phải không? Vì vậy khi người Phật tử có tu mới thấy được tội lỗi, đúng sai, tội phước. Còn chúng ta chưa học đạo, chưa có tu, chúng ta không nhận ra được điều đó đâu các vị. Các vị tự suy gẫm lại, y chang như vậy. Thành ra ở đây người ta nói cái câu bác sĩ mới sợ vi trùng, và những người có tu học như thế này mới sợ nhân quả tội lỗi mà thôi. Đó là cái điều mà thứ nhất tôi muốn nói về vấn đề ăn uống như vậy. Bên cạnh đó có vấn đề giai trả nữa đó. Đó là giai trả tiền. Ở đây chúng ta có chừng giai tiền chưa? Nếu chúng ta mượn tiền thì chúng ta phải trả tiền. Vấn đề khi chúng ta giai tiền phải có trách nhiệm trả tiền. Người cho chúng ta giai thì cũng phải cân phân ở mức độ tương đối. Có người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi có giảng tại chùa Ấn Quang, đó là làm nghề cho giai có tội không? Tôi xin thưa rằng không bao giờ có tội. Cho giai là một chuyện, việc làm cũng như bao nhiêu trăm ngàn công việc khác. Nhưng mà có tội là do cái gì? Do chúng ta tự giới chúng ta thay gì cho lời gì đó, cho bạc một phân hai phân gì đó,
chúng ta đẩy cả 20 phân ha. Hay là chúng ta thấy người ta lỡ kẹt đó, cho chúng ta cho vay để chúng ta nặng lãi. Hoặc là khi người ta không có điều kiện người ta trả, hoặc ta hứa hẹn cái gì với mình, mình giận quá mình cổm đồ là xiết đồ người ta, hoặc chửi bới người ta, nó tội là những cái đó. Còn tiền mình đưa ra người khác vay để kinh doanh, thì khi mượn cái vốn mình làm ăn thì chia lời với mình xài, đây là quy luật công bằng, không có tội gì trong cái nghề nghiệp này cả. Vì vậy cho nên ở chỗ là chúng ta vay nợ, vay tiền thì cũng phải có một ý niệm rằng phải tìm cách để trả trên thực tế này với cuộc đời này. Nếu chúng ta không trả đời này, chúng ta có thể trốn 5 non 7 núi suốt cuộc đời này người ta không gặp được, thì một ngày nào đó trong kiếp luân hồi này chúng ta cũng phải trả vay một cách tương đương. Không bao giờ một đồng bạc, các vị đã vay thì các vị cũng phải trả một đồng bạc. Nhưng nếu quá trình kéo dài 5 năm, 10 năm, đời này đời khác, các vị sẽ có sao? Lời đó, có lãi trong đó đó. Cho nên ở đây các vị thấy có những người thiếu lương tâm ở chỗ này, cứ nghĩ rằng mình sẽ xóa nợ bằng cách này cách khác. Mình sẽ giết người để xóa nợ, hay là mình đi trốn chạy ở đâu đó để mình xóa nợ. Nói thật với các vị chạy trên trời các vị cũng không khỏi tất cả những nợ mà mình đã gây với người ta nữa. Tôi vừa đọc báo vừa rồi đó, có một ông này, ông vay của cô này có 6 triệu đồng thôi, mà cuối cùng phải dẫn đến ông là ông phải giết người. Cô vay của cô này có 6 triệu mà dài hạn rồi, cô này đòi hoài ông không trả. Cho nên ông mới nghĩ một cái cách như thế này, ông nói bây giờ mình không trả thì bây giờ mình tìm cách giống như là mình giết để trừ nợ cho rồi. Trong lòng ông nghĩ vậy, cho nên ông mới hẹn với cổ đến một cái điểm là ông nói đó là nhà ông, và đến nhờ đó giờ đó này kia kia nọ đó thì ông sẽ trả cái tiền nợ 6 triệu đồng này cho. Trong khi ông kêu người ta đến để trả nợ thì bên đây ông đã thuê 4 người xã hội đen, và ông thuê với giá là 2 triệu hay 4 triệu đồng gì đó, cũng gần bằng tiền trả người ta rồi, thì cũng thuê mấy triệu bạc đó. Ông mới nói với bên cái người làm xã hội đen là vậy nè, cái bà này thiếu nợ ông mà còn mắng chửi ổng không chịu trả, ổng chỉ nhờ mấy người này là trói cái bà này lại thôi để ổng xử lý. Còn cái việc đó ổng chỉ thuê là trói lại thôi chứ không có làm gì hết. Thì mấy cái người kia người ta nghe lời ổng như vậy, mà cái cô này khi mà cổ đòi 5 lần 7 lượt ông này không trả và nói những lời rất là khó nghe, cho nên cô này mới sợ. Vì vậy khi đi kêu thêm một đứa em trai nữa là 2 chị em cùng đi. Khi đi đến tới nhà thì mới vừa bước vô tới cửa nhà thì 4 người á, thanh niên á, hình như có bịt mặt đó, xông ra là trói tay và lấy băng keo dán miệng lại liền. Dán liền tức khắc, bởi vì 2 cái người này không thanh minh được cái gì đúng sai cả. Vì ông này yêu cầu là phải khi trói là vậy là dán miệng liền, bởi vì ông sợ người này thanh minh là ông là người sai. Cho nên dán miệng cho nên người ta không có nói được. Khi dán miệng rồi thì ông chồng 2 triệu hay 4 triệu vậy, tôi nhớ là cũng mấy triệu đó. Thì sau khi ông đưa tiền cho mấy người xã hội đen rồi thì ông ở đây ông bắt đầu ông lấy điện mối đó, ông mới chích người ta. Thì chích khi sắp chết rồi đó thì ông sợ quá. Ông sợ là ông nghĩ nếu mà như vậy á, mà người này mà thả ra nó về á thì người ta thưa mình sẽ ở tù. Vì vậy ông chích cho chết luôn. 2 chị em chết hết. Sau khi chết xong rồi các vị biết làm gì? Cắt ra thành từng khúc. Ông mới mua cái thùng xốp á, ông mới để vô từng khúc ở trong đó. Ông mới đậy thùng xốp, ông mới dán băng keo lại. Rồi ông nhờ một chiếc xe chở đến trước cửa chùa nào ở Bình Dương hay Đồng Nai vậy đó. Rồi sau này khi mà ra tòa đó, ông mới nói là ông chở lại đó cho người này nghe kinh để siêu thoát. Ông nói như vậy. Thì khi các vị biết rồi, cuối cùng tòa kêu án ông là tử hình, bởi vì hình thức giết người với tính côn đồ. Thì khi đó các vị thấy rằng chỉ có 6 triệu đồng thôi, mình vay của người ta, là mình là người mà mình mượn người ta, mình nhớ ơn người ta không hết. Ở đây khi người ta đòi mình không có lời nói dễ nghe, mà mình còn nói khó nghe. Người ta đòi nhiều lần mình lại sanh oán, rồi sanh oán mình mới sao? Mình mới nghĩ đến cách để hãm hại người ta. Như vậy lương tâm con người để đâu?
nhận ra được người ơn của mình một bát nước như thế này người ta cho mình lỡ đường. Mình nhớ ơn không? Nhớ chứ. Làm người lương tâm phải có ở chỗ này. Tại sao như vậy? Ví dụ mình không có điều kiện mình trả, mình phải nói như thế nào? Chứ còn ở đây người đó đã cho mình thi ơn mình rồi, mình còn nghĩ cách giết người nữa là mình quá man rợ rồi. Lương tâm đạo đức không còn gì, cho nên là tòa kết án là giết người với tính côn đồ. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái gì? Mình phân tích để hiểu cái điều đó là có những khi vấn đề vay trả nó có tính cách là mình nghĩ để mình quỵt nợ người ta bằng cách bịt miệng như vậy. Nhưng mà mình có phải là trả một cái giá quá đắt không? 6 triệu mình đã mua hai mạng người đó, chưa đủ mình mua cả cuộc đời còn lại của mình. Tức là khi kêu án tử hình thì mình phải chết. Như vậy chỉ có 6 triệu đồng, thay vì bây giờ kêu xã hội đen hết 2-3 triệu rồi thì gán thêm chút nữa trả cho người ta cho xong. Mà mình suy nghĩ cái cách gì đó mà mình ra nông nổi như vậy. Có một cái người nước ngoài nói thế này: có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho bất quá tạo ra kẻ vô ơn, còn cho mượn tạo ra một kẻ thù. Câu này hay không? Rất là hay. Cho nên ở đây kinh nghiệm, đôi khi có một số người xấu như vậy đã làm cho ảnh hưởng tới xã hội. Bây giờ ai có tiền, có nhân đạo lắm muốn cho mượn, e dè không? E dè. Cái lương tâm con người thấy người ta nghèo khổ không cho mượn á, mình thấy xót xa. Nhưng mà mình thấy những hình ảnh mà con người gạt nợ kiểu đó đó, thì mình cứ dè dặt hoài, phân vân hoài. Không cho mượn thì lòng xốn xang, mà cho mượn thì lại lòng cũng không yên. Đó, cho nên chính một số người thiếu lương tâm mà xử sự bằng cách vay trả như vậy, cho nên dẫn đến có những người khác muốn làm việc tốt, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho mình phải hạn chế đi công việc tốt đẹp này của mình. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, cái vấn đề vay trả là chuyện sòng phẳng. Chúng ta không trả kiếp này cũng trả kiếp khác. Có một số người khi cho mượn rồi người ta giựt luôn mà người ta không trả, thì một số người suy nghĩ như thế này: biết đâu kiếp trước mình thiếu nợ nó thì kiếp này mình trả. Thì mình nghĩ vậy thì cũng cho xong thôi, để cho lấy lại cân bằng về tâm lý. Nhưng các vị nên nhớ rằng cũng có thể chúng ta đặt lại rằng những kẻ này đang mượn chúng ta, không hẳn là chúng ta đang thiếu nợ họ, cũng có thể là họ đang thiếu nợ chúng ta. Tại cuộc đời vay trả, trả vay trong quá trình tuần hoàn của cuộc sống nhân quả thì không có cách khác được. Cho nên tôi đã từng giảng trong một cái bài giảng dường như là bông hồng dân cha, tôi có kể cái chuyện cái ông đó mỏng xuống dưới địa ngục mà ông gặp cái người mà ăn cắp ổng vàng ngày xưa đó, ổng mới đòi những trước Diêm Vương á. Đó là cái câu chuyện, nhưng mà sự thật là như vậy. Quy luật trả vay trên cuộc đời này không khác hơn được. Cho nên ở đây, nếu chúng ta cho ai mượn tiền hoặc là lỡ bị giật, thì chúng ta đinh ninh rằng trong quá trình tái sanh của chúng ta, những ân oán, những nợ nần này có lúc chúng ta phải gặp để trả với nhau thôi. Trả bằng cách này, trả bằng cách khác. Cho nên điều đó chúng ta cứ yên tâm đi, không ai có thể gạt được trên quy luật của nhân quả công bằng này. Đó là một quy luật trả dai mà không khác hơn được. Đó là cái vấn đề tôi nói là cái gì? Về dai nợ tiền. Bây giờ còn có một nợ này nó khó nói nè. Đó là nợ gì? Hay quá. Ở đây có ai thiếu nợ tình chưa? Các vị mà có mặt trên cuộc đời này mà nói chưa thiếu nợ tình là tôi không tin nữa. Tất cả ai có mặt trên cuộc đời này cũng thiếu trực tiếp, gián tiếp cả. Mình không thiếu người ta cũng thiếu mình à. Có phải không? Xin thưa các vị, nợ tình là điều khó nói, nhưng mà cũng có lối để chúng ta nhìn nhận ra. Các vị có nhớ 14 điều răn của Đức Phật mà ngày xưa Hòa Thượng Kim Cương Tử viết, trong đó có một câu gì không? Ai nói trúng? Có một câu gì? Món nợ lớn nhất của đời người. Trời, nhắc tới đó cái biết liền. Hay quá ha. Cái câu mà để nói lên cái đó đó: món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Cái câu này để cho chúng ta thấy suy tư. Thật sự trên cuộc đời này, ngoài tất cả những nợ dai như vậy,
Đừng nói là ái tình không có dai nợ nha các vị. Ái tình là những món nợ truyền kiếp đó các vị. Nó cũng như bao nhiêu món nợ nhân quả về sinh mạng của chúng sinh hay bất cứ một quy luật nhân quả nào trên cuộc đời. Vì vậy chúng ta đừng có giỡn với lửa. Cho nên có người nói câu gì? Anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, có ai ngờ đùa mãi đến điêu linh. Có nghĩa là đừng có giỡn chơi như vậy. Có những người cứ chọc ghẹo người ta để người ta thương thầm nhớ trộm gì đó. Mình nghĩ như vậy là mình tự hào lắm, mình tự nghĩ là mình là đào hoa lắm, thế này thế khác. Rồi mình trêu người này, mình ghẹo người kia bằng cách này cách khác. Đừng giỡn chơi như vậy. Tất cả chúng ta khi làm với một lý do mà do chúng ta gây ra, để người ta phải đau khổ, chúng ta phải có nợ. Ví dụ cái anh mà ở Đắk Lắk anh hỏi tôi đó, thì cái cô đó không có nợ thật. Cô không có làm bất cứ một cái gì, cô không có nói lời bóng gió gì, cô cũng chẳng có một cái hứa hẹn gì mà ở đây tại cá nhân anh, thì không trách được. Ví dụ như những người thi hoa hậu, những người đẹp như vậy, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Những diễn viên điện ảnh, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí trong sự ngưỡng mộ đó, có những người chấp nhận yêu đơn phương như vậy. Nhưng mà cái việc đó người ta không có tội, người ta chỉ là nghệ thuật. Còn nếu người ta đã hứa với một ai với lý do gì mà người ta gạt đi, thì món nợ này không có tránh khỏi đâu các vị. Cho nên ở đây trong vấn đề tình cảm cũng là những quan nghiệp với nhau. Đừng bao giờ gây ra cho nhau những cái gì quá đau khổ. Chúng ta đừng giỡn chơi như vậy. Người ta nói giỡn với lửa vô tình hay cố ý sao? Đều phải nóng. Cái đó là sự thật như vậy. Cho nên ở đây trong tình cảm này tôi thấy là có một số gia đình, có những người chồng được người vợ quá thương yêu thì người chồng lại ga lăng, hoặc là đôi khi á cao có lợi, hoặc là làm giá với người ta thế này thế khác, rồi la gầy ép uổng thế này thế khác. Có những người làm vợ còng lưng chịu đựng, cắn răng hy sinh vì quá thương chồng, cho nên phải chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà đâu phải ngon đâu. Có những người chồng ở trong gia đình rất là quay, hành hạ đủ thứ, nói chuyện rất là quay, nhưng ra đường lại nô lệ như một kẻ ngoài đường nào đó, trở thành một kẻ nô lệ ái tình. Rồi người ta sai xử lại, người ta chỉ vẽ lại, mà thậm chí người đó trả ra gì cũng có thể điều khiển được chúng ta nữa. Như vậy nguyên tắc cũng là dai trả. Chúng ta để dai với người này để chúng ta trả lại với người khác. Có những người vợ cảm thấy không hài lòng với người chồng mình, chê cười chồng mình thế này, chê cười chồng mình là vụng về thế kia, chê cười chồng mình là thế này thế nọ, đi tìm một người khác. Trong khi ở đây người chồng mình lo lắng đủ điều, thương yêu bao bọc tất cả, hy sinh tất cả ngày đêm thương khó, chấp nhận hết cho mình. Rồi cái mình đi mình chê cho đã, cái cuối cùng mình đi ra mình kiếm người khác, kiếm người khác trở thành một cái người giống như ở đợi người ta, phải chiều chuộng lại, phục dịch lại, nô lệ lại, lo đủ điều mà còn chưa hài lòng. Chính cái chỗ này chúng ta gọi là quan nghiệp nợ nần của ái tình như vậy. Thành ra chúng ta nghĩ trong quy luật của công bằng, cái gì phải thì nói phải, không nói không. Đừng có phải khi thương thì đau cũng tròn, khi ghét cái bộ hộp của méo. Khi thương thì ghét cái gì cũng được, tới khi ghét rồi cái gì cũng không được hết. Thế vậy tội lắm. Chúng ta tự gây quan trái cho nhau, chúng ta tự vẽ như thế, chúng ta tự cho là như vậy. Người ta cứ chắc chặt người này, chắc chặt đầu kia, người ta sống không có hài lòng mình. Khi mình không thương rồi làm sao mà hài lòng được đó. Khi mình không thương rồi cái gì mình cũng bắt nhạt, bắt khang, bắt lỗi, bắt phải được hết. Nhưng mà cái đó dầu sao nó cũng là quan trái duyên nợ nghiệp duyên. Còn bên cạnh đó có một số người lừa tình, thì cái lừa tình này chắc chắn rằng quả báo không nhỏ với chúng ta. Chúng ta lừa như thế nào, dai như thế nào, chúng ta phải trả tương đương như vậy. Tôi mới vừa đọc một cái bài báo để gọi là cái cách lừa tình mà chúng ta phải thấy rằng phải bán mạng cho sự lừa tình đây. Đây là cái câu chuyện mà cái chuyện này ở Sóc Trăng đó các vị. Hai vị này ở Sóc Trăng hồi từ thuở nhỏ đã yêu thương nhau rồi. Nhưng mà lớn lên á, do biến cố của anh trai này, cho nên anh mới bỏ gia đình anh lên Sài Gòn để kiếm sống. Và anh làm trong một cái nơi bán hủ tiếu Nam Giang á, ở trên Sài Gòn.
Khi lên đến đó rồi thì á, mỗi lần cái quán này được nghỉ vào ngày chủ nhật, cho nên anh có được quyền đi nơi này nơi kia chơi. Thì một buổi chiều chủ nhật đó, anh đi đến một cái quán khác anh chơi. Thì cái quán mà được các cô tiếp viên nữ đó ra đón tiếp, thì trong cái buổi đón tiếp đó đó, tình cờ anh mới nhận ra được cái người mà ngày xưa hai người đã yêu nhau. Thì do vấn đề biến cố gia đình anh này bỏ đi, rồi cô này sau đó cũng một thời gian cũng vì cuộc sống, rồi cuối cùng cũng từ bỏ quê hương, cũng lên Sài Gòn kiếm sống. Nhưng mà với hoàn cảnh đó, cô này làm tiếp thị trong một cái quán đó, tức là tiếp viên á, đi phục vụ khách đó, bưng nước bưng nôi này kia đó. Thì trong cái hôm đó thì anh gặp lại cô này, anh thấy giống như quen quen. Tại vì cô này ngày xưa ở dưới quê thì tay lắm chân bùn, không có kem son phấn sáp. Bây giờ trở lên Sài Gòn thì tay chân thì móng đỏ móng vàng đó, mặt thì trắng trỏ gì đó, soi son thoa phấn gì đó. Thành ra anh này thì mới đầu một ba dài ba năm rồi nhận, không có ra lắm, nhưng mà có cái nét cảm thấy là giống. Cho nên một hồi anh này mới bạo dạn, mới hỏi rằng em có phải là người tên đó vậy không? Thì cái cô này á, thì cổ mới cũng giật mình. Thì cô nói nãy giờ em có thấy anh có cảm giác giống giống như quen quen. Thì anh là anh ba đó à. À thì ra là vậy. Thì cô này cổ tên là Thắm, anh này là anh ba. Thì khi hai người nhận ra nhau ở tại thành phố thì mới rất là xúc động. Mọi ai nấy là bày tỏ tâm tình với nhau là ừ, thời gian qua cũng nhớ nhung nhiều, nhưng mà rồi không biết có dịp gặp, rồi cuối cùng đính hôn với người khác. Rồi anh này thì cũng vậy, cũng đính hôn với người khác. Thì thố lộ cho đã rồi cuối cùng tâm sự, rồi cái trong cùng cảnh ngộ gặp lại. Mà ta nói tình cũ không rủ thì sao? Hay quá ha. Thì cái này đến thật đó các vị. Trong một hoàn cảnh như vậy, cái xúc động giữa hai cái cuộc sống con người như vậy, thì ký ức ngày xưa sống lại. Và sau này hai người này có nghĩ lại là anh này mới nói thôi chúng ta nối lại tình xưa, và cùng nói với cô này rằng bây giờ chúng ta tìm cách để hủy hôn ước đi, và để hai chúng ta cưới nên vợ chồng. Thì cô này thật tình mà nói là người yêu năm xưa, bây giờ gặp lại cũng cảm thấy rằng những cái tình cảm đó không có mất. Cho nên cuối cùng hai người này chấp nhận. Sau đó đó, vài ba tuần á, rồi về quê, thì cái chính cái hai người này cùng về. Và chính cái cùng về này đó là ý của cái cô này là muốn tìm cách để hủy hôn đó, để cùng với cái người yêu mình trước kia. Thành ra khi về rồi á, cùng hẹn với cái người yêu về và đến những cái nơi mà ngày xưa hai người này đã từng gặp. Thì đây là vì quê hương cho nên ai cũng biết cô này về, và người yêu cô này cũng biết. Cho nên khi cô này đi chơi, người yêu cũng biết. Cho nên khi mà đi chơi với anh này đang ngồi thâm tình ở bên bờ dòng, bờ trúc, bờ tre gì đó, thì anh kia anh mới bắt gặp, tức là người hứa hôn của cô này. Mà thật sự cô này cũng cố tình làm như vậy để cho anh kia bất mãn, để bỏ đi. Nó là ý là như vậy. Thì anh kia lại mới cự cãi giữa đôi bên rất là quyết liệt. Rồi cuối cùng anh này giận quá đó là từ hôn. Cho nên khi đi về đó là mới nói với cha mẹ là không cưới nữa, và đòi những cái nữ trang đến ước gì đó. Thì khi lúc đó đó thì cô này sẵn sàng trả lại, bởi vì cổ thật ra là cổ có muốn hủy hôn này mà. Vì cổ về như vậy, cuối cùng cổ đem hết nữ trang cổ trả. Cho nên gia đình cũng xào xáo giữa đôi bên. Rồi cuối cùng vì vấn đề con mình thôi, vấn đề là cha mẹ cũng tùy thuận. Sau đó anh ba này nè, anh mới hẹn với cô Thắm này nè là hai chúng ta nên trở về thành phố. Thì sau khi cái cô này cổ đã hủy hôn ước rồi thì cổ tự do rồi. Và khi về trên thành phố thì anh này mới yêu cầu thuê nhà trọ cùng sống. Và họ chưa hôn nhân nhưng mà họ sống như vợ chồng. Khi sống như vợ chồng trong vài tuần lễ sau thì anh này mới lấy cái lý do là ảnh về nhà để anh giải quyết một số công việc. Thì cô này đinh ninh rằng cái người yêu của mình đó, là cũng đi về quê giải quyết công việc, cho nên cho phép anh này về. Thì anh này về dưới cái ở luôn, bắt đầu chuẩn bị đám cưới, cưới cái cô mà hứa hôn trước. Cô này trên Sài Gòn không biết gì hết.
Cô này đợi tháng này qua tháng nọ, đợi hoài sao mà không thấy người yêu trả lời, mà cũng không thấy người yêu nói gì hết. Thì cô hay tin được là anh này về dưới à, đang bữa đó là ngày đám cưới. Thành ra khi cô Thắm này về bàn với mấy chị em của mình là anh này đã hứa cổ như vậy và gạt tình cổ như vậy, bây giờ đi cưới người khác như vậy, thì ở gia đình bốn chị em người này mới tức máu lên, mới mài mỗi người một con dao ha. Bốn chị em cầm bốn cái dao như vậy. Thì khi ở miền quê các vị biết là đi rước dâu bằng xe Honda, xe hai bánh đó, thì cũng qua những cái giai đoạn cầu nhỏ nhỏ đó, gần 50 chiếc xe Honda vậy đó, đưa đám như vậy. Thì bốn cô gái này phục kích sẵn ở đầu cầu mà chuẩn bị gần tới cái nơi nhà của cô dâu á. Thì khi lúc đó rồi sao? Thì khi xe vừa tới đó thì bốn chị em ra đứng là thằng ba đâu? Mày đâu? Kẻ gạt tình đâu? Nói như vậy là xong vô, cứ đâm tới. Thì cái người anh trai đó, là người anh cả đó, mà thấy cái chuyện đó như vậy cái mới đứng ra mới can ngăn. Thì người can ngăn đầu tiên là chịu một mũi dao vào bụng, nằm tại chỗ. Người mẹ thấy như vậy mới chạy vô phân bua can ngăn, đâm một cái vào tim, chết tại chỗ. Nè. Rồi lại tất cả mọi sự tán loạn, đồ đạc gì, mọi thứ đá banh hết, tùm lum hết. Cuối cùng thì cái việc đó nó như thế nào để luật pháp xử lý? Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng nhẫn tâm như vậy. Thật ra cái này á cũng làm người ta ức lắm. Mặc dù người ta phạm pháp luật đó, giết người là phải có cái trị tội của nó, nhưng mà cái lý do để mà giết người á, thì thật ra cái anh này cũng quá đáng lắm. Mình không nói ai đúng sai gì lắm. Ở đây mình không phải công lý, không phải luật pháp, mình không có phê bình. Cái việc đó việc của người, người ta tự giải quyết. Nhưng mà họ đã cho chúng ta một bài học. Chúng ta đừng có vấn đề lại lừa gạt con người bằng cách đó. Đó là vấn đề nợ tình chúng ta phải trả. Trả bằng mạng sống của một bà mẹ mình, trả bằng một người anh trai chưa biết là sống hay chết. Rồi bản thân người này cũng như thế nào, rồi gia đình bên kia cũng như thế nào. Cho nên đôi khi chỉ vì những cái tâm mà tham lam của chúng ta, cái tâm mà gạt gẫm của chúng ta một chút vậy thôi, chúng ta đã đem đến sự đau khổ như thế nào. Như vậy có những lúc chúng ta suy nghĩ cho chín chắn, phải có lương tâm một chút. Việc vào làm phải chịu trách nhiệm trước nó, phải trả bằng cách này cách khác. Chứ tại sao chúng ta lại như vậy? Thì chính vì chỗ đó cho nên xã hội nó mới có cái chỗ rối ren như vậy. Vì vậy vay trả là sự công bằng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trả đắt quá không? Quá đắt. Bản thân cái người đó trả mới đúng đó, cái anh mà đó đó. Nhưng mà để người mẹ mình phải chịu một cái chết đau thương vậy thì tội. Cho nên trong bài báo người ta viết như thế này: đám cưới trở thành đám tang. Thì hồi lúc đó tôi thấy tôi cũng nghĩ bộ lật xe chết hay sao á, thì tôi nghĩ vậy. Nhưng mà khi đọc vô rồi nó không phải là vậy. Cho nên ở đó cho chúng ta một bài học để suy gẫm. Với hơn nữa, nếu bản thân chúng ta là người mà gạt tình cảm người khác bằng cách như vậy, ví dụ cái cô kia mà chưa quỷ hôn thì cũng có thể đi. Cái này xúi người ta, đưa người ta đến quỷ hôn, người ta phải mất thanh danh, phải mất hết tất cả. Bây giờ phải gạt luôn đời con gái người ta nữa. Tất cả những cái đó chúng ta quá đáng. Ví dụ trong tình yêu nó yêu nhau thì việc gì của kệ nó thôi. Còn cái này người ta đã hứa hôn rồi, buộc người ta phải từ hôn, bỏ hôn như vậy. Rồi chúng ta lại như vậy, thì cái đó nó hơi quá đáng. Thành ra ở đây suy nghĩ, những cái đó cho chúng ta một bài học. Cái gì chúng ta cảm thấy rằng, nhất là người học Phật, cảm thấy rằng chúng ta không đáp ứng được thì thôi. Cho nên trong giới tà dâm mà Đức Phật dạy cho người Phật tử đó, không phải dành cho người Phật tử. Giới tà dâm để hạn chế sự ngoại tình và sự lạm dụng tình dục, để như vậy tránh bớt những quan trái, những ngang trái của cuộc đời. Thành ra có những cái ở xã hội chúng ta cần phải nắm những chỗ đó, để chúng ta biết ý thức một điều, để hướng dẫn cho những người thế hệ con cháu của mình ý thức được điều đó, để có một lòng chung thủy, để bảo vệ hạnh phúc và xây dựng gia đình. Và những người có cái tâm như vậy làm sao nên sự nghiệp được các vị? Nếu cái tâm mình đã như vậy, mình nghĩ mình có thể gạt được người đó đó, có thể người đó hiền từ quá không dám làm vậy mình, nhưng mà chắc chắn rằng cái tâm gạt này các vị cũng không tránh khỏi với nhân quả đâu. Dứt khoát là nó phải như vậy. Và lương tâm mình đã như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ không có thể có cuộc sống tốt hơn được. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy nợ. Đời cái gì cũng có trả và có dai.
Vì vậy, chúng ta nhìn lại Đức Phật của chúng ta. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là ai? Xưa kia là ai? Là Thái tử. Ngài có thiếu gì trên cuộc đời không? Vợ đẹp, con xinh, cung tần mỹ nữ, ăn ngon, mặc đẹp, quyền quý cao sang. Nhưng tại sao Đức Phật không hưởng thụ? Bởi vì Đức Phật thấy rằng tất cả sự hưởng thụ này đều có cái bản giá sau lưng của nó. Chỉ có trí tuệ như Đức Phật mới thấy tuyệt vời như vậy thôi. Đức Phật thấy cái này nó có bản giá này, cái này nó có bản giá này, cái này có bản giá này. Vì vậy Đức Phật từ bỏ chứ không phải là không biết hưởng thụ. Một con người có trí tuệ như Đức Phật thì không cái gì mà không biết. Nhưng mà quá chăng Đức Phật hiểu rằng quy luật này công bằng, nó không loại trừ bất cứ một ai cả. Vì vậy cho nên Đức Phật hiểu rất rõ cái gì có dai có trả, cho nên Đức Phật phải từ bỏ tất cả để trở nên một người khất sĩ, không nhà, không nương, không tựa, ăn cơm chỉ cần xin những thức ăn thừa của chúng sinh, vì quá độ chúng sinh là cái này. Cho nên Đức Phật muốn không trả nữa, nếu chấp nhận trả thì phải làm sao? Phải tái sinh, phải luân hồi, phải quay đi quay lại, làm sao giải thoát được? Vì không muốn trả tiếp tục cho nên Đức Phật phải đi tu. Đi tu để không hưởng thụ những điều đó, để chấm dứt dòng nhân quả trả dai này. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy, cái sâu xa trong lời Đức Phật dạy. Khi tôi đi sang Úc, những người Úc mà đi tu á, chúng ta thấy rất là hay. Tôi đi vào trong một cái tu viện đó, chỉ là cái động bằng đá thôi các vị. Trong một cái hang động như thế này, người ta khoét đá hoặc là cái động tự nhiên rồi nhân đó, người ta khoét sâu vô. Và những người này là những người mà tại bản xứ Úc luôn, họ là những người ngoại quốc. Trong đó họ còn tập trung một số người của các nước khác như Mỹ, Pháp, Đức đồ về tu học nữa. Và những người này là những người đầy đủ, sống tất cả mọi thứ trên cuộc đời đầy đủ. Nhưng mà bây giờ khi trở thành một nhà tu, các vị biết rằng họ sống rất đơn giản. Từ nhu cầu bản thân cho đến cuộc sống mọi thứ đơn giản chưa từng có. Và sống không cần nhà đẹp, cao cửa rộng gì cả. Và thỉnh thoảng cũng ôm bát đi xuống dưới phố, đi ăn xin như những người khất sĩ vậy đó. Từng ôm bát đi khất thực, sống giản dị. Mọi thứ tôi đã đích thân đến tới nơi thăm viếng các vị đó, và tôi nhìn thấy trong cái cuộc sống như vậy. Và vì vậy cho nên mình thấy gì? Khi những người này là một người đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng tại sao họ từ bỏ? Họ nghe lời Đức Phật, họ giác ngộ được lời của Đức Phật, và để chấp nhận một người đi tu, quyết định cuộc đời này, muốn giải thoát một đời này, thì đừng dai nợ với cuộc đời. Khi không còn nợ với trần gian này nữa, không còn nợ với cuộc đời, thì mới chấm dứt được dòng nhân quả trả dai. Cho nên những người này đã tự chọn cho mình một cái cuộc sống rất đơn giản như vậy, chứ không có gì khác hết. Chứ thật ra tất cả chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ chứ. Nhưng mà mỗi một người có một cái cách, mỗi một người có một suy nghĩ khác nhau. Một người này hưởng thụ, một người kia phụng sự là quan điểm của mỗi người. Có những người cứ có được là hưởng thụ, thỏa mãn mình thôi. Còn có những người có ra là phụng sự. Hai người này họ không phải là cái người có ra phụng sự họ ngu hơn cái người kia. Không phải như vậy. Cái này nè, quan trọng chỗ này. Nếu một người có suy nghĩ, có đạo đức, có lương tâm và có từ bi, thì họ sẽ cảm thấy cuộc đời họ phụng sự, họ thấy hạnh phúc hơn. Còn một người thuộc về sống tham dục ích kỷ thì thấy cái gì lo cho mình thì hạnh phúc hơn. Bây giờ các vị thấy rằng có một cái người, cô Tim gì đó, người Thụy Điển phải không? Là cô đã nguyện bản thân của mình là một con gái rất là đẹp. Nhưng mà khi đi qua đến Việt Nam, thấy những đứa trẻ mà sống bơ vơ lạc lõng giữa đường, không có cha mẹ nuôi, không có gì hết. Cô tự nguyện cô trở thành một người mẹ của hàng mấy trăm đứa như vậy để nuôi. Cô lấy tất cả những đứa đó làm tình thương. Tôi xem những người đó có trái tim từ bi như những trái tim của Bồ Tát. Và Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng vậy. Là một người thái tử đủ hết tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống, sao Đức Phật không sống? Bởi vì Đức Phật không đành lòng khi thấy mọi người đang đói khổ. Và cuộc đời này trả dai, Đức Phật không muốn như vậy nữa. Để từ bỏ hết tất cả. Ở đó là người có trí tuệ chứ không phải là người không biết gì đâu. Đó. Cho nên chúng ta tùy quan niệm của mỗi con người mà mỗi con người có chọn cho mình một lối sống. Có người chọn lối sống tất cả mọi thứ đều dùa hết cho mình. Có người chọn cho mình lối sống là mình gì hết cho mọi người. Mỗi trong gia đình thôi, có những người chồng
chọn một lối sống là vì hết gia đình vợ con, còn có những người chồng vì tất cả là bản thân mình, hưởng thụ ích kỷ cá nhân. Đó là vấn đề, là tùy suy nghĩ của mỗi người mà có một cái lối sống khác biệt nhau là như vậy. Nhưng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết đời vai trả, thì tất cả mọi thứ nó đều không khác hơn được, là một quy luật rồi, không hơn không kém chỗ này. Những người tăng sĩ của chúng tôi, người tăng sĩ sống nhờ vào chén cơm manh áo là những người Phật tử đàn việc hiến cúng. Tôi có nợ không? Có nợ. Vì vậy trong nên bốn ơn trọng mà Đức Phật từng đề cập. Ơn gì? Ơn Tam Bảo, ơn đàn na, ơn cha mẹ, ơn quốc gia. Trong bốn ơn này, cái ơn đàn na là những người Phật tử phát tâm cúng dường. Những người tu sĩ ăn chén cơm manh áo, tất cả cái này đều dây của tất cả các vị hết. Nếu một người tu sĩ không làm được gì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời, không phụng sự được cho Phật Pháp, những người này cũng đọa để trả thôi. Mà cái câu chư tổ thường dạy là kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng là chỗ này. Đời này không giác ngộ được Phật Pháp để hoằng hóa lợi sanh, thì đời sau phải mang lông đổi sừng làm trâu làm bò để trả nợ lại, là một quy luật. Đừng nói là như vậy, dầu là một tu sĩ cũng vậy thôi. Tu sĩ chọn con đường đi tu hành theo Phật Pháp thì nợ đàn na là không nhỏ. Vì vậy khi mà người ăn cơm của một tu sĩ trong tam đề và ngũ quán, trong ngũ quán đó, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn biết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử thực. Một là kể công nhiều ích của kẻ đàn na từ nhiều phương đem đến. Hai là xét mình có đủ đức hạnh, còn đủ hay thiếu mà để nhận của cúng dường. Ba là xa lìa tất cả các tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, chính vì nó là món ăn để chữa cái bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm quán của một người xuất gia mà khi ăn phải nhớ. Vì vậy một số người nói mấy ông thầy chùa sướng quá, ở sẵn người ta dâng lên ăn, vô đây ăn hả? Tôi nói thiệt chứ bộ. Ai nói ngồi sẵn rồi ăn rồi sướng quá, lo làm thử coi hả? Cho nên các vị đừng nghĩ là đơn giản. Thấy nó như vậy nhưng mà không phải vậy. Tại vì chúng ta cứ thấy cái một mặt không à, thấy mặt nổi mà không thấy mặt chìm của nó, không thấy những cái suy nghĩ của một nhà tu, không thấy những cái gì của một nhà tu. Chúng ta cứ nhìn khơi khơi bên ngoài mà chúng ta nói như vậy, đó là chúng ta nói phóng mạng, nói liều lĩnh. Xin thưa thật cho các vị, và tất cả những tu sĩ khi không có trả nợ được đàn na cũng phải đọa thôi. Các vị nào đã từng đọc trong mà 33 vị tổ thiền tông, tức là cái sử thiền tông Trung Quốc và Ấn Độ, thì các vị có đọc tới vị tổ thứ 15 là vị tổ Kana Đề Bà. Kana Đề Bà là người được thọ pháp với tổ Long Thọ, và Kana Đề Bà sau khi đắc pháp rồi, ngài mới đi đến khắp xứ Ấn Độ để truyền giáo. Thì hôm đó Kana Đề Bà đi đến một cái xứ là Ca Tỳ La, và trong xứ đó có một gia đình của một trưởng giả, ông này tên là Đức Tịnh. Ông có hai đứa con trai, một là tên là La Hầu La Điểm, và con trai thứ hai kế đó là tên là La Hầu La Đa. Thì trong gia đình này gồm có nhiều thành viên nữa, nhưng mà chỉ có ông Đức Tịnh này và cái đứa con trai sau đó là La Hầu La Đa đó, là hai người này rất là có lòng với Phật Pháp. Thì nhiều năm về trước, hai vị này đã thành tâm phụng hiến cúng dường cho một vị tỳ kheo, không phải là đắc A-la-hán, nhưng mà cũng là những người tu bình thường nhưng cũng có đạo đức. Sau một thời gian cúng dường tu tập thì vị tỳ kheo này già và chết đi. Thì hai cha con, các gia đình của người này cũng là vẫn là người Phật tử nối tiếp như vậy. Nhưng mà lạ thay một điều, sau đó đó một thời gian lâu á, thì ở trong gia đình của cái người này sau vườn á, nó có một cái cây mọc lên. Mà đặc biệt cái cây này nó rất đặc biệt là nó xanh nấm. Nhưng mà khi xanh nấm chỉ có ông Đức Tịnh này và với đứa con trai mà La Hầu La Đa đó, chỉ có hai người này mới có thể nhổ được những tay nấm này thôi. Nó lạ kỳ là như vậy, không ai nhổ được hết.
và những người khác ra nhổ là mất hết, mà chỉ có hai người này mới nhổ và còn như vậy. Thì cái ông Đức Tịnh này, ông cảm thấy cái điều này ông nghi vấn, ông không hiểu là tại sao như vậy. Thì một hôm tổ Ca Na Đề Bà mới đi đến đó giáo hóa. Thì khi biết được tổ đến đó, cho nên hai cha con người này tỉnh tổ trở về nhà để chân cúng dường. Và trong bữa cúng dường đó, hai vị này mới đem cái chuyện đó ra thưa như vậy. Thì với trí tuệ của một người chứng đắc, đã nghe qua là biết chuyện đó chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên tổ mới hỏi là ông Đức Tịnh này, ông bao nhiêu tuổi rồi? Thì ông nói là dạ bạch hòa thượng, năm nay con 79 tuổi rồi. Thì ông tổ mới nói rằng năm ông 81 tuổi cây này không còn xanh nấm nữa. Tổ mới nói như vậy. Và cái duyên sự đó sau này ông Đức Tịnh đó cho đứa con của mình là La Hầu La Đa đó cùng đi theo tổ Ca Na Đề Bà để tu, và sau này nối tiếp cái dòng tổ của Thiền Tông là từ Ca Na Đề Bà rồi tới La Hầu La Đa là tổ thứ 16. Thì trong đó nó có cái gì vậy? Khi tổ biết như vậy, cổ biết cây nấm này chính là vị tỳ kheo đã tái sanh thọ lại phải trả cái nợ đàn na này vì chưa liễu đạo, chưa giác ngộ, chưa trả hết nợ áo cơm. Nhưng mà biết rằng cái trả này đến cái năm ông này 81 tuổi á, là đã đủ với cái nợ mình đã mang. Và lúc đó cây không còn xanh nấm. Cho nên lúc đó tổ mới nói một bài kệ như thế này: nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng giả bát thập nhất, kỳ thọ vô sanh nhĩ. Tức là nhập đạo bất thông lý là vào học tu hành mà không hiểu được đạo, không làm lợi ích cho đạo, cũng không giác ngộ cho mình, học đạo bất thông lý. Phục thân hoàng tính thí là đời sau sẽ hoàn lại trả nợ cho áo cơm của tính thí đàn na cúng dường. Trưởng giả bát thập nhất là trưởng giả này đến năm ông 81 tuổi, kỳ thọ vô sanh nhĩ, là cái cây kia trả nợ đã đủ rồi, không còn tiếp tục sanh nấm nữa. Thì các vị thấy như vậy là thế nào? Tất cả sự trả vai này trên cuộc đời có sòng phẳng không? Một quy luật này không hơn không kém, không loại trừ bất cứ một ai, không loại trừ người đạo Phật, không loại trừ người ở đâu, không loại trừ người không cùng tôn giáo, không loại trừ một súc sinh nào trên cuộc đời. Quy luật này là nó trải dài dứt tất cả kiếp sống luân hồi của chúng ta. Đời trả vai là như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những người tu hành, khi mà nhìn nhận được chỗ này, cho nên tu tập phải quán chiếu, phải suy xét. Người Phật tử khi đối diện với khổ đau vai trả phải nhận xét như thế nào để tự cân bằng tâm lý mình lại, để vượt qua được những thử thách và tìm những cách hóa giải nó, chứ đừng nên bế tắc hay là đừng nên khủng hoảng. Khủng hoảng cũng không giải quyết được vấn đề đâu các vị. Trả là phải trả chứ không cách nào khác hết đó. Không phải quả tới trả cái lại Phật, trời ơi trời tôi trả vậy nặng quá tôi bớt cho tôi đi. Không có chuyện đó. Không thể được. Nó là như vậy đó. Không phải ông Phật làm cho các vị mà để các vị lên gian sinh ông Phật. Nhưng mà nó tới là như vậy. Chỉ có những duyên phước nào đó, như một cái gì đó để làm hạn chế bớt cái phát tác của nó. Có. Điều này trong đạo Phật gọi là gì? Chuyển nghiệp. Nha, ai nói đúng đó là chuyển nghiệp. Nó là như vậy. Cho nên cái vị nào đọc được cái tác phẩm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, đã được Ngài Hòa Thượng Thanh Từ đã dịch ra rồi, hoặc là trước kia Ngài Trúc Thiên á, Trúc Thiên cũng đã dịch một tác phẩm tương đương. Như vậy thì trong nội dung của cái quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, trong đó đó có cái gọi là lý nhập và hạnh nhập đó. Thì trong cái hạnh nhập đó đó có một cái gọi là báo quán hạnh. Trong quán hạnh này có báo quán hạnh. Thì trong đó tổ dạy chúng ta như thế nào? Đối duyên xúc cảnh gặp phải khổ đau, tất cả những điều đó chúng ta biết đều do ân quán của nhiều kiếp về trước. Hãy dũng mãnh mà tiến tu, quán chuyển được hóa giải tất cả nghiệp chướng, nhìn nhận được gốc gác phát tác từ đâu, từ nghiệp chướng từ đâu. Và người tu phải có trí tuệ rằng hôm nay tôi chịu quả báo này là do cái gì, hôm nay đời tôi phải trả cái này là quả báo gì. Có thể đời này và nhiều đời trước chúng ta đã từng gieo. Ví dụ chúng ta sanh ra một đứa con rất là tội, tật nguyền đủ thứ hết. Hoặc là có khi sanh ra một đứa con chẳng có chân tay, hoặc là sanh ra thế này thế khác. Chúng ta nói, chúng ta trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ. Không phải.
mà lúc đó chúng ta trách ai? Hãy trách chính mình. Cộng nghiệp với nhau, ân quán như nhau, chúng ta sẽ gặp tài. Quy luật trên cuộc đời này không khác hơn được. Vì vậy trong báo quán hạnh, chư tổ đã dạy rất rõ cho chúng ta đó. Khi làm người, ngoài việc học Phật, quán chiếu về vấn đề ân quán trả dai, chúng ta còn nhìn nhận cái gì nữa? Lương tâm đạo đức một con người sống trong cuộc đời, thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Thi ân đừng nhớ, nhưng mà thọ ân người nên nhớ, để dạy chúng ta cung cách để làm người. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta loại trừ cái nhân cách đạo đức căn bản của loài người bao giờ. Nếu nhân cách đạo đức căn bản này chúng ta chưa làm được, không thực hiện được, thì đừng mong mà trở thành thánh, thành Phật gì cả. Vì vậy, muốn thành cái gì là chuyện của ngày mai. Tiên quyết nhất phải là một con người có đạo đức, phẩm hạnh, nết na, từ nữ, nam, trai, gái, nhỏ, lớn, ông bà, cha mẹ, tất cả mọi phương diện, nó đều có cái tư cách của nó. Và tư cách này trong Khổng giáo gọi là chính danh. Tức là chính danh là anh phải có cái tư cách, cha là phải ra cha, con là phải ra con, mẹ là phải ra mẹ, chồng lại ra chồng, vợ ra vợ, người lãnh đạo ra lãnh đạo. Cái đó gọi là chính danh, tức là tự hoàn thiện lấy cương vị của chính mình. Như vậy đạo đức của Đức Phật cũng không ngoài việc đó. Dạy năm giới cho người cư sĩ cũng là dạy những đạo đức căn bản, bổn phận của một con người để tránh đi nhân quả, hoàn thiện nhân cách trong hôm nay và ngày mai. Học qua ý nghĩa của đời vay trả, để chúng ta thấy rằng bớt dai nghiệp chướng lại một chút. Và nếu đã lỡ dai rồi thì phải tìm cách trả và hóa giải như thế nào cho nó được tốt đẹp một chút. Trên cuộc đời này có mặt, trên cuộc đời này không ai chưa từng dai, dai cách này và dai cách khác. Vì vậy hạn chế bớt điều nào để tăng trưởng nhiều công đức, làm lợi lạc nhiều chừng nào thì chúng ta bớt trả hung chừng đó. Vì vậy cho nên qua cái bài giảng đời vay trả này, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút về học thuyết của Đức Phật. Nó cũng nằm trong quy luật của nhân quả, nó cũng vừa là tình người, đạo đức và nhân quả. Mong sao chúng ta hiểu được điều này, để đừng gieo oán kết hờn với những người cùng sống với chúng ta, đừng gieo oán kết hờn với xã hội này. Hãy làm nhiều việc phúc thiện hơn, cùng chia sẻ đau thương với đồng loại, cùng làm nhiều việc lợi ích, để chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân mình hôm nay và ngày mai. Hôm nay và ngày mai, 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 nay và ngày mai. Việc sanh tử của ai, tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu. Cô ta lại nói: do vì hai tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh, theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc, đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói: mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, cắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng:
vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa, sau đó mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng hai vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà dì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: Bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh, chú, niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô Khuyến được bình an vô sự. Người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm, mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc. Người ta cứ nghĩ rằng người Phật tử mới chịu nhân quả, người Phật tử mới chịu trả dai, người Phật tử mới chịu tội phước. Còn họ không phải là Phật tử, họ không phải là Phật giáo, họ là những tôn giáo khác, hoặc họ là những người không tin Phật giáo và không có Phật giáo, họ nghĩ họ sẽ thoát khỏi dòng này. Ai nghĩ như vậy là tự đẩy mình vào hố sâu tội lỗi. Thật ra Đức Phật không có đặt một cái tiêu chuẩn quy luật nào trên cuộc đời hết á. Nhân quả là một quy luật, là một chân lý của cuộc đời. Nếu các vị có điều kiện nghe lời bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng chân lý là gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay cái đoạn chúng tôi vừa nói. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ nhân quả chỉ dành cho Phật tử, không có chuyện đó. Nếu nhân quả tội phước đau khổ này chỉ dành cho Phật tử, Phật nói ra chỉ vì người Phật tử, xin thưa các vị, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ, không bao giờ tôi theo đạo Phật. Để tôi sống một cuộc đời tự do, có một sự bảo vệ bao che của một ai đó, tốt đẹp hơn không? Tại sao tôi phải trở thành một người Phật tử, trở thành một người tu sĩ theo Phật giáo, để tôi phải chấp nhận điều luật này, chấp nhận điều luật kia, hạn chế cái này, làm cái khác như vậy? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng quy luật này là công bằng. Đức Phật chỉ là một người nhận ra được quy luật đó, và Đức Phật giới thiệu với chúng sinh trên cuộc đời này, ai nhận ra được điều đó tự cứu mình ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Ai hiểu được nó sẽ tự lách mình ra khỏi việc này việc khác, sẽ tự tránh bớt đi tội lỗi, tránh bớt đi sự trả dai. Chứ ở đây các vị đừng nghĩ là Phật nói cho người Phật tử, là quy luật của chúng sinh này trên cuộc đời này. Đức Phật có ra đời hay không, quy luật này nó vẫn như vậy đó. Nhưng mà tại quá chăng là chúng ta không nhận biết được nó mà thôi. Các vị có thâm hiểu ngay chỗ này không? Vì vậy cho nên sự trả dai này đừng nói là chỉ có người Phật tử,
mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này, cái gì chúng ta dai là phải trả. Dai nợ máu trả nợ máu, dai nghiệp gì trả nghiệp đó, dai nghiệp ái tình trả nghiệp ái tình, dai tiền thì trả gì? Cũng trả tiền chứ không lẽ trả gì. Xin thưa các vị, chính cái chỗ dai trả này, cách nay chừng 4 ngày, có một cậu thanh niên ở Đắk Lắk, cậu hỏi tôi: thưa thầy, Phật dạy về nhân quả có đúng không? Thì tôi nói dạ đúng. Cái nói vậy là có khi nào mà mình gieo nhân mà không có quả không? Ông nói là, thầy mới nói là không bao giờ. Cái gì có nhân là có quả. Vậy anh nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không thầy? Tôi nói đúng rồi. Thì anh nói vậy mà sao con gieo nhân hoài mà con không được quả? Thì tôi mới hỏi chuyện gì. Anh nói anh thương một cô gái gần 10 năm rồi, anh thương quá trời luôn mà sao anh không được đáp lại. Anh hỏi như vậy nhân quả có đúng và công bằng hay không? Trời ơi, lúc đó tôi cũng không biết đường trả lời các vị. Tưởng hỏi cái gì vậy? Cuối cùng anh nói như vậy. Anh nói như vậy nha, là anh gieo như vậy là một cái nhân. Như vậy cái cô đó mà cô không trả anh là cô đó có tội, có phải vậy không? Làm sao tôi dám kết tội người ta kiểu kỳ vậy? Thì ở đây nói chung là trong cái việc này nó phức tạp, nhưng mà tôi nói đại khái như thế thôi. Tôi nói á, ở đây anh nói anh gieo nhân, nhưng mà biết đâu anh đã trả cái quả anh ta từng gieo sao? Cũng có thể là anh đã từng trả cái quả anh đã từng gieo vậy. Nhưng mà ở đây anh mang cái tính cách giống như là anh bức xúc, rồi anh nói lên như vậy thôi. Chứ thật tình với các vị, thương người cũng có nhân quả thật. Nhưng mà như vậy, cái cô này tạo ra nhân duyên gì đó mà cuối cùng bỏ người ta đó, thì mới có nhân quả tội phước ngay chỗ này. Còn ở đây là một sự yêu thầm nhớ trộm của đơn phương, thì không mang tính nhân quả và không mang tính kết tội cô này được. Không có một lý do nào như vậy. Nhưng tình yêu không có tội, đại khái là như vậy. Anh này có thương hay không là quyền của anh, vấn đề cá nhân. Nhưng tôi chỉ lật ngược lại vấn đề, biết đâu anh đã trả cái quả anh đã từng gieo từ nhiều kiếp trước, anh đã thờ ơ lãnh đạm như người ta rồi sao? Thì tôi chỉ nói như vậy, mang tính cách là để đối trị như vậy thôi. Chứ nhân quả không nói vô những cái đơn sơ như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy rằng ở trên đời này không có một cái gì gieo mà không trả. Nếu kiếp đời này chúng ta sanh lên, chúng ta chỉ có một đời này và chết đi, thì nhân quả không lập thành được, và nhân quả không mang tính công bằng được, và cuộc đời này nó trở nên một sự bất công, mạnh được yếu thua. Nhưng đã gọi là nhân quả là một quy luật của cuộc đời này, và tất cả mọi con người chúng ta trên cuộc đời này đều đi theo tiến trình của nhân quả, và bằng cách trả dai qua quá trình của cái gì? Của gì? Của luân hồi. Chính cái luân hồi này nó giúp cho nhân quả trả dai một cách sòng phẳng nhất, không có cái gì mà có thể gọi là không trả quả được hết. Cho nên ở đây, ngày xưa khi tôi học với Hòa Thượng Di Lực, Ngài dạy về Kinh Lăng Nghiêm, thì Ngài có nói một cái câu ở trong đó là ăn cục thịt sẽ trả một cục thịt. Ngài nói rất rõ như vậy. Nhưng theo phân tích của tôi, thì tôi cũng đã chia sẻ với các vị từ rất nhiều bài giảng trước rồi, câu đó mang tính cách như một quy luật chung chung thôi. Nhưng mà nếu ăn con tép để đầu xanh con tép lại trả đó, thì nhân quả nó không mang cái nghĩa đó. Nó không có mang cái nghĩa ăn con này mà tái xanh lại con đó để trả. Nhưng mà dứt phát phải trả một cái quả tương đương. Tương đương như thế nào là quy trình của nhân quả. Nhưng mà để nói rằng ăn con tép phải đầu thai con tép lại trả, thì cái đó nó hơi máy móc lắm. Nhưng mà phải trả với một hình thái nào đó, với một lý do nào đó, phải tương đương với cái gì mình gieo thôi. Vì vậy ở đây, khi để nói một cái câu nôm na là ăn cục thịt trả cục thịt, thì cái câu đó mang tính cách răn đe để chúng ta nhận thấy rằng những cái gì chúng ta dai bằng nợ máu của chúng sinh, chắc chắn chúng ta phải trả bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Ở đây không mang tính cách đe dọa răn đe ai cả. Tất cả mỗi con người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Không phải các vị làm rồi người khác chịu, không phải các vị làm tôi chịu, không phải tôi làm các vị chịu, hay là các vị làm rồi đổ thừa cho ông Phật chịu. Không có chuyện đó. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động. Vì vậy không ai được quyền chỉ trích, thóa mạ, cười chê bất cứ một điều nào
về vấn đề đó. Nếu người ta không vi phạm luật pháp, người ta không vi phạm đạo đức, thì tất cả mọi người chúng ta phải tôn trọng người khác trong được quyền chỉ trích. Nhưng ở đây tôi mang tính cách là phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có quy luật của nó. Những người nói một cái câu như thế này là vật dưỡng nhân, khi nói một câu đó thì thương tổn lắm đó. Thương tổn ở chỗ là tự mình che đậy cái hành động của mình. Mình cho rằng những cái điều đó là một cái quy luật như vậy. Ai sanh ra những con vật này để nuôi tất cả chúng ta thì chúng ta có quyền nói. Cái việc đó là cái miệng của chúng ta. Còn nuôi hay không như thế nào thì để quy luật nhân quả đối với chúng ta sòng phẳng. Nếu các vị có dịp tình cờ nhìn vào những cái đoạn phim mà người ta quay ở tất cả các loại sát sanh, các vị thấy rằng chúng ta không trực tiếp đối với sinh mạng của chúng sinh, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta gián tiếp rất là nhiều. Chúng ta thấy một chúng sinh trước khi làm thịt cho chúng ta có một thực phẩm để ăn, chúng ta thấy đau khổ biết dường nào. Tất cả chúng ta có quyền ăn, chúng ta không có vi phạm luật pháp gì hết. Trên cuộc đời này mình nuôi nó hay là như thế nào, mình chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn gì đó là việc cuộc sống riêng. Nhưng tôi muốn rằng người Phật tử hãy tự hiểu rằng cái quy luật đó các vị có thể giữ được bao nhiêu tùy nhân duyên và hoàn cảnh. Nhưng biết được nó đúng sai tội phước, nhân quả trả dai cái đã. Hôm nay giữ chưa được, ngày nào đó chúng ta sẽ giữ. Hôm nay làm chưa được, chúng ta tự biết hạn chế lấy chính mình để tự cứu mình. Nói để chúng ta hiểu, không phải nói để làm liền. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nơi. Nhưng mà chúng ta biết rằng các thực phẩm chúng ta có được là từ động vật á, là chúng ta thấy chúng sinh chết rất là thê thảm. Các vị thử tưởng tượng đi, các vị nuôi một con heo, các vị bán cho mọi người lãi heo. Con heo các vị thường ngày các vị chăm sóc nó như thế nào, các vị cưng nó như thế nào, các vị tắm rửa như thế nào, và đôi khi các vị rất là yêu thương nó. Nhưng mà các vị thử nghĩ bây giờ một người khác, các vị hình dung thôi, đè ba chân bốn cẳng lại, chứ đâu phải nó nói nè tôi tới lứa, nè cắt cổ tôi đi, đâm họng tôi đi, có heo nào nói vậy không? Xin thưa các vị, khi các vị biết rằng cầm một mũi dao như thế này đâm một con heo như vậy, nó dãy, nó đau thương, các vị biết khủng khiếp, nó bắn té máu tùm lum chân như vậy đó. Có những khi tôi nhỏ, ngày xưa tôi nhìn những đám cưới mà không dám dòm. Có một lần tôi nhìn thấy người ta làm một con bò bên cạnh sông để chuẩn bị đám cưới đó. Tôi nói thật sự, nhìn thấy mà tôi nói chung là nhìn đi, nhìn lén lén chứ không dám nhìn trực tiếp. Nó cảm thấy quá ghê sợ đi. Người ta chói chân nó lại hết, người ta chói dây ngược lại bên kia, cái chân bên kia, cái người dây người ta làm bên đây nè. Rồi người ta chuẩn bị sẵn một cái tre rất là dài vậy nè. Người ta giật cho nó té một cái đó. Rồi cái người ta mới quấn cái chân nó lại, và người thì nắm cái dây mũi căng ra. Rồi người ta lấy mấy cây tre dài nó, người ta đè ngang bụng nó, 5-7 người đè ngồi lên như vậy. Rồi một người cầm cái dao chừng một gang tay tôi vậy nè, bắt đầu mới cắt cổ nó để lấy máu. Tôi nói thật sự, chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta nuôi được bằng từ nguồn đó đó. Cho nên các vị chưa bao giờ chứng kiến, cho nên chúng ta bình thường. Nhưng nếu chúng ta là một người có một lần chứng kiến, chúng ta cảm thấy rằng gắp một miếng thịt hay là cái gì bỏ vào miệng, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì rất là ớn ớn. Từ những chỗ đó, tại sao trên thế giới có rất nhiều người người ta chuyển qua ăn chay? Có những người không cần phải là Phật giáo, không phải người ta ăn chay theo Đức Phật, mà ăn chay theo lương tâm thôi. Người ta tôn trọng sự sống của mọi loài. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc đó chúng ta đã dai như thế nào là chúng ta phải trả bằng cách đó. Đời chúng ta được nuôi lớn bằng cái gì là từ chúng ta dai mượn. Và chắc chắn điều này, một đời này và nhiều đời sau, chúng ta phải trả tất cả những gì chúng ta đã dai. Và vì vậy theo tinh thần của nhân quả Phật dạy, chúng ta đã từng ăn những loài mà chúng ta đã từng sống, chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu chúng sinh, chúng ta đã từng làm chó, mèo, trâu, dê, bò, gà gì đó. Tất cả những loại chúng sinh này dường như không có một con người nào chưa bao giờ trải qua. Nếu các vị đọc được trong kinh bản sanh của Đức Phật, Đức Phật đã từng làm chim nè, từng làm khỉ nè, từng làm voi nè, từng làm sư tử nè, từng làm cá nè, thậm chí tất cả các loài nào có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật cũng đều trải qua cả trước khi thành Phật. Vì vậy với một con người tạo nhiều nghiệp như chúng ta, chưa có một loài nào trong cuộc đời này mà chúng ta chưa từng trải qua cả. Và vì vậy có những khi
chúng ta ăn những chúng sinh này là thân bằng quyến thuộc trong một đời và nhiều đời của chúng ta nữa. Chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi có đọc trong một cái bản chú giải về Phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì trong bản chú giải này có kể lại một câu chuyện đó. Đó là Ngài Văn Thù cảm hóa một người đồ tể. Thì hôm đó cái người đồ tể là cái người làm heo á, thì mua một con heo. Nhưng mà khi mua rồi á, cái ông đồ tể này ông dẫn con heo về hoài không được. 3-4-5 người nữa dẫn cũng không đi. Mà con heo cứ chống cự lại và rơi nước mắt. Thì lúc đó đó, thì trong cái đó có một ông già ông đến. Ông nói như thế này. Ông nói thôi các anh đừng dẫn nữa, để một mình tôi dẫn giùm cho. Thì ông lại ông cầm cái dây dẫn heo đó. Ông kêu cái tên gì đó, đi đi, đi về trả nghiệp này kia đi. Khi kêu cái tên đó rồi, cái heo tự nhiên cúi đi. Ông đồ tể quỳ xuống, rơi nước mắt ông lại. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy cái gì? Tất cả những chúng sinh nào nó từng giai nghiệp phải tái sinh lại bằng một cách tương đương. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng khi mà đọc lịch sử của Đức Phật đó, Đức Phật đi giáo hóa ngang một cái gia đình của ông trưởng giả, mà gia đình đó có con chó đó. Rồi con chó mới nhào ra mấy sủa Đức Phật. Đức Phật mới chỉ vào và nói nè, ngươi không biết ngươi đã từng tạo nghiệp thế nào, ngươi đã từng giấu đúc của như thế nào, để phải vì tham của nó mà quay trở lại làm kiếp chó để tiếp tục giữ gìn như thế, không nhận thức để tu hành này kia kia nọ mà còn hung dữ này kia. Đức Phật nói vậy con chó buồn đi vào đó. Rồi sau đó ông trưởng giả về thấy con chó mình như vậy thì mới là hỏi những người làm ở trong nhà, hỏi tại sao mà con chó hôm nay nó kỳ vậy. Thì nói là con Cù Đàm đi ngang nói gì đó mà con chó nó vậy đó. Thì ông mới lại ông mới trách Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là đó là cha của ngươi đó, mà ngươi còn không nhận biết ra điều đó để tìm cách cứu giải cho cha mình. Nếu ngươi không tin ta thì về hỏi con chó đi, vàng chôn chỗ nào nó sẽ đến nơi đó nó chỉ cho. Bởi vì trước khi chết ông còn nhớ ông vàng chôn chỗ nào mà ông chưa nói được, vì vậy ông phải tái sanh làm kiếp chó để giữ số vàng này. Sau khi số vàng này ông nhận được rồi nó sẽ đi đó. Y chang như vậy, về làm y như vậy và con chó chỉ điểm rồi, thì ông này móc lên có túm vàng xong rồi vài ngày hôm sau con chó qua đời. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy, người nào đã từng thọ Bồ Tát giới rồi đưa tay lên rồi. Ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Rồi khi các vị thọ Bồ Tát giới, các vị biết được điều gì? Trong Bồ Tát giới Đức Phật dạy là khi hành giả là một Bồ Tát hay là tất cả các chúng sinh, hãy quán chiếu như thế này: tất cả chúng sinh nam loài đực loài trống là cha ta, tất cả chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta, trong một đời đến nhiều đời. Vì vậy cho nên tất cả các vị hành giả nào phát tâm Bồ Tát giới là không được sát sanh, trộm cắp, dâm dục vân vân, vì tất cả những hành động đó đều liên hệ đến cha mẹ trong một đời và nhiều đời của ta. Vì vậy trong cái bài Thần Thông trong Đạo Phật tôi đã nói với các vị rồi, nếu các vị có được túc mạng thông, tức là khả năng nhận biết được những kiếp đời quá khứ, mà các vị chưa có tâm lậu tận, tức là chưa dứt sạch phiền não, các vị sẽ không sống nổi trên cuộc đời này. Các vị sẽ không đủ sức để sống nổi trên cuộc đời này. Nếu các vị có một túc mạng thông, tức là biết được những kiếp đời quá khứ, biết đây là hận thù, đây là tình yêu, đây là quan trái, đây là cha, đây là con, đây. Nếu các vị nhìn ra được điều đó, các vị chắc chết liền tại chỗ sống nổi. Vì vậy khi giác ngộ được điều này phải có trí tuệ đủ sức là một con người chấm dứt được phiền não, tức là lậu tận thông, thì mới thấy được điều này, mới bình thản được. Vì vậy nếu một người Phật tử, chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta cũng nhận biết ra được điều đó. Cho nên những con gà, con cá, con tép, con chó, con trâu, con bò gì chúng ta đã từng sát sinh mà chúng ta sống đó, cái đó là quy luật trả vay. Hôm nay chúng ta mượn nó, rồi hết nghiệp nó sẽ chấp nhận lại, quy quay trở lại với cuộc sống rồi nó mượn lại chúng ta. Và trong cuộc đời này nếu còn luân hồi tiếp tục, tức là chúng ta chưa chấm dứt cuộc đời này, chúng ta sẽ quay đi quay lại trong vô số kiếp để chúng ta giai mượn thân xác với nhau để tìm cuộc sống. Vì chúng ta tự mượn nó và chúng ta tự trả nó, cho nên không ai cười chê và trách chúng ta bất cứ điều gì trên cuộc đời này nếu chúng ta chưa vi phạm luật pháp thì thôi. Vì vậy cho nên người Phật tử nhận biết được chỗ đó, cho nên chúng ta phải tự hiểu được rằng là chúng ta chưa có thể ăn chay trường được, thì chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta giai mượn đều có nhân quả, và hãy tự ăn bằng cách này.
Thay vì chưa biết nhân quả tội phước, mỗi một ngày chúng ta ăn chừng 1 kg tép, chứ ra gia đình chúng ta đi, đừng nói người nha, cho gia đình đi, thí dụ thôi, các vị ăn gì thì tùy, nhưng mà đại diện vậy đó. Bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, các vị ăn ngày nửa ký thôi, tức là bớt được nửa ký, tức là tự mình giảm dần về mức độ mà dai mượn thân xác của chúng sinh, tăng cường thêm lượng rau quả. Điều này tôi nghĩ các vị Phật tử làm được, được không? Và như vậy là chúng ta đã đang ăn chay rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là những người ăn chay trường thì quá tốt rồi, nhưng mà những người chưa ăn chay trường được á, thì các vị tự ý thức như vậy, các vị dặn con cái cũng vậy, đừng thỏa mãn cho cái khẩu vị của mình, rồi con à, cái gì cũng phải trả với số lượng tương đương thôi. Vì vậy cho nên ở đây tôi nghĩ ý nghĩa ăn chay là để hạn chế sát sanh. Vì vậy trong quá trình thực phẩm của các vị tự bớt lợi cái khẩu phần thực phẩm mặn như vậy, là các vị đã có ý nghĩa ăn chay trong đó. Chứ đừng nghĩ là ăn chay phải ăn rau quả không mới ăn chay, mà phải tìm hiểu được chính cái chỗ đó. Nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Trà Vinh là bài gì đó? Hả? Ờ đúng rồi, cái bài ăn chay và ăn mặn, quy tắc nó là như vậy. Cho nên nếu các vị biết được chỗ này thì chúng ta sẽ tự cứu lấy mình được nhiều tội lỗi lắm. Sư Bà Thể Quán có một cái bài thơ như thế này nè: súc sanh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang lông cùng đới giác, sát sanh xin khá nới tai chừa. Tức là sư bà có nói lên một cái câu là tất cả các chúng sinh này nó bị nghiệp, nó phải mang nghiệp, mang lông đội sừng này là để trả nghiệp. À, vậy thôi. Cho nên khi biết được điều đó đó, thì ở đây chúng ta muốn đừng mang lông đội sừng trở lại, thì chúng ta đừng dai với chúng nó. Tại vì chúng ta dai thì phải sao? Phải trả, không thể gạt được trên cuộc đời này. Đó là một quy luật. Cho nên có một số người khi chưa biết Phật Pháp, các vị biết rằng thức ăn của họ, họ ăn mà họ kể lại mình nghe, mình thấy ớn luôn vậy đó. Có cô Phật tử này khi tôi qua bên Úc, thì lúc đó cô đến cô quy y với tôi, và cổ đã ăn chay trường trước khi tôi qua là 9 tháng. Thì cổ nói như thế này: tại vì nhà cổ rất là giàu có, người mẹ khuyên ăn chay, bởi vì người mẹ là Phật tử, thì cổ mới nói vậy. Ở đời không làm gì tội lỗi thôi, chứ gì phải ăn chay. Cổ trả lời câu như vậy: con ăn chay con đâu có tội gì đâu à, nhưng mà người mẹ thì hiểu được nhân quả tội phước khuyên à, đừng như vậy như vậy. Cổ ăn là cổ đặt một lần là một con bò hay là một con heo, đặt nguyên con như vậy ăn phải vậy. Hai nữa là cua, cổ nói cua ghẹ gì đó tôi không biết, cổ nói ăn một lần là phải 10 kg, còn sống tươi như vậy cổ đem lại tới nơi. Mỗi lần cổ về Việt Nam, cổ nghe nói ở Hà Nội có một cái nơi mà bán rắn á, thực phẩm rắn vậy, tôi cũng không biết nơi đó, rồi cắt rắn rồi lấy máu rồi uống rồi sao rồi mới lấy thịt ăn đó. Cổ từ ở Sài Gòn đây cũng phải bay máy bay ra ngoài, ăn xong cái vậy bay về. Cổ nói bất cứ một nơi nào có cái gì tươi ngon nhất trong bất cứ nước nào, cổ sẽ đi đến và ăn như vậy. Cổ không bao giờ biết đó là tội lỗi, nhưng mà cổ nói rằng cổ sống cũng có đạo đức, có nghĩa là biết thương cha kính mẹ cũng đầy đủ, chùa chiền cổ cũng cúng dường, nơi nào đói khổ cổ cũng ủng hộ. Nhưng chỉ duy có một điều đó, cổ không bao giờ cổ nghĩ rằng điều đó là có lỗi. Cổ nghe rất nhiều bài giảng của tôi, và trong đó có cả cái bài ăn chay và ăn mặn, nhưng mà cổ cũng chưa sợ. Cổ cũng nghĩ là nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà này mai mốt già rồi tính, cổ nghĩ vậy. Thì có một đêm đó cổ nằm chiêm bao, cổ thấy như thế này. Cổ thấy một con người là một thân xác của một bà già, nhưng mà cái đầu thì lại đầu bò, và trên người rưới toàn bộ những cái loại mà để gọi là ướp đó. Sau đó rồi cái bà này tự lấy cái tay này gỡ cái tay kia ăn, gỡ lòi ra xương rồi gỡ hết tay này mới gỡ tay bên kia tự ăn. Cổ nói chỉ sau một niềm chim bao thức dậy thôi, cổ kinh hoàng, cổ sức hết mùa hôi hạn. Và cổ nói là chính cái ngày đó đó là cổ ăn chay luôn cho tới bây giờ. Và khi tôi qua đó là cổ xin quy y đó. Thì các vị biết rằng khi cổ nói là bây giờ con mới nhìn thấy lại là chỉ ăn thôi mà con tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Cho nên bây giờ đối với gia đình, cổ khuyên là nên ăn chay. Và nếu ai ăn chay không được thì cổ chỉ mua đồ chết về đó, cho sẵn làm ăn, không bao giờ làm chuyện đó nữa.
Và cổ nói rằng ăn được ngày nào tốt ngày đó, ăn bữa nào tốt bữa đó, khuyên mọi người trong gia đình như vậy. Cho nên các vị thấy rằng trong cuộc đời á, nếu chưa hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Tại muôn đời trước, ông bà cha mẹ chúng ta cũng vậy, xung quanh chúng ta mọi người cũng vậy mà, cũng đâu có ai có gì đâu, cũng ăn như vậy và cũng sống như vậy. Nhưng xin thưa các vị, đúng là như vậy, ai làm nấy chịu chứ đâu phải người ta làm mình chịu. Bao nhiêu trong cuộc đời này, tuổi đời chúng ta cứ dai đi, và chúng ta tự trả với nhân quả đó, và số phận này chúng ta tự chịu. Vì vậy dòng luân hồi làm sao chúng ta thoát được? Chúng ta thiếu nợ mà chúng ta muốn trốn làm sao trốn được? Cho nên điều đây là điều rất là quan trọng để chúng ta để ý. Những cái sự trả dai này là một quy luật gọi là công bằng, không khác hơn được. Cho nên người Phật tử chúng ta có ăn chay, chúng ta cũng không có cười những người ăn mặn, chúng ta cũng không có tự ngã, chúng ta cũng không có chỉ trích, chúng ta không có đúng khi làm những điều đó. Tại vì tự lời Phật dạy và tự nhận ra được điều đó, chúng ta tự cứu mình thôi. Ai muốn nhận ra được điều đó chúng ta chia sẻ, nhưng đừng nên thoá mạ chỉ trích, vì họ không có sai với chúng ta. Họ có quy luật nhân quả với chúng sinh nào họ gieo á, chứ họ không có gieo với mình. Thành ra mình không có quyền trách họ. Ở đây chúng ta chỉ phân tích để tự nhận ra mà thôi. Vì vậy các vị khi là Phật tử học đạo, các vị mới biết điều đó quan trọng. Tôi ngày xưa khi chưa là Phật tử, chưa học Phật Pháp, xin thưa các vị, tôi cũng từng đi câu, đi xúc, đi tác này kia kia nọ. Tôi bắt được những con cá lớn, tôi mừng hay tôi sợ tội? Mừng hay sợ tội? Mừng. Trời ơi, bắt được càng bự càng mừng. Tôi đâu có sợ tội đâu, bình thường, mình tìm cho nhiều nữa mà. Thành ra chính cái chỗ đó, bây giờ khi học đạo mới thấm thía được rằng tất cả những cái đó mình đã dai. Giống như các vị chưa có ý thức trưởng thành, các vị đâu có biết là vi trùng là cái gì đâu. Các vị thấy cục phân khô, các vị biết nó dơ. Nhưng mà để nói vi trùng các vị không có hiểu, tại vì các vị không có thấy. Cho nên bây giờ nếu mà cục kẹo rớt dưới đất lúc chúng ta còn trẻ đó, chúng ta lượm lên sao? Thổi thổi bỏ miệng ăn, có phải không? Nhưng mà khi các vị trưởng thành, các vị biết là vi trùng rồi, cái gì rớt dưới đất dính bụi các vị sợ lắm. Tại sao vậy? Các vị biết nó dơ, nó có vi trùng. Cho nên hồi nhỏ ăn là tại vì không biết vi trùng thôi, có phải không? Vì vậy khi người Phật tử có tu mới thấy được tội lỗi, đúng sai, tội phước. Còn chúng ta chưa học đạo, chưa có tu, chúng ta không nhận ra được điều đó đâu các vị. Các vị tự suy gẫm lại, y chang như vậy. Thành ra ở đây người ta nói cái câu bác sĩ mới sợ vi trùng, và những người có tu học như thế này mới sợ nhân quả tội lỗi mà thôi. Đó là cái điều mà thứ nhất tôi muốn nói về vấn đề ăn uống như vậy. Bên cạnh đó có vấn đề dai trả nữa đó. Đó là dai trả tiền. Ở đây chúng ta có chừng dai tiền chưa? Nếu chúng ta mượn tiền thì chúng ta phải trả tiền. Vấn đề khi chúng ta dai tiền phải có trách nhiệm trả tiền. Người cho chúng ta dai thì cũng phải cân phân ở mức độ tương đối. Có người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi có giảng tại chùa Ấn Quang, đó là làm nghề cho dai có tội không? Tôi xin thưa rằng không bao giờ có tội. Cho dai là một chuyện, việc làm cũng như bao nhiêu trăm ngàn công việc khác. Nhưng mà có tội là do cái gì? Do chúng ta tự giới, chúng ta thay gì cho lời gì đó, cho bạc một phân hai phân gì đó, chúng ta đẩy cả 20 phân ha. Hay là chúng ta thấy người ta lỡ kẹt đó, cho chúng ta cho dai để chúng ta nặng lãi. Hoặc là khi người ta không có điều kiện người ta trả, hoặc ta hứa hẹn cái gì với mình, mình giận quá mình cổm đồ, là xiết đồ người ta, hoặc là chửi bới người ta. Nó tội là những cái đó. Còn tiền mình đưa ra người khác dai để kinh doanh, thì khi mượn cái vốn mình làm ăn thì chia lời với mình xài, đây là quy luật công bằng, không có tội gì trong cái nghề nghiệp này cả. Vì vậy cho nên ở chỗ là chúng ta dai nợ, dai tiền thì cũng phải có một ý niệm rằng phải tìm cách để trả trên thực tế này với cuộc đời này. Nếu chúng ta không trả đời này, chúng ta có thể trốn năm non bảy núi, suốt cuộc đời này người ta không gặp được, thì một ngày nào đó trong kiếp luân hồi này chúng ta cũng phải trả dai một cách tương đương. Không bao giờ một đồng bạc các
các vị đã dai thì các vị cũng phải trả một đồng bạc. Nhưng nếu quá trình kéo dài 5 năm, 10 năm, đời này đời khác, các vị sẽ có sao? Lời đó, có lãi trong đó đó. Cho nên ở đây các vị thấy có những người thiếu lương tâm ở chỗ này, cứ nghĩ rằng mình sẽ xóa nợ bằng cách này cách khác. Mình sẽ giết người để xóa nợ, hay là mình đi trốn trại ở đâu đó để mình xóa nợ. Nói thật với các vị chạy trên trời, các vị cũng không khỏi tất cả những nợ mà mình đã gây với người ta nữa. Tôi vừa đọc báo vừa rồi đó, có một ông này, ông giai của cô này có 6 triệu đồng thôi, mà cuối cùng phải dẫn đến ổng là ổng phải giết người. Cô giai của cô này có 6 triệu, mà dài hạn rồi, cô này đòi hoài ổng không trả. Cho nên ổng mới nghĩ một cái cách như thế này, ổng nói bây giờ mình không trả, thì bây giờ mình tìm cách giống như là mình giết để trừ nợ cho rồi. Trong lòng ổng nghĩ vậy. Cho nên ổng mới hẹn với cổ đến một cái điểm, là ổng nói đó là nhà ổng, và đến nhờ đó giờ đó này kia kia nọ đó, thì ổng sẽ trả cái tiền nợ 6 triệu đồng này cho. Trong khi ổng kêu người ta đến để trả nợ, thì bên đây ổng đã thuê 4 người xã hội đen, và ổng thuê với giá là 2 triệu hay 4 triệu đồng gì đó, cũng gần bằng tiền trả người ta rồi, thì cũng thuê mấy triệu bạc đó. Ổng mới nói với bên cái người làm xã hội đen là vậy nè: cái bà này thiếu nợ ổng mà còn mắng chửi ổng không chịu trả, ổng chỉ nhờ mấy người này là trói cái bà này lại thôi để ổng xử lý. Còn cái việc đó ổng chỉ thuê là trói lại thôi chứ không có làm gì hết. Thì mấy cái người kia, người ta nghe lời ổng như vậy, mà cái cô này khi mà cổ đòi 5 lần 7 lượt, ông này không trả và nói những lời rất là khó nghe. Cho nên cô này mới sợ. Vì vậy khi đi kêu thêm một đứa em trai nữa, là hai chị em cùng đi. Khi đi đến tới nhà, thì mới vừa bước vô tới cửa nhà, thì 4 người á, thanh niên á, hình như có bịt mặt đó, xông ra là trói tay và lấy băng keo dán miệng lại liền. Dán liền tức khắc, bởi vì hai cái người này không thanh minh được cái gì đúng sai cả. Vì ông này yêu cầu là phải khi trói lại vậy là dán miệng liền, bởi vì ông sợ người này thanh minh là ông là người sai. Cho nên dán miệng, cho nên người ta không có nói được. Khi dán miệng rồi thì ông chồng 2 triệu hay 4 triệu vậy, tôi nhớ là cũng mấy triệu đó. Thì sau khi ông đưa tiền cho mấy người xã hội đen rồi, thì ông ở đây ông bắt đầu ông lấy điện mối đó, ông mới chích người ta. Thì chích khi sắp chết rồi đó, thì ông sợ quá. Ông sợ là ông nghĩ nếu mà như vậy á, mà người này mà thả ra nó về á, thì người ta thương mình sẽ ở tù. Vì vậy ông chích cho chết luôn. Hai chị em chết hết. Sau khi chết xong rồi các vị biết làm gì? Cắt ra thành từng khúc. Ông mới mua cái thùng xốp á, ông mới để vô từng khúc ở trong đó. Ông mới đậy thùng xốp, ông mới dán băng keo lại. Rồi ông nhờ một chiếc xe chở đến trước cửa chùa nào ở Bình Dương, ở Đồng Nai vậy đó. Rồi sau này khi mà ra tòa đó, ông mới nói là ông chở lại đó cho người này nghe kinh để siêu thoát. Ông nói như vậy. Thì khi các vị biết rồi, cuối cùng tòa kêu án ông là tử hình. Bởi vì hình thức giết người phải tính côn đồ. Thì khi đó các vị thấy rằng chỉ có 6 triệu đồng thôi. Mình vay của người ta, là mình là người mà mình mượn người ta, mình nhớ ơn người ta không hết. Ở đây khi người ta đòi mình không có lời nói dễ nghe, mà mình còn nói khó nghe. Người ta đòi nhiều lần mình lại sanh quán. Rồi sanh quán mình mới sao? Mình mới nghĩ đến cách để hãm hại người ta. Như vậy lương tâm con người để đâu? Nhận ra được người ơn của mình, một bát nước như thế này người ta cho mình lỡ đường, mình nhớ ơn không? Nhớ chứ. Làm người lương tâm phải có ở chỗ này. Tại sao như vậy? Ví dụ mình không có điều kiện mình trả, mình phải nói như thế nào? Chứ còn ở đây người đó đã cho mình thi ơn mình rồi, mình còn nghĩ cách giết người nữa, là mình quá man rợ rồi. Lương tâm đạo đức không còn gì. Cho nên là tòa kết án là giết người phải tính côn đồ. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái gì? Mình phân tích để hiểu cái điều đó là có những khi vấn đề dai trả nó có tính cách là mình nghĩ để mình quỵt nợ người ta bằng cách bịt miệng như vậy. Nhưng mà mình có phải là trả một cái giá quá đắt không? 6 triệu mình đã mua 2 mạng người đó, chưa đủ, mình mua cả cuộc đời còn lại của mình. Tức là khi kêu án tử hình thì mình phải chết. Như vậy chỉ có 6 triệu đồng, thay vì bây giờ kêu xã hội đen hết 2-3 triệu rồi,
thì gán thêm chút nữa trả cho người ta cho xong. Mà mình suy nghĩ cái cách gì đó mà mình ra nông nổi như vậy. Có một cái người nước ngoài nói thế này: có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho bất quá tạo ra kẻ vô ơn, còn cho mượn tạo ra một kẻ thù. Câu này hay không? Rất là hay. Cho nên ở đây kinh nghiệm, đôi khi có một số người xấu như vậy đã làm cho ảnh hưởng tới xã hội. Bây giờ ai có tiền, có nhân đạo lắm, muốn cho mượn, e dè không? E dè. Cái lương tâm con người thấy người ta nghèo khổ không cho mượn á, mình thấy xót xa. Nhưng mà mình thấy những hình ảnh mà con người gạt nợ kiểu đó đó, thì mình cứ dè dặt hoài, phân vân hoài. Không cho mượn thì lòng xốn xang, mà cho mượn thì lại lòng cũng không yên. Đó, cho nên chính một số người thiếu lương tâm mà xử sự bằng cách vay trả như vậy, cho nên dẫn đến có những người khác muốn làm việc tốt, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho mình phải hạn chế đi công việc tốt đẹp này của mình. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, cái vấn đề vay trả là chuyện sòng phẳng. Chúng ta không trả kiếp này cũng trả kiếp khác. Có một số người khi cho mượn rồi người ta giật luôn mà người ta không trả, thì một số người suy nghĩ như thế này: biết đâu kiếp trước mình thiếu nợ nó thì kiếp này mình trả. Thì mình nghĩ vậy thì cũng cho xong thôi, để cho lấy lại cân bằng về tâm lý. Nhưng các vị nên nhớ rằng, cũng có thể chúng ta đặt lại rằng những kẻ này đang mượn chúng ta, không hẳn là chúng ta đang thiếu nợ họ, cũng có thể là họ đang thiếu nợ chúng ta. Tại cuộc đời vay trả, trả vay trong quá trình tuần hoàn của cuộc sống, nhân quả, thì không có cách khác được. Cho nên tôi đã từng giảng trong một cái bài giảng dường như là bông hồng dân cha. Tôi có kể cái chuyện cái ông đó mà ông xuống dưới địa ngục, mà ông gặp cái người mà ăn cắp ổng vàng ngày xưa đó, ổng mới đòi những chiếc diêm vương á. Đó là cái câu chuyện, nhưng mà sự thật là như vậy. Quy luật trả vay trên cuộc đời này không khác hơn được. Cho nên ở đây, nếu chúng ta cho ai mượn tiền hoặc là lỡ bị giật, thì chúng ta đinh ninh rằng trong quá trình tái sanh của chúng ta, những ân oán, những nợ nần này có lúc chúng ta phải gặp để trả với nhau thôi. Trả bằng cách này, trả bằng cách khác. Cho nên điều đó chúng ta cứ yên tâm đi, không có ai có thể gạt được trên quy luật của nhân quả công bằng này. Đó là một quy luật trả dai mà không khác hơn được. Đó là cái vấn đề tôi nói là cái gì? Về vay nợ tiền. Bây giờ còn có một nợ này nó khó nói nè. Đó là nợ gì? Hay quá. Ở đây có ai thiếu nợ tình chưa? Các vị mà có mặt trên cuộc đời này mà nói chưa thiếu nợ tình là tôi không tin nữa. Cả ai có mặt trên cuộc đời này cũng thiếu trực tiếp, gián tiếp cả. Mình không thiếu người ta cũng thiếu mình à. Có phải không? Xin thưa các vị, nợ tình là điều khó nói, nhưng mà cũng có lối để chúng ta nhìn nhận ra. Các vị có nhớ 14 điều răn của Đức Phật mà ngày xưa Hòa Thượng Kim Cương Tử viết, trong đó có một câu gì không? Ai nói trúng? Có một câu gì? Món nợ lớn nhất của đời người. Trời, nhắc tới đó cái biết liền. Hay quá ha. Cái câu mà để nói lên cái đó đó: món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Cái câu này để cho chúng ta thấy suy tư. Thật sự trên cuộc đời này, ngoài tất cả những nợ dai như vậy, đừng nói là ái tình không có dai nợ nha các vị. Ái tình là những món nợ truyền kiếp đó các vị. Nó cũng như bao nhiêu món nợ nhân quả về sinh mạng của chúng sinh, hay bất cứ một quy luật nhân quả nào trên cuộc đời. Vì vậy chúng ta đừng có giỡn với lửa. Cho nên có người nói câu gì: anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, có ai ngờ đùa mãi đến điêu linh. Có nghĩa là đừng có giỡn chơi như vậy. Có những người cứ chọc ghẹo người ta để người ta thương thầm nhớ trộm gì đó, mình nghĩ như vậy là mình tự hào lắm, mình tự nghĩ là mình là đào hoa lắm, ha, thế này thế khác, rồi mình trêu người này, mình ghẹo người kia bằng cách này cách khác. Đừng giỡn chơi như vậy. Tất cả chúng ta khi làm với một lý do mà do chúng ta gây ra, để người ta phải đau khổ, chúng ta phải có nợ. Ví dụ cái anh mà ở Đắk Lắk anh hỏi tôi đó,
thì cái cô đó không có nợ thật. Cô không có làm bất cứ một cái gì, cô không có nói lời bóng gió gì, cô cũng chẳng có một cái hứa hẹn gì. Mà ở đây tại cá nhân anh thì không trách được. Ví dụ như những người thi hoa hậu, những người đẹp như vậy, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Những diễn viên điện ảnh, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí trong sự ngưỡng mộ đó, có những người chấp nhận yêu đơn phương như vậy. Nhưng mà cái việc đó người ta không có tội, người ta chỉ là nghệ thuật. Còn nếu người ta đã hứa với một ai với lý do gì mà người ta gạt đi, thì món nợ này không có tránh khỏi đâu các vị. Cho nên ở đây trong vấn đề tình cảm cũng là những quan nghiệp với nhau. Đừng bao giờ gây ra cho nhau những cái gì quá đau khổ. Chúng ta đừng giỡn chơi như vậy. Người ta nói giỡn với lửa, vô tình hay cố ý sao? Đều phải nóng. Cái đó là sự thật như vậy. Cho nên ở đây, trong tình cảm này tôi thấy là có một số gia đình, có những người chồng được người vợ quá thương yêu, thì người chồng lại ga lăng, hoặc là đôi khi á cao có lợi, hoặc là làm giá với người ta thế này thế khác, rồi la gầy ép uổng thế này thế khác. Có những người làm vợ còng lưng chịu đựng, cắn răng hy sinh vì quá thương chồng, cho nên phải chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà đâu phải ngon đâu. Có những người chồng ở trong gia đình rất là quay, hành hạ đủ thứ, nói chuyện rất là quay, nhưng ra đường lại nô lệ như một kẻ ngoài đường nào đó, trở thành một kẻ nô lệ ái tình. Rồi người ta sai xử lại, người ta chỉ vẽ lại, mà thậm chí người đó trả ra gì cũng có thể điều khiển được chúng ta nữa. Như vậy nguyên tắc cũng là dai trả. Chúng ta để dai với người này để chúng ta trả lại với người khác. Có những người vợ cảm thấy không hài lòng với người chồng mình, chê cười chồng mình thế này, chê cười chồng mình là dũng về thế kia, chê cười chồng mình là thế này thế nọ, đi tìm một người khác. Trong khi ở đây người chồng mình lo lắng đủ điều, thương yêu bao bọc tất cả, hy sinh tất cả ngày đêm thương khó, chấp nhận hết cho mình. Rồi cái mình đi, mình chê cho đã, cái cuối cùng mình đi ra mình kiếm người khác. Kiếm người khác trở thành một cái người giống như ở đợi người ta. Phải chiều chuộng lại, phục dịch lại, nô lệ lại, lo đủ điều mà còn chưa hài lòng. Chính cái chỗ này chúng ta gọi là quan nghiệp nợ nần của ái tình như vậy. Thành ra chúng ta nghĩ trong quy luật của công bằng, cái gì phải thì nói phải, không nói không. Đừng có phải khi thương thì đáo cũng chọn, khi ghét cái bộ hộp của mèo. Khi thương thì ghét cái gì cũng được, tới khi ghét rồi cái gì cũng không được hết. Thế vậy tội lắm. Chúng ta tự gây quan trái cho nhau, chúng ta tự vẽ như thế, chúng ta tự cho là như vậy. Người ta cứ chắc chặt người này, chắc chặt đầu kia, người ta sống không có hài lòng mình. Khi mình không thương rồi làm sao mà hài lòng được đó. Khi mình không thương rồi cái gì mình cũng bắt nhạt, bắt khang, bắt lỗi, bắt phải được hết. Nhưng mà cái đó dầu sao nó cũng là quan trái duyên nợ nghiệp duyên. Còn bên cạnh đó có một số người lừa tình, thì cái lừa tình này chắc chắn rằng quả báo không nhỏ với chúng ta. Chúng ta lừa như thế nào, dai như thế nào, chúng ta phải trả tương đương như vậy. Tôi mới vừa đọc một cái bài báo để gọi là cái cách lừa tình mà chúng ta phải thấy rằng phải bán mạng cho sự lừa tình đây. Đây là cái câu chuyện mà cái chuyện này ở Sóc Trăng đó các vị. Hai vị này ở Sóc Trăng hồi từ thuở nhỏ đã yêu thương nhau rồi. Nhưng mà lớn lên á, do biến cố của anh trai này, cho nên anh mới bỏ gia đình anh lên Sài Gòn để kiếm sống. Và anh làm trong một cái nơi bán hủ tiếu Nam Giang á, ở trên Sài Gòn. Khi lên đến đó rồi thì á, mỗi lần cái quán này được nghỉ vào ngày Chủ nhật, cho nên anh có được quyền đi nơi này nơi kia chơi. Thì một buổi chiều Chủ nhật đó anh đi đến một cái quán khác anh chơi, thì cái quán mà được các cô tiếp viên nữ đó ra đón tiếp. Thì trong cái buổi đón tiếp đó đó, tình cờ anh mới nhận ra được cái người mà ngày xưa hai người đã yêu nhau. Thì do vấn đề biến cố gia đình anh này bỏ đi, rồi cô này sau đó cũng một thời gian cũng vì cuộc sống, rồi cuối cùng cũng từ bỏ quê hương, cũng lên Sài Gòn kiếm sống. Nhưng mà với hoàn cảnh đó, cô này làm tiếp thị trong một cái quán đó, tức là tiếp viên á, đi phục vụ khách đó, bưng nước bưng nôi này kia đó. Thì trong cái hôm đó thì anh gặp lại cô này, anh thấy giống như quen quen. Tại vì cô này ngày xưa ở dưới quê thì tay lắm chân bùn, không có kem son phấn sáp. Bây giờ trở lên Sài Gòn thì
tay chân thì móng đỏ móng vàng, mặt thì trắng trỏ gì đó, soi son thô phấn gì đó. Thành ra anh này thì mới đầu một ba dài ba năm rồi nhận không có ra lắm, nhưng mà có cái nét cảm thấy là giống. Cho nên một hồi anh này mới bạo dạn mới hỏi rằng: em có phải là người tên đó vậy không? Thì cái cô này á, thì cổ mới cũng giật mình. Thì cô nói: nãy giờ em có thấy anh có cảm giác giống giống như quen quen. Thì anh là anh ba đó à? À thì ra là vậy. Thì cô này cổ tên là Thắm, anh này là anh ba. Thì khi hai người nhận ra nhau ở tại thành phố thì mới rất là xúc động. Mọi ai nấy là bày tỏ tâm tình với nhau là: ừ, thời gian qua cũng nhớ nhung nhiều, nhưng mà rồi không biết có dịp gặp, rồi cuối cùng đính hôn với người khác. Rồi anh này thì cũng vậy, cũng đính hôn với người khác. Thì thố lộ cho đã rồi cuối cùng tâm sự, rồi cái trong cùng cảnh ngộ gặp lại. Mà ta nói tình cũ không rủ thì sao? Hay quá à. Thì cái này đến thật đó các vị. Trong một hoàn cảnh như vậy, cái xúc động giữa hai cái cuộc sống con người như vậy, thì ký ức ngày xưa sống lại. Và sau này hai người này có nghĩ lại là anh này mới nói: thôi chúng ta nối lại tình xưa. Và cùng nói với cô này rằng: bây giờ chúng ta tìm cách để hủy hôn ước đi, và để hai chúng ta cưới nên vợ chồng. Thì cô này thật tình mà nói là người yêu năm xưa, bây giờ gặp lại cũng cảm thấy rằng những cái tình cảm đó không có mất. Cho nên cuối cùng hai người này chấp nhận. Sau đó vài ba tuần á, rồi về quê, thì cái chính cái hai người này cùng về. Và chính cái cùng về này đó là ý của cái cô này là muốn tìm cách để hủy hôn để cùng với cái người yêu mình trước kia. Thành ra khi về rồi á, cùng hẹn với cái người yêu về và đến những cái nơi mà ngày xưa hai người này đã từng gặp. Thì đây là vì quê hương cho nên ai cũng biết cô này về, và người yêu cô này cũng biết. Cho nên khi cô này đi chơi, người yêu cũng biết. Cho nên khi mà đi chơi với anh này đang ngồi tâm tình ở bên bờ dòng, bờ trúc, bờ tre gì đó, thì anh kia anh mới bắt gặp, tức là người hứa hôn của cô này. Mà thật sự cô này cũng cố tình làm như vậy để cho anh kia bất mãn, để bỏ đi. Nó là ý là như vậy. Thì anh kia lại mới cự cãi giữa đôi bên rất là quyết liệt. Rồi cuối cùng anh này giận quá đó là từ hôn. Cho nên khi đi về đó là mới nói với cha mẹ là không cưới nữa, và đòi những cái nữ trang đến ước gì đó. Thì khi lúc đó đó thì cô này sẵn sàng trả lại, bởi vì cổ thật ra là cổ có muốn hủy hôn này mà. Vì cổ về như vậy, cuối cùng cổ đem hết nữ trang cổ trả. Cho nên gia đình cũng xào xáo giữa đôi bên. Rồi cuối cùng vì vấn đề con mình thôi, vấn đề là cha mẹ cũng tùy thuận. Sau đó anh ba này nè, anh mới hẹn với cô Thắm này nè là hai chúng ta nên trở về thành phố. Thì sau khi cái cô này cổ đã hủy hôn ước rồi thì cổ tự do rồi. Và khi về trên thành phố thì anh này mới yêu cầu thuê nhà trọ cùng sống. Và họ chưa hôn nhân nhưng mà họ sống như vợ chồng. Khi sống như vợ chồng trong vài tuần lễ sau, thì anh này mới lấy cái lý do là ảnh về nhà để anh giải quyết một số công việc. Thì cô này đinh ninh rằng cái người yêu của mình đó, là cũng đi về quê giải quyết công việc. Cho nên cho phép anh này về, thì anh này về dưới cái ở luôn, bắt đầu chuẩn bị đám cưới, cưới cái cô mà hứa hôn trước. Cô này trên Sài Gòn không biết gì hết. Cô này đợi tháng này qua tháng nọ, đợi hoài xong mà không thấy người yêu trả lời, mà cũng không thấy người yêu nói gì hết. Thì cô hay tin được là anh này về dưới đang bữa đó là ngày đám cưới. Thành ra khi cô Thắm này về bàn với mấy chị em của mình là anh này đã hứa cổ như vậy và gạt tình cổ như vậy, bây giờ đi cưới người khác như vậy như vậy, thì ở gia đình bốn chị em người này mới tức máu lên, mới mài mỗi người một con dao hết. Bốn chị em cầm bốn cái dao như vậy. Thì khi ở miền quê các vị biết là đi rước dâu bằng xe Honda, xe hai bánh á, thì cũng qua những cái giai đoạn cầu nhỏ nhỏ đó, gần 50 chiếc xe Honda vậy đó, đưa đám như vậy. Thì bốn cô gái này phục kích sẵn ở đầu cầu mà chuẩn bị gần tới cái nơi nhà của cô dâu á. Thì khi lúc đó rồi xong, thì khi xe vừa tới đó thì bốn chị em ra đứng là: thằng ba đâu, mày đâu, kẻ gạt tình đâu, nói như vậy là xong vô, cứ đâm tới.
thì cái người anh trai đó, là người anh cả đó, mà thấy cái chuyện đó như vậy, cái mới đứng ra mới can ngăn. Thì người can ngăn đầu tiên là chịu một mũi dao vào bụng, nằm tại chỗ. Người mẹ thấy như vậy mới chạy vô phân bua can ngăn, đâm một cái vào tim, chết tại chỗ. Nè. Rồi lại tất cả mọi sự tán loạn, đồ đạc gì, mọi thứ đá banh hết, tùm lum hết. Cuối cùng thì cái việc đó nó như thế nào để luật pháp xử lý? Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng nhẫn tâm như vậy. Thật ra cái này á, cũng làm người ta ức lắm. Mặc dù người ta phạm pháp luật đó, giết người là phải có cái trị tội của nó, nhưng mà cái lý do để mà giết người á, thì thật ra cái anh này cũng quá đáng lắm. Mình không nói ai đúng sai gì lắm, ở đây mình không phải công lý, không phải luật pháp, mình không có phê bình cái việc đó, việc của người, người ta tự giải quyết. Nhưng mà họ đã cho chúng ta một bài học, chúng ta đừng có vấn đề lại lừa gạt con người bằng cách đó. Đó là vấn đề nợ tình chúng ta phải trả. Trả bằng mạng sống của một bà mẹ mình, trả bằng một người anh trai chưa biết là sống hay chết, rồi bản thân người này cũng như thế nào, rồi gia đình bên kia cũng như thế nào. Cho nên đôi khi chỉ vì những cái tâm mà tham lam của chúng ta, cái tâm mà gạt gẫm của chúng ta một chút vậy thôi, chúng ta đã đem đến sự đau khổ như thế nào. Như vậy có những lúc chúng ta suy nghĩ cho chín chắn, phải có lương tâm một chút, việc vào làm phải chịu trách nhiệm trước nó, phải trả bằng cách này cách khác, chứ tại sao chúng ta lại như vậy? Thì chính vì chỗ đó cho nên xã hội nó mới có cái chỗ rối ren như vậy. Vì vậy vay trả là sự công bằng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trả đắt quá không? Quá đắt. Bản thân cái người đó trả mới đúng đó, cái anh mà đó đó, nhưng mà để người mẹ mình phải chịu một cái chết đau thương vậy thì tội. Cho nên trong bài báo người ta viết như thế này: đám cưới trở thành đám tang. Thì hồi lúc đó tôi thấy, tôi cũng nghĩ bộ lật xe chết rồi sao á, thì tôi nghĩ vậy. Nhưng mà khi đọc vô rồi nó không phải là vậy. Nó, cho nên ở đó cho chúng ta một bài học để suy gẫm. Với hơn nữa, nếu bản thân chúng ta là người mà gạt tình cảm người khác bằng cách như vậy, ví dụ cái cô kia mà chưa quỷ hôn thì cũng có thể đi, cái này xúi người ta, đưa người ta đến quỷ hôn, người ta phải mất thanh danh, phải mất hết tất cả, bây giờ phải gạt luôn đời con gái người ta nữa, tất cả những cái đó chúng ta quá đáng. Ví dụ trong tình yêu, nó yêu nhau thì việc gì của kệ nó thôi, còn cái này người ta đã hứa hôn rồi, buộc người ta phải từ hôn, bỏ hôn như vậy, như vậy rồi chúng ta lại như vậy, thì cái đó nó hơi quá đáng. Nó thành ra ở đây suy nghĩ, những cái đó cho chúng ta một bài học. Cái gì chúng ta cảm thấy rằng, nhất là người học Phật, cảm thấy rằng chúng ta không đáp ứng được thì thôi. Cho nên trong giới tà dâm mà Đức Phật dạy cho người Phật tử đó, không phải dành cho người Phật tử. Giới tà dâm để hạn chế sự ngoại tình và sự lạm dụng tình dục, để như vậy tránh bớt những quan trái, những ngang trái của cuộc đời. Thành ra có những cái ở xã hội chúng ta cần phải nắm những chỗ đó, để chúng ta biết ý thức một điều, để hướng dẫn cho những người thế hệ con cháu của mình ý thức được điều đó, để có một lòng chung thủy, để bảo vệ hạnh phúc và xây dựng gia đình. Và những người có cái tâm như vậy làm sao nên sự nghiệp được các vị? Nếu cái tâm mình đã như vậy, mình nghĩ mình có thể gạt được người đó đó, có thể người đó hiền từ quá không dám làm vậy mình, nhưng mà chắc chắn rằng cái tâm gạt này các vị cũng không tránh khỏi với nhân quả đâu. Dứt khoát là nó phải như vậy. Và lương tâm mình đã như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ không có thể có cuộc sống tốt hơn được. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy nợ. Đời cái gì cũng có trả và có dai. Vì vậy chúng ta nhìn lại Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là ai? Xưa kia là ai? Là Thái tử. Ngài có thiếu gì trên cuộc đời không? Vợ đẹp, con xinh, cung tần mỹ nữ, ăn ngon mặc đẹp, quyền quý cao sang. Nhưng tại sao Đức Phật không hưởng thụ? Bởi vì Đức Phật thấy rằng tất cả sự hưởng thụ này đều có cái bảng giá sau lưng của nó. Chỉ có trí tuệ như Đức Phật mới thấy tuyệt vời như vậy thôi. Đức Phật thấy cái này nó có bảng giá này, cái này nó có bảng giá này, cái này có bảng giá này. Vì vậy Đức Phật từ bỏ, chứ không phải là không biết hưởng thụ. Một con người có trí tuệ như Đức Phật thì không cái gì mà không biết. Nhưng mà quá chăng Đức Phật hiểu rằng quy luật này công bằng, nó không loại trừ bất cứ một ai cả. Vì vậy cho nên Đức Phật hiểu rất rõ cái gì có dai có trả, cho nên Đức Phật phải từ bỏ tất cả
để trở nên một người khất sĩ, không nhà, không nương, không tựa, ăn cơm chỉ cần xin những thức ăn thừa của chúng sinh, vì di hóa độ chúng sinh là cái này. Cho nên Đức Phật muốn không trả nữa, nếu chấp nhận trả thì phải sao? Phải tái sinh, phải luân hồi, phải quay đi quay lại, làm sao giải thoát được? Vì không muốn trả tiếp tục cho nên Đức Phật phải đi tu. Đi tu để không hưởng thụ những điều đó, để chấm dứt dòng nhân quả trả dai này. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy, cái sâu xa trong lời Đức Phật dạy. Khi tôi đi sang Úc, những người Úc mà đi tu á, chúng ta thấy rất là hay. Tôi đi vào trong một cái tu viện đó, chỉ là cái động bằng đá thôi các vị. Trong một cái hang động như thế này, người ta quét đá hoặc là cái động tự nhiên rồi nhân đó, người ta quét sâu vô. Và những người này là những người mà tại bản xứ Úc luôn, họ là những người ngoại quốc. Trong đó họ còn tập trung một số người của các nước khác như Mỹ, Pháp, Đức đồ về tu học nữa. Và những người này là những người đầy đủ, sống tất cả mọi thứ trên cuộc đời đầy đủ. Nhưng mà bây giờ khi trở thành một nhà tu, các vị biết rằng họ sống rất đơn giản. Từ nhu cầu bản thân cho đến cuộc sống mọi thứ đơn giản chưa từng có. Và sống không cần nhà đẹp, cao cửa rộng gì cả. Và thỉnh thoảng cũng ôm bát đi xuống dưới phố, đi ăn xin như những người khất sĩ vậy đó. Từng ôm bát đi khất thực, sống giản dị. Mọi thứ tôi đã đích thân đến tới nơi thăm viếng các vị đó, và tôi nhìn thấy trong cái cuộc sống như vậy. Và vì vậy cho nên mình thấy gì? Khi những người này là một người đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng tại sao họ từ bỏ? Họ nghe lời Đức Phật, họ giác ngộ được lời của Đức Phật, và để chấp nhận một người đi tu, quyết định cuộc đời này, muốn giải thoát một đời này, thì đừng dai nợ với cuộc đời. Khi không còn nợ với trần gian này nữa, không còn nợ với cuộc đời, thì mới chấm dứt được dòng nhân quả trả dai. Cho nên những người này đã tự chọn cho mình một cái cuộc sống rất đơn giản như vậy, chứ không có gì khác hết. Chứ thật ra tất cả chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ chứ. Nhưng mà mỗi một người có một cái cách, mỗi một người có một suy nghĩ khác nhau. Một người này hưởng thụ, một người kia phụng sự là quan điểm của mỗi người. Có những người cứ có được là hưởng thụ, thỏa mãn mình thôi. Còn có những người có ra là phụng sự. Hai người này họ không phải là cái người có ra phụng sự họ ngu hơn cái người kia. Không phải như vậy. Cái này nè, quan trọng chỗ này. Nếu một người có suy nghĩ, có đạo đức, có lương tâm và có từ bi, thì họ sẽ cảm thấy cuộc đời họ phụng sự, họ thấy hạnh phúc hơn. Còn một người thuộc về sống tham dục ích kỷ thì thấy cái gì lo cho mình thì hạnh phúc hơn. Bây giờ các vị thấy rằng có một cái người, cô Tim gì đó, người Thụy Điển phải không? Là cô đã nguyện bản thân của mình là một con gái rất là đẹp. Nhưng mà khi đi qua đến Việt Nam, thấy những đứa trẻ mà sống bơ vơ lạc lõng giữa đường, không có cha mẹ nuôi, không có gì hết. Cô tự nguyện cô trở thành một người mẹ của hàng mấy trăm đứa như vậy để nuôi. Cô lấy tất cả những đứa đó làm tình thương. Tôi xem những người đó có trái tim từ bi như những trái tim của Bồ Tát. Và Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng vậy. Là một người thái tử đủ hết tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống, sao Đức Phật không sống? Bởi vì Đức Phật không đành lòng khi thấy mọi người đang đói khổ. Và cuộc đời này trả dai, Đức Phật không muốn như vậy nữa. Để từ bỏ hết tất cả. Ở đó là người có trí tuệ chứ không phải là người không biết gì đâu. Đó. Cho nên chúng ta tùy quan niệm của mỗi con người mà mỗi con người có chọn cho mình một lối sống. Có người chọn lối sống tất cả mọi thứ đều dùa hết cho mình. Có người chọn cho mình lối sống là mình gì hết cho mọi người. Mỗi trong gia đình thôi. Có những người chồng chọn một lối sống là gì hết gia đình vợ con. Còn có những người chồng vì tất cả là bản thân mình, hưởng thụ ích kỷ cá nhân. Đó là vấn đề, là tùy suy nghĩ của mỗi người mà có một cái lối sống khác biệt nhau là như vậy. Nhưng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết đời vai trả, thì tất cả mọi thứ nó đều không khác hơn được, là một quy luật rồi, không hơn không kém chỗ này. Những người tăng sĩ của chúng tôi, người tăng sĩ sống nhờ vào chén cơm manh áo, là những người Phật tử đàng Việt hiến cúng. Tôi có nợ không? Có nợ. Vì vậy trong nên bốn ơn trọng mà Đức Phật từng đề cập. Ơn gì? Ơn Tam Bảo, ơn Đàn Na, ơn cha mẹ, ơn quốc gia. Trong bốn ơn này, cái ơn Đàn Na là những người Phật tử phát tâm cúng dường. Những người tu sĩ ăn chén cơm manh áo, tất cả cái này đều dai của tất cả các vị hết.
Nếu một người tu sĩ không làm được gì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời, không phụng sự được cho Phật Pháp, những người này cũng đọa để trả thôi. Mà cái câu chư tổ thường dạy là kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng là chỗ này. Đời này không giác ngộ được Phật Pháp để hoằng hóa lợi sanh, thì đời sau phải mang lông đổi sừng làm trâu làm bò để trả nợ lại. Là một quy luật, đừng nói là như vậy. Dầu là một tu sĩ cũng vậy thôi. Tu sĩ chọn con đường đi tu hành theo Phật Pháp thì nợ đàn na là không nhỏ. Vì vậy khi mà người ăn cơm của một tu sĩ trong tam đề và ngũ quán, trong ngũ quán đó, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn quý cứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử thực. Một là kể công nhiều ít của kẻ đàn na từ nhiều phương đem đến. Hai là xét mình có đủ đức hạnh, còn đủ hay thiếu mà để nhận của cúng dường. Ba là xa lìa tất cả các tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, chính vì nó là món ăn để chữa cái bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm quán của một người xuất gia mà khi ăn phải nhớ. Vì vậy một số người nói mấy ông thầy chùa sướng quá, ở sẵn người ta dâng lên ăn, vô đây ăn hả? Tôi nói thiệt chứ bộ. Ai nói ngồi sẵn rồi ăn rồi sướng quá, rồi làm thử coi hả? Cho nên các vị đừng nghĩ là đơn giản. Thấy nó như vậy nhưng mà không phải vậy. Tại vì chúng ta cứ thấy cái một mặt không à, thấy mặt nổi mà không thấy mặt chìm của nó, không thấy những cái suy nghĩ của một nhà tu, không thấy những cái gì của một nhà tu. Chúng ta cứ nhìn khơi khơi bên ngoài mà chúng ta nói như vậy, đó là chúng ta nói phóng mạng, nói liều lĩnh. Xin thưa thật với các vị, và tất cả những tu sĩ khi không có trả nợ được đàn na cũng phải đọa thôi. Các vị nào đã từng đọc trong mà 33 vị tổ thiền tông, tức là cái sử thiền tông Trung Quốc và Ấn Độ, thì các vị có đọc tới vị tổ thứ 15 là vị tổ Kana Đề Bà. Kana Đề Bà là người được thọ pháp với tổ Long Thọ. Và Kana Đề Bà sau khi đắc pháp rồi, ngài mới đi đến khắp xứ Ấn Độ để truyền giáo. Thì hôm đó Kana Đề Bà đi đến một cái xứ là Ca Tỳ La. Và trong xứ đó có một gia đình của một trưởng giả, ông này tên là Đức Tịnh. Ông có hai đứa con trai, một là tên là La Hầu La Điểm, và con trai thứ hai kế đó là tên là La Hầu La Đa. Thì trong gia đình này gồm có nhiều thành viên nữa, nhưng mà chỉ có ông Đức Tịnh này và cái đứa con trai sau đó là La Hầu La Đa đó, là hai người này rất là có lòng với Phật Pháp. Thì nhiều năm về trước, hai vị này đã thành tâm phụng hiến cúng dường cho một vị tỳ kheo, không phải là đắc A-la-hán, nhưng mà cũng là những người tu bình thường nhưng cũng có đạo đức. Sau một thời gian cúng dường tu tập thì vị tỳ kheo này già và chết đi. Thì hai cha con, các gia đình của người này cũng là vẫn là người Phật tử nối tiếp như vậy. Nhưng mà lạ thay một điều, sau đó đó một thời gian lâu á, thì ở trong gia đình của cái người này sau vườn á, nó có một cái cây mọc lên. Mà đặc biệt cái cây này nó rất đặc biệt là nó xanh nấm. Nhưng mà khi xanh nấm chỉ có ông Đức Tịnh này và với đứa con trai mà La Hầu La Đa đó, chỉ có hai người này mới có thể nhổ được những tay nấm này thôi. Nó lạ kỳ là như vậy, không ai nhổ được hết. Và những người khác ra nhổ là mất hết, mà chỉ có hai người này mới nhổ và còn như vậy. Thì cái ông Đức Tịnh này, ông cảm thấy cái điều này ông nghi vấn, ông không hiểu là tại sao như vậy. Thì một hôm tổ Kana Đề Bà mới đi đến đó giáo hóa. Thì khi biết được tổ đến đó, cho nên hai cha con người này tỉnh tổ trở về nhà để chân cúng dường. Và trong bữa cúng dường đó, hai vị này mới đem cái chuyện đó ra thưa như vậy. Thì với trí tuệ của một người chứng đắc, đã nghe qua là biết chuyện đó chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên tổ mới hỏi là ông Đức Tịnh này, ông bao nhiêu tuổi rồi? Thì ông nói là dạ bạch hòa thượng, năm nay con 79 tuổi rồi. Thì ông tổ mới nói rằng năm ông 81 tuổi cây này không còn xanh nấm nữa. Tổ mới nói như vậy. Và cái duyên sự đó sau này ông Đức Tịnh đó cho đứa con của mình là La Hầu La Đa đó cùng đi theo tổ
Kana Đề Bà để tu, và sau này nối tiếp cái dòng tổ của Thiền Tông là từ Kana Đề Bà rồi tới Lào La Đa là tổ thứ 16. Thì trong đó nó có cái gì vậy? Khi tổ biết như vậy, cổ biết cây nấm này chính là vị tỳ kheo đã tái sanh thọ lại phải trả cái nợ đàn na này, vì chưa liễu đạo, chưa giác ngộ, chưa trả hết nợ áo cơm. Nhưng mà biết rằng cái trả này đến cái năm ông này 81 tuổi á, là đã đủ với cái nợ mình đã mang. Và lúc đó cây không còn sanh nấm. Cho nên lúc đó tổ mới nói một bài kệ như thế này: nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng giả bát thập nhất, kỳ thọ vô sanh nhĩ. Tức là nhập đạo bất thông lý là vào học tu hành mà không hiểu được đạo, không làm lợi ích cho đạo, cũng không giác ngộ cho mình, học đạo bất thông lý. Phục thân hoàng tính thí là đời sau sẽ hoàn lại trả nợ cho áo cơm của tính thí đàn na cúng dường. Trưởng giả bát thập nhất là trưởng giả này đến năm ông 81 tuổi, kỳ thọ vô sanh nhĩ, là cái cây kia trả nợ đã đủ rồi, không còn tiếp tục sanh nấm nữa. Thì các vị thấy như vậy là thế nào? Tất cả sự trả vai này trên cuộc đời có sòng phẳng không? Một quy luật này không hơn không kém, không loại trừ bất cứ một ai, không loại trừ người đạo Phật, không loại trừ người ở đâu, không loại trừ người không cùng tôn giáo, không loại trừ một súc sinh nào trên cuộc đời. Quy luật này là nó trải dài dứt tất cả kiếp sống luân hồi của chúng ta. Đời trả vai là như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những người tu hành, khi mà nhìn nhận được chỗ này, cho nên tu tập phải quán chiếu, phải suy xét. Người Phật tử khi đối diện với khổ đau vai trả phải nhận xét như thế nào để tự cân bằng tâm lý mình lại, để vượt qua được những thử thách và tìm những cách hóa giải nó, chứ đừng nên bế tắc hay là đừng nên khủng hoảng. Khủng hoảng cũng không giải quyết được vấn đề đâu các vị. Trả là phải trả chứ không cách nào khác hết đó. Không phải quả tới trả cái lại Phật, trời ơi trời, tôi trả về nặng quá, tôi bớt cho tôi đi. Không có chuyện đó. Không thể được. Nó là như vậy đó. Không phải ông Phật làm cho các vị mà để các vị lên gian sinh ông Phật. Nhưng mà nó tới là như vậy. Chỉ có những duyên phước nào đó, như một cái gì đó để làm hạn chế bớt cái phát tác của nó. Có. Điều này trong đạo Phật gọi là gì? Chuyển nghiệp. Nha, ai nói đúng đó, là chuyển nghiệp. Nó là như vậy. Cho nên cái vị nào đọc được cái tác phẩm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là sáu cửa vào động thiếu thất, đã được Ngài Hòa Thượng Thanh Từ đã dịch ra rồi, hoặc là trước kia Ngài Trúc Thiên á, Trúc Thiên cũng đã dịch một tác phẩm tương đương. Như vậy thì trong nội dung của cái quyển sáu cửa vào động thiếu thất, trong đó đó có cái gọi là lý nhập và hạnh nhập đó. Thì trong cái hạnh nhập đó, có một cái gọi là báo quán hạnh. Trong quán hạnh này có báo quán hạnh. Thì trong đó tổ dạy chúng ta như thế nào? Đối duyên xúc cảnh gặp phải khổ đau, tất cả những điều đó chúng ta biết đều do ân quán của nhiều kiếp về trước. Hãy dũng mãnh mà tiến tu, quán chuyển được hóa giải tất cả nghiệp chướng. Nhìn nhận được gốc gác phát tác từ đâu, từ nghiệp chướng từ đâu. Và người tu phải có trí tuệ rằng hôm nay tôi chịu quả báo này là do cái gì, hôm nay đời tôi phải trả cái này là quả báo gì. Có thể đời này và nhiều đời trước chúng ta đã từng gieo. Ví dụ chúng ta sanh ra một đứa con rất là tội, tật nguyền đủ thứ hết. Hoặc là có khi sanh ra một đứa con chẳng có chân tay, hoặc là sanh ra thế này thế khác. Chúng ta nói, chúng ta trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ. Không phải. Mà lúc đó chúng ta trách ai? Hãy trách chính mình. Cộng nghiệp với nhau, ân quán như nhau, chúng ta sẽ gặp tài. Quy luật trên cuộc đời này không khác hơn được. Vì vậy trong báo quán hạnh, chư tổ đã dạy rất rõ cho chúng ta. Đó. Khi làm người, ngoài việc học Phật, quán chiếu về vấn đề ân quán trả dai, chúng ta còn nhìn nhận cái gì nữa? Lương tâm đạo đức một con người sống trong cuộc đời, thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Thi ân đừng nhớ, nhưng mà thọ ân người nên nhớ, để dạy chúng ta cung cách để làm người. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta loại trừ cái nhân cách đạo đức căn bản của loài người bao giờ. Nếu nhân cách đạo đức căn bản này chúng ta chưa làm được, không thực hiện được, thì đừng mong mà trở thành thánh, thành Phật gì cả. Vì vậy muốn thành cái gì là chuyện của ngày mai. Tiên quyết nhất phải là một con người có đạo đức, phẩm hạnh, nết na, từ nữ, nam, trai, gái,
nhỏ lớn, ông bà, cha mẹ, tất cả mọi phương diện, nó đều có cái tư cách của nó. Và tư cách này trong Khổng giáo gọi là chính danh. Tức là chính danh là anh phải có cái tư cách cha là phải ra cha, con là phải ra con, mẹ là phải ra mẹ, chồng lại ra chồng, vợ ra vợ, người lãnh đạo ra lãnh đạo. Cái đó gọi là chính danh. Tức là tự hoàn thiện lấy cương vị của chính mình. Như vậy đạo đức của Đức Phật cũng không ngoài việc đó. Dạy năm giới cho người cư sĩ cũng là dạy những đạo đức căn bản, bổn phận của một con người để tránh đi nhân quả, hoàn thiện nhân cách trong hôm nay và ngày mai. Học qua ý nghĩa của đời vai trả, để chúng ta thấy rằng bớt giai nghiệp chướng lại một chút. Và nếu đã lỡ giai rồi thì phải tìm cách trả và hóa giải như thế nào cho nó được tốt đẹp một chút. Trên cuộc đời này có mặt, trên cuộc đời này không ai chưa từng giai, giai cách này và giai cách khác. Vì vậy hạn chế bớt điều nào để tăng trưởng nhiều công đức, làm lợi lạc nhiều chừng nào thì chúng ta bớt trả hung chừng đó. Vì vậy cho nên qua cái bài giảng đời vai trả này, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút về học thuyết của Đức Phật. Nó cũng nằm trong quy luật của nhân quả, nó cũng vừa là tình người, đạo đức và nhân quả. Mong sao chúng ta hiểu được điều này để đừng gieo oán kết hờn với những người cùng sống với chúng ta, đừng gieo oán kết hờn với xã hội này. Hãy làm nhiều việc phúc thiện hơn, cùng chia sẻ đau thương với đồng loại, cùng làm nhiều việc lợi ích để chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân mình hôm nay và ngày mai. 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 Việc sanh tử của ai tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: "Sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu." Cô ta lại nói: "Do vì hai tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc, đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói, mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, cắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa, sau đó mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng hai vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô, giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi
ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng. Bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà gì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: Bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh, chú, niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô khuyến được bình an vô sự. Người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm. Mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc. Người ta cứ nghĩ rằng người Phật tử mới chịu nhân quả, người Phật tử mới chịu trả dai, người Phật tử mới chịu tội phước. Còn họ không phải là Phật tử, họ không phải là Phật giáo, họ là những tôn giáo khác, hoặc họ là những người không tin Phật giáo và không có Phật giáo, họ nghĩ họ sẽ thoát khỏi dòng này. Ai nghĩ như vậy là tự đẩy mình vào hố sâu tội lỗi. Thật ra Đức Phật không có đặt một cái tiêu chuẩn quy luật nào trên cuộc đời hết á. Nhân quả là một quy luật, là một chân lý của cuộc đời. Nếu các vị có điều kiện nghe lời bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng chân lý là gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay cái đoạn chúng tôi vừa nói. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ nhân quả chỉ dành cho Phật tử, không có chuyện đó. Nếu nhân quả tội phước đau khổ này chỉ dành cho Phật tử, Phật nói ra chỉ vì người Phật tử, xin thưa các vị, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ, không bao giờ tôi theo đạo Phật. Để tôi sống một cuộc đời tự do, có một sự bảo vệ, bao che của một ai đó, tốt đẹp hơn không? Tại sao tôi phải trở thành một người Phật tử, trở thành một người tu sĩ theo Phật giáo, để tôi phải chấp nhận điều luật này, chấp nhận điều luật kia, hạn chế cái này, làm cái khác như vậy? Như vậy ở đây, chúng ta thấy rằng quy luật này là công bằng. Đức Phật chỉ là một người nhận ra được quy luật đó, và Đức Phật giới thiệu với chúng sinh trên cuộc đời này. Ai nhận ra được điều đó tự cứu mình ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Ai hiểu được nó sẽ tự lách mình ra khỏi việc này việc khác, sẽ tự tránh bớt đi tội lỗi, tránh bớt đi sự trả dai. Chứ ở đây các vị đừng nghĩ là Phật nói cho người Phật tử, là quy luật của chúng sinh này trên cuộc đời này. Đức Phật có ra đời hay không, quy luật này nó vẫn như vậy đó. Nhưng mà tại quá chăng là chúng ta không nhận biết được nó mà thôi. Các vị có thâm hiểu ngay chỗ này không? Vì vậy cho nên sự trả dai này đừng nói là chỉ có người Phật tử, mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này, cái gì chúng ta dai là phải trả. Dai nợ máu trả nợ máu, dai nghiệp gì trả nghiệp đó, dai nghiệp ái tình trả nghiệp ái tình, dai tiền thì trả gì? Cũng trả tiền chứ không lẽ trả gì. Xin thưa các vị, chính cái chỗ dai trả này, cách nay chừng 4 ngày, có một cậu thanh niên ở Đắk Lắk, cậu hỏi tôi: thưa thầy, Phật dạy về nhân quả có đúng không? Thì tôi nói dạ đúng. Cái nói vậy là có khi nào mà mình gieo nhân mà không có quả không? Ông nói là, thầy mới nói là không bao giờ. Cái gì có nhân là có quả. Vậy anh nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không thầy? Tôi nói đúng rồi. Thì anh nói vậy mà sao con gieo nhân hoài mà con không được quả? Thì tôi mới hỏi chuyện gì. Anh nói anh thương một cô gái gần 10 năm rồi,
anh thương quá trời luôn mà sao anh không được đáp lại. Anh hỏi như vậy nhân quả có đúng và công bằng hay không? Trời ơi, lúc đó tôi cũng không biết đường trả lời các vị. Tưởng hỏi cái gì vậy? Cuối cùng anh nói như vậy. Anh nói như vậy á, là anh gieo như vậy là một cái nhân. Như vậy cái cô đó mà cũng không trả ảnh là cô đó có tội, có phải vậy không? Làm sao tôi dám kết tội người ta kiểu kỳ vậy? Thì ở đây nói chung là trong cái việc này nó phức tạp, nhưng mà tôi nói đại khái như thế thôi. Tôi nói á, ở đây anh nói anh gieo nhân, nhưng mà biết đâu anh đã trả cái quả anh ta từng gieo sao? Cũng có thể là anh đã từng trả cái quả anh đã từng gieo vậy. Nhưng mà ở đây ảnh mang cái tính cách giống như là ảnh bức xúc, rồi ảnh nói lên như vậy thôi. Chứ thật tình với các vị, thương người cũng có nhân quả thật. Nhưng mà như vậy, cái cô này tạo ra nhân duyên gì đó mà cuối cùng bỏ người ta đó, thì mới có nhân quả tội phước ngay chỗ này. Còn ở đây là một sự yêu thầm nhớ trộm của đơn phương, thì không mang tính nhân quả và không mang tính kết tội cô này được. Không có một lý do nào như vậy. Nhưng tình yêu không có tội, đại khái là như vậy. Anh này có thương hay không là quyền của anh, vấn đề cá nhân. Nhưng tôi chỉ lật ngược lại vấn đề, biết đâu anh đã trả cái quả anh đã từng gieo từ nhiều kiếp trước, anh đã thờ ơ lãnh đạm như người ta rồi sao? Thì tôi chỉ nói như vậy, mang tính cách là để đối trị như vậy thôi. Chứ nhân quả không nói vô những cái đơn sơ như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy rằng ở trên đời này không có một cái gì gieo mà không trả. Nếu kiếp đời này chúng ta sanh lên, chúng ta chỉ có một đời này và chết đi, thì nhân quả không lập thành được, và nhân quả không mang tính công bằng được, và cuộc đời này nó trở nên một sự bất công, mạnh được yếu thua. Nhưng đã gọi là nhân quả là một quy luật của cuộc đời này, và tất cả mọi con người chúng ta trên cuộc đời này đều đi theo tiến trình của nhân quả, và bằng cách trả dai qua quá trình của cái gì? Của gì? Của luân hồi. Chính cái luân hồi này nó giúp cho nhân quả trả dai một cách sòng phẳng nhất. Không có cái gì mà có thể gọi là không trả quả được hết. Cho nên ở đây, ngày xưa khi tôi học với Hòa Thượng Di Lực, Ngài dạy về Kinh Lăng Nghiêm, thì Ngài có nói một cái câu ở trong đó là ăn cục thịt sẽ trả một cục thịt. Ngài nói rất rõ như vậy. Nhưng theo phân tích của tôi thì tôi cũng đã chia sẻ với các vị từ rất nhiều bài giảng trước rồi, câu đó mang tính cách như một quy luật chung chung thôi. Nhưng mà nếu ăn con tép để đầu xanh con tép lại trả đó, thì nhân quả nó không mang cái nghĩa đó. Nó không có mang cái nghĩa ăn con này mà tái xanh lại con đó để trả, nhưng mà dứt phát phải trả một cái quả tương đương. Tương đương như thế nào là quy trình của nhân quả. Nhưng mà để nói rằng ăn con tép phải đầu thai con tép lại trả thì cái đó nó hơi máy móc lắm. Nhưng mà phải trả với một hình thái nào đó, với một lý do nào đó, phải tương đương với cái gì mình gieo thôi. Vì vậy ở đây, khi để nói một cái câu nôm na là ăn cục thịt trả cục thịt, thì cái câu đó mang tính cách răn đe để chúng ta nhận thấy rằng những cái gì chúng ta dai bằng nợ máu của chúng sinh, chắc chắn chúng ta phải trả bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Ở đây không mang tính cách đe dọa răn đe ai cả. Tất cả mỗi con người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Không phải các vị làm rồi người khác chịu, không phải các vị làm tôi chịu, không phải tôi làm các vị chịu, hay là các vị làm rồi đổ thừa cho ông Phật chịu. Không có chuyện đó. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động. Vì vậy không ai được quyền chỉ trích, thóa mạ, cười chê bất cứ một điều nào về vấn đề đó. Nếu người ta không vi phạm luật pháp, người ta không vi phạm đạo đức, thì tất cả mọi người chúng ta phải tôn trọng người khác trong được quyền chỉ trích. Nhưng ở đây tôi mang tính cách là phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có quy luật của nó. Những người nói một cái câu như thế này là vật dưỡng nhân, khi nói một câu đó thì thương tổn lắm đó. Thương tổn ở chỗ là tự mình che đậy cái hành động của mình. Mình cho rằng những cái điều đó là một cái quy luật như vậy. Ai sanh ra những con vật này để nuôi tất cả chúng ta thì chúng ta có quyền nói. Cái việc đó là cái miệng của chúng ta. Còn nuôi hay không như thế nào thì để quy luật nhân quả đối với chúng ta sòng phẳng. Nếu các vị có dịp tình cờ nhìn vào những cái đoạn phim mà người ta quay ở tất cả các lò sát sanh, các vị thấy rằng chúng ta không trực tiếp
đối với sinh mạng của chúng sinh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta gián tiếp rất là nhiều. Chúng ta thấy một chúng sinh trước khi làm thịt cho chúng ta có một thực phẩm để ăn, chúng ta thấy đau khổ biết dường nào. Tất cả chúng ta có quyền ăn, chúng ta không có vi phạm luật pháp gì hết. Trên cuộc đời này mình nuôi nó hay là như thế nào, mình chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn gì đó là việc cuộc sống riêng. Nhưng tôi muốn rằng người Phật tử hãy tự hiểu rằng cái quy luật đó các vị có thể giữ được bao nhiêu tùy nhân duyên và hoàn cảnh. Nhưng biết được nó đúng sai tội phước, nhân quả trả dai cái đã. Hôm nay giữ chưa được, ngày nào đó chúng ta sẽ giữ. Hôm nay làm chưa được, chúng ta tự biết hạn chế lấy chính mình để tự cứu mình. Nói để chúng ta hiểu, không phải nói để làm liền. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nơi. Nhưng mà chúng ta biết rằng các thực phẩm chúng ta có được là từ động vật á, là chúng ta thấy chúng sinh chết rất là thê thảm. Các vị thử tưởng tượng đi, các vị nuôi một con heo, các vị bán cho mọi người lãi heo. Con heo các vị thường ngày các vị chăm sóc nó như thế nào, các vị cưng nó như thế nào, các vị tắm rửa như thế nào, và đôi khi các vị rất là yêu thương nó. Nhưng mà các vị thử nghĩ bây giờ một người khác, các vị hình dung thôi, đè ba chân bốn cẳng lại, chứ đâu phải nó nói nè tôi tới lứa, nè cắt cổ tôi đi, đâm họng tôi đi, có heo nào nói vậy không? Xin thưa các vị, khi các vị biết rằng cầm một mũi dao như thế này đâm một con heo như vậy, nó dãy, nó đau thương, các vị biết khủng khiếp, nó bắn té máu tùm lum chân như vậy đó. Có những khi tôi nhỏ, ngày xưa tôi nhìn những đám cưới mà không dám dòm. Có một lần tôi nhìn thấy người ta làm một con bò bên cạnh sông để chuẩn bị đám cưới đó. Tôi nói thật sự, nhìn thấy mà tôi nói chung là nhìn đi, nhìn lén, chứ không dám nhìn trực tiếp. Nó cảm thấy quá ghê sợ đi. Người ta chói chân nó lại hết, người ta chói dây ngược lại bên kia, cái chân bên kia, cái người dây người ta làm bên đây nè. Rồi người ta chuẩn bị sẵn một cái tre rất là dài vậy nè. Người ta giật cho nó té một cái đó. Rồi cái người ta mới quấn cái chân nó lại. Và người thì nắm cái dây mũi căng ra. Rồi người ta lấy mấy cây tre dài đó, người ta đè ngang bụng nó. 5-7 người đè ngồi lên như vậy. Rồi một người cầm cái dao chừng một gang tay tôi vậy nè. Bắt đầu mới cắt cổ nó để lấy máu. Tôi nói thật sự, chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta nuôi được bằng từ nguồn đó đó. Cho nên các vị chưa bao giờ chứng kiến, cho nên chúng ta bình thường. Nhưng nếu chúng ta là một người có một lần chứng kiến, chúng ta cảm thấy rằng gắp một miếng thịt hay là cái gì bỏ vào miệng, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì rất là ớn ớn. Từ những chỗ đó, tại sao trên thế giới có rất nhiều người người ta chuyển qua ăn chay? Có những người không cần phải là Phật giáo, không phải người ta ăn chay theo Đức Phật, mà ăn chay theo lương tâm thôi. Người ta tôn trọng sự sống của mọi loài. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc đó chúng ta đã dai như thế nào là chúng ta phải trả bằng cách đó. Đời chúng ta được nuôi lớn bằng cái gì là từ chúng ta dai mượn. Và chắc chắn điều này, một đời này và nhiều đời sau, chúng ta phải trả tất cả những gì chúng ta đã dai. Và vì vậy theo tinh thần của nhân quả Phật dạy, chúng ta đã từng ăn những loài mà chúng ta đã từng sống, chúng ta đã từng làm biết bao nhiêu chúng sinh, chúng ta đã từng làm chó, mèo, trâu, dê, bò, gà gì đó. Tất cả những loại chúng sinh này dường như không có một con người nào chưa bao giờ trải qua. Nếu các vị đọc được trong kinh bản sanh của Đức Phật, Đức Phật đã từng làm chim nè, từng làm khỉ nè, từng làm voi nè, từng làm sư tử nè, từng làm cá nè. Thậm chí tất cả các loài nào có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật cũng đều trải qua cả trước khi thành Phật. Vì vậy với một con người tạo nhiều nghiệp như chúng ta, chưa có một loài nào trong cuộc đời này mà chúng ta chưa từng trải qua cả. Và vì vậy có những khi chúng ta ăn những chúng sinh này là thân bằng quyến thuộc trong một đời và nhiều đời của chúng ta nữa. Chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi có đọc trong một cái bản chú giải về Phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì trong bản chú giải này có kể lại một câu chuyện đó. Đó là Ngài Văn Thù cảm hóa một người đồ tể. Thì hôm đó cái người đồ tể là cái người làm heo á, thì mua một con heo. Nhưng mà khi mua rồi á, cái ông đồ tể này ông dẫn con heo về hoài không được. 3-4-5 người nữa dẫn cũng không đi. Mà con heo cứ chống cự lại và rơi nước mắt.